thiên lôi dẫn ra địa hỏa, thiên địa làm rung động. Chỉ là trong nháy mắt, giống như vụ nổ hạt nhân giống như, từ bất bại kiếm tôn làm trung tâm, khủng bố lôi hải tựa như vô cùng vô tận ba đảo hung dũng bốc lên không thể bể nghễ thì hướng bốn phía bao phủ mà đi. Những cái kia khủng bố màu đen phong cương vừa chạm tới cái này tử lôi dâng trào, chỉ là rằng có một hơi công phu thôi, liền rầm rầm trong nháy mắt băng vỡ đi ra, tiêu tán vô tung. Phong tuôn ra tử lôi nhất thời thôn phệ hết thảy, đem lúc trước vẫn là đầy trời hắc phong bầu trời, lần nữa đốt phía trên ánh sáng màu tím. Khủng bố cường đại sấm sét, cũng là tại cửu thiên phía trên không khô lui, nhảy lên thắng lợi vũ đạo. Đụng! Bởi vì cái này nhất đột nhiên địa phương đánh, tam thủ quái nha thân thể toàn bộ bị bắn ngược trở về, trên không trung thẳng tắp chuyển 10 lăn lộn mấy vòng, mới vừa dừng thân lại, 6 cái trong đôi mắt cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, làm sao có thể, chỉ là một cái nhân loại. 3. Thế mà, hắn kinh dị còn chưa tiêu tán, nhưng ngửi một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang, hắn trên thân đúng là nhất thời nổ tung một tấc lông vũ, một cỗ 10 phần khó ngửi, có chút mùi cháy khét đạo, nhất thời bay vào hắn cái mũi. Lần này, tam thủ quái nha càng thêm kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc nhìn lấy trên thân cái kia một chỗ còn đang bốc khói cháy đen địa phương, 6 cái tròng mắt cùng nhau co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, hắn vậy mà làm tổn thương ta, một cái nhân loại. Không sai, một kích này, là cái kia bá thiên kiếm khí gây thương tích, chính là thừa dịp cái kia hắc phong bị tất cả đều xua tan về sau, bất bại kiếm tôn một kiếm gây nên. Thấy tình cảnh này, bọn người người cũng là không khỏi tất cả đều cả kinh há hốc miệng ba, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin bộ dáng, cho dù là cái kia tam đại kiếm vương, cũng là kinh ngạc nhìn đây hết thảy, hoàn toàn ngây người. Trong truyền thuyết không người có thể địch cấp 9 đế vương thú, thế mà bị kích thương, hơn nữa còn là tại đã ra chiêu tình huống dưới. Cái này, thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng. Vốn là, bọn họ nghĩ đến lão tổ tông có thể thoát đi cái kia hắc phong lĩnh vực đã là đáng quý. Tiếp theo mình thì mau trốn, khác cùng bọn hắn dây dưa nữa, dù sao người ta thế nhưng là có cấp 9 đế vương thú làm linh sủng a. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lão tổ tông chẳng những phá cái kia cương phong, còn thừa cơ đâm hắn một kiếm, quả nhiên là phát sau mà đến trước, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không hổ là lão tổ tông. Bất bại kiếm tôn, thực chí danh quy a. Nghĩ tới đây, ba vị kiếm vương đều là một mặt mừng rỡ, đều nhanh vui đến phát khóc. Mình cái này lão tổ tông, thật mẹ hắn cho mình tăng thể diện a. Thế nhưng là bọn họ cao hứng, Âu Dương Lăng Thiên bọn người lại là có chút khó chịu, từng cái bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, trong mắt dần dần lộ ra vẻ lo lắng. Làm sao, liền cái này cấp 9 đế vương thú đô không làm gì được lão nhân này à, lão nhân này cũng quá mạnh a. Chỉ có Trác Phàm 4 người, tại cũng là đồng dạng lộ ra một chút kinh dị về sau, liền lần nữa đạm mạc tiếp theo. Nhìn lấy cái này chí cường quyết chiến kết quả cuối cùng. Hô hô hô, từng ngụm địa thở hổn hển, bất bại kiếm tôn chậm rãi chà chà trên đầu mồ hôi, trên mặt có chút mỏi mệt bộ dáng, hiển nhiên vừa mới một chiêu kia, phí hắn quá nhiều lực lượng. Có điều hắn trên mặt lại là cũng không lo lắng, trái lại vẫn như cũ một mặt nụ cười hưng phấn, nhìn về phía cái kia cấp 9 đế vương thú, tràn đầy chiến ý. Đoán chừng nếu không phải đối phương không phải tiếng người, hắn đoán chừng đều muốn tiến lên cho hắn một cái thích ôm ấp. Ai nha huynh đệ, gặp lại hận muộn a, người nói ta làm sao sớm không có gặp phải ngươi đây. Sớm gặp phải ngươi, lão phu cũng sẽ không như thế cô độc a, ha ha ha. Thế nhưng là trong lòng của hắn kích động hưng phấn, tam thủ quái nha khuôn mặt lại là hung hăng đến chìm xuống phía dưới. Phải biết, hắn tam thủ quái nha thế nhưng là cấp 9 đế vương thú, tại phàm giai cái này một mẫu ba phần đất. Chứ như vậy mấy vị bối cảnh thâm hậu không phải phàm nhân, sợ qua ai vậy? Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay thế mà tại một người bình thường tu giả thủ hạ hai lần ăn quả đắng, đây cũng là để trong lòng của hắn không thoải mái cực kỳ. Luận lực lượng, linh thú thế nhưng là phổ biến tại nhân loại phía trên. Cùng một đẳng cấp linh thú, cũng chia đủ loại khác biệt, hạ đẳng cùng trung đẳng, liền tương đương với đồng cấp nhân loại cao thủ đỉnh phong, thượng đẳng linh thú. Thì so đồng cấp nhân loại cường giả cao hơn một mảng lớn, có thể cùng cao hơn một đẳng cấp nhân loại cường giả sánh ngang. Hắn tam thủ quái nha, vốn là cấp 9 đế vương thú, tại cấp 9 linh thú bên trong đều là cao cao tại thượng tồn tại, xem như thượng đẳng trung thượng đẳng. Lại thêm côn bằng cho hắn nhập môn, hắn đã không thuộc phàm giai chi vật A. Theo lý thuyết,
trừ mấy cái thánh thú chủ tử bên ngoài, phàm giai mạnh nhất cũng là hắn, bởi vì hắn nhân loại đều bị áp chế lấy. Nhưng là bây giờ đột nhiên có một cái thấp hắn một đẳng nhân loại, đem hắn cho thương tổn, cái này khiến hắn làm sao nhịn. Về sau tại linh thú quyển tử bên trong còn thế nào lăn lộn. Riêng là trở lại Côn Bằng chỗ đó, làm như thế nào cùng chủ tử bẩm báo. Hắn ba bài đại ca mặt mũi, còn muốn hay không? Nghĩ tới đây, tam thủ quái nha trong lòng càng phẫn, ba cái to lớn đầu to đều ngăn không được địa lắc tới lắc lui, nhìn về phía bất bại kiếm tôn ánh mắt, tràn đầy trần trụi sát ý. Linh thú nhưng là không có nhân loại võ giả nhiều như vậy lòng kính trọng, cùng chung chí hướng chí ý, ngươi nha nhường ta mất mặt, ta thì giết chết ngươi, chỉ đơn giản như vậy, đây chính là thú tính. Thế nhưng là hắn vốn là đã đầy đủ nổi giận, trong lòng hừng hực lửa giận, còn kém đem chính mình đốt, nhưng đúng lúc này, tước nhi tiểu nha đầu này nhưng lại hết lần này tới lần khác thích đổ dầu vào lửa, la hét nói, ba bài, hôm nay ngươi muốn là thua, bản tiểu thư nhưng là muốn đi ngươi cái kia đỉnh núi cáo trạng đi. Vị kia đại bá có phải hay không không nỡ ra người a? Phái người trợ giúp vẫn là như thế không được việc, ngượng ngượng hắn, hắn thủ hạ có phải hay không không có người. Muốn là lời nói, chúng ta về sau không cần tìm hắn cho người mượn, để chính hắn giữ lấy dưỡng lão đi. Ba bài to lớn đầu chim bất giác hơi hơi lắc một cái, tam thủ quái nha quay đầu nhìn một chút tước nhi cái kia rất có cảnh cáo ánh mắt, lại là bất đắc dĩ bĩu môi, trong lòng thầm than. Thật sự là cùng người nào, học cái dạng gì, tiểu nha đầu này làm sao cùng cái kia trác phàm một dạng âm hiểm, chuyên thích bắt người điểm yếu a. Bất quá đừng nói, nàng còn thật nắm lấy. Hắn tam thủ quái nha bình sinh chưa sợ qua người nào, duy chỉ có mấy cái thánh thú mà thôi. Mà bây giờ hắn lại tại Côn Bằng chỗ đó làm cảnh sát, thụ lãnh đạo trực tiếp. Tiểu nha đầu này muốn là thật sự ở nơi này châm ngòi thổi gió vài câu, chính mình thời gian còn thật không dễ chịu. Nãi nãi, tiểu nha đầu phiến tử, đến lôi hoàng truyền thừa cứ như vậy cuồng sao? Hừ hừ, đừng quên, người xuất thân chỉ là cấp 6 linh thú mà thôi, chảnh cái gì chứ? Hiện tại lại dám giáo huấn lên ta đến. Trước kia mẹ ngươi gặp lão tử còn tất cung tất kính, run lẩy bẩy đây, hiện tại thế mà. Thật sự là tiện sát ta vậy. Mọi người đều là phi cầm, làm sao mình liền không có gặp phải loại chuyện tốt này đâu. Thật sự là thú so thú, tức chết thú a. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, tam thủ quái nha nghĩ tới đây, không khỏi nhất thời phiền muộn vô cùng. Có điều hắn cũng không dám đối cái này tước nhi sinh khí, người nào để người ta đã xưa đâu bằng nay, bay đến đám mây làm phượng hoàng đâu. Chỉ sợ rất nhanh, nha đầu này cũng là hắn chủ tử. Kết quả là, tam thủ quái nha cái kia lạnh lùng hai con ngươi liền lại cùng nhau nhìn chăm chú về phía bất bại kiếm tôn chỗ đó, trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời. Đều là người này nhắm chúng phiền phức, hôm nay hắn phải chết. Hô hô hô, tựa như đóa đóa ánh nến lấp lóe, tam thủ quái nha trên đầu thanh viêm chiếu sáng rạng rỡ, nhưng hắn sáu cái đôi mắt lại là càng phát ra băng lãnh tiếp theo, từng đạo sát ý càng là trần trụi phát ra, trực chỉ đối diện bất bại kiếm tôn bắn tới. Đã cảm nhận được xúc sinh này sát cơ, Bách Lý Ngự Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lại là hai tay cầm kiếm, trong mắt tản mát ra nồng đậm chiến ý. Cười lớn một tiếng nói, tới đi xúc sinh, đi thử một chút lão phu bá thiên ba kiếm, kiếm thứ hai lợi hại. Lớn mật, không khỏi giận hừ một tiếng, tam thủ quái nha cũng là bỗng nhiên lắc một cái thân thể, quá to, chỉ là nhân loại, dám khiêu khích bản vương quyền uy, thật sự là muốn chết. Soạt, bỗng nhiên, tam thủ quái nha thân thể bỗng nhiên lắc một cái, nhưng nghe một tiếng hỏa diễm bạo phá thanh âm ầm vang phát ra, trên đầu của hắn cái kia một mực lóe ra thanh viêm. Đúng là bỗng nhiên khuếch tán bộc phát ra, hướng bốn phía tán bắn đi ra. Thế nhưng là rất nhanh, những cái kia tản ra hỏa diễm liền dừng lại, sau đó lại hướng về tụ lại, bỗng dưng liền dán tại tam thủ quái nha trên thân. Hô! Lại là một tiếng kịch liệt tiếng rít vang phát ra, tựa như một khỏa hỏa cầu giống như chiếu sáng khắp nơi, tam thủ quái nha toàn thân cao thấp vậy mà tất cả đều giấy lên ngọn lửa màu xanh, cuồn cuộn khí tức khủng bố nhất thời bao phủ khắp nơi. Liền tam thủ quái nha bản thân khí thế, cũng bỗng nhiên tăng mạnh hơn 10 lần có thừa. Cái này không khỏi khiến đến tại chỗ tất cả mọi người không khỏi cùng nhau khí tức trì trệ, mục đích hiện vẻ kinh ngạc. Không chỉ là cái kia ba vị kiếm vương, cho dù là Âu Dương Trường Thanh bọn họ, cũng là trong lòng kinh dị vô cùng. Cái này tam thủ quái nha đã đủ mạnh, lại không nghĩ rằng còn có thể lại tăng cường tự thân thực lực. Cứ như vậy,
vừa mới bất bại kiếm tôn đã là miễn cưỡng có thể cùng cái này linh thú giằng co, nhưng bây giờ chỉ sợ đã không phải hắn địch thủ đi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Trường Thanh bọn người lần nữa lộ ra thắng lợi hy vọng nhan sắc, cái kia ba vị kiếm vương cũng đã càng thêm cau mày thảm đạm, một mặt lo âu nhìn về phía bất bại kiếm tôn chỗ đó, một khỏa khẩn trương tâm lần nữa nhấc lên. Lão Tổ Tông, mí mắt hơi hơi run run, Bách Lý Ngự Thiên thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia kinh thiên hỏa điểu, lại là cũng không có quá nhiều kinh hãi, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, hai tay cầm kiếm hướng về phía trước bãi xuống, thản nhiên nói, tới đi, xúc sinh. Thật can đảm, trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, tam thủ quái nha trong lòng càng giận, hét lớn một tiếng liền bỗng nhiên vung lên hai cánh, hướng về Bách Lý Ngự Thiên phương hướng liền bỗng nhiên một cái, nhân loại, để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương lợi hại, chống trời nát tan chảo, tuyệt. Hưu, vừa dứt lời, theo tam thủ quái nha mạnh mẽ vỗ, cái kia phong tuôn ra thanh viêm nhất thời hóa thành hai cái như núi cao nguy nga giống như tráng lệ tranh tranh thiết chảo. Bỗng nhiên hướng Bách Lý Ngự Thiên chỗ đó chộp tới. Chỗ đi qua, liệt diễm thao thiên, nóng rực hóa địa, liền không khí đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ muốn toàn bộ không trung đều hòa tan thành hư vô giống như. Thanh sắc hai cái to lớn lửa chảo, trong nháy mắt, liền bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn. Cái kia nóng rực viêm khí còn chưa tới gần, Bách Lý Ngự Thiên cái kia toàn thân cao thấp quần áo đều không tự giác bắt đầu hơi hơi vặn vẹo khô quắt, muốn bốc cháy lên giống như. Cho dù là vị này thiên hạ đệ nhất nhân hộ thể nguyên lực, cũng căn bản ngăn không được cái này địa ngục giống như nóng rực hỏa quang tàn phá bừa bãi thiêu đốt. Nhìn thấy cái này, ba vị kiếm vương không khỏi cùng nhau kinh hãi, khó có thể tin nói, đây là lửa gì, liền lão tổ tông công lực đều không chặn được hắn nhiệt khí, cái này nếu là ở xung quanh nổ tung lên, lão tổ tông chẳng phải là. Sắc mặt biến đến càng ngưng trọng thêm, ba người mi mắt đều vặn thành một cái vấn đề, thân thể bắt đầu run không ngừng. Cùng lúc đó, Âu Dương Trường Thanh bọn họ cũng là dừng không ngừng run rẩy lấy, song quyền nắm chặt, chỉ bất quá đám bọn hắn là kích động không lời nào có thể diễn tả được. Cái này lão quái này vật cuối cùng muốn hết a, ha ha ha. Vẫn là chỉ có Trác Phàm bốn người, dường như người ngoài cuộc giống như, vẫn như cũ yên tĩnh làm một người quần chúng, không nói một lời. Bá Thiên Ba Kiếm kiếm thứ hai, chôn vùi. Chăm chú nhìn ngọn lửa kia cự chảo đánh tới. Bách Lý Ngự Thiên hai con ngươi tinh quang lóe lên, sắc mặt lạnh lùng, song tay nắm thật chặt trường kiếm, thở sâu, lại là không có chút nào e ngại. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay cuối cùng vận khởi lực lượng toàn thân, hung hăng bổ đi ra. Hưu, không như lần trước một kiếm kia giống như, gió dục mây vần, bôn lôi chi thế, nổ tung bên tai. Lần này, bất bại kiếm tôn một kiếm này lại là một đạo cực kỳ hẹp mảnh kiếm khí, nhất thời bay ra đầu kiếm. Thẳng hướng cái kia viêm chảo đánh tới. Thế nhưng là mọi người lại có thể rõ ràng phát hiện, vung ra cái này một nhỏ bé kiếm khí, Bách Lý Ngự Thiên đúng là so vừa mới tựa hồ càng phí sức giống như. Kiếm khí vừa ra, đã thở hồng hộc, thân thể phát run, rất hiển nhiên là dùng sức quá mạnh bộ dáng. Thế nhưng là mọi người vẫn là nghi hoặc, một đạo như vậy rất nhỏ kiếm khí, hắn có vẻ giống như phí rất nhiều công lực giống như. Nhưng là rất nhanh, mọi người liền minh bạch hết thảy. Chỉ nghe phốc một tiếng, một kiếm kia mang cùng nóng rực hai cái viêm chảo hung hăng đụng vào nhau, lại là cùng mọi người phỏng đoán cũng không có phát sinh cự đại bạo tạc. Vốn là a, lấy tiểu đối lớn, dường như lấy trứng chọi đá làm sao có thể phát sinh đụng kịch liệt. Thế nhưng là tiếp đó, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang cực lớn liên tiếp phát ra, cái kia hai cái viêm chảo nội bộ đúng là trong nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo tử lôi, chỉ là trong khoảnh khắc liền đem hai cái viêm chảo phía trước nổ nát vụn. Giây lát công phu, liền tất cả đều bao phủ tại cái kia cuồng mãnh tử lôi thôn phệ phía dưới. Mà lại cái này cũng chưa hết, mọi người có thể thấy rõ, cái kia đạo nhỏ bé kiếm khí tại viêm chảo nội bộ xẹt qua, lại là căn bản là không có cách ngăn cản giống như, không ngừng chút nào. Mà nơi nó đi qua, tất có sấm sét nổ vang, thôn phệ bầu trời, cho dù là cái kia nóng rực thanh viêm, cũng căn bản khó có thể ngăn cản mảy may, liền bị cuồng bạo tử lôi chìm ngập. Kết quả là bất quá mấy hơi thở mà thôi, hai cái như ngọn núi rộng lớn thanh viêm cự chảo, đã là trong nháy mắt bao phủ tại đằng đẵng sấm sét bên trong, mà cái kia một đạo kiếm khí, xuyên qua viêm chảo về sau, tiếp tục thẳng tắp hướng tam thủ quái nha bay đi, chớp mắt là tới. Làm sao có thể? Song đồng nhìn không được hung hăng co rụt lại, tam thủ quái nha chờ lúc quá sợ hãi, nhìn thấy cái kia một kiếm khí màu tím đến, cũng không dám khinh thường,
vội vàng nâng lên chánh thức thanh viêm thiết chảo, hung hăng hướng về phía trước chộp tới. Ầm ầm. Thế nhưng là ngay tại hắn bắt trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, cái kia đạo nhỏ bé kiếm mang đúng là lần nữa nổ tung lên, cuồn cuộn tử lôi như lao nhanh đại hải, kéo dài không dứt đánh lên quái quạ trước người, đảo mắt liền đem hắn hoàn toàn chìm ngập đi xuống. Cuồn cuộn làm người chấn động cả hồn phách tiếng oanh minh bên tai không dứt, trước mắt mọi người chỉ có đầy trời lôi hải lao nhanh, đã là lại cũng không nhìn thấy cái kia bóng người to lớn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi tất cả đều mơ hồ, khó có thể tin nhìn lấy cái này diệt thế cảnh tượng, trong đầu sinh ra 10.000 cái tại sao tới. Vì cái gì lão gia hỏa kia vừa mới một chiêu, xem ra không có gì quan trọng, làm thế nào khủng bố. Cái này cấp 9 linh thú, đúng là lại trúng chiêu. Chỉ có Trác Phàm suy nghĩ một chút về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế, khó trách gọi chôn vùi. Xác thực, đem tất cả lực lượng ngưng tụ đến một chút, trong nháy mắt sau khi đột phá lại phóng thích, uy lực kinh khủng càng sâu, thật là có thể chôn vùi thiên hạ hết thảy kiếm chiêu a. Không sai, bá thiên kiếm chính là hủy diệt chi đạo, bất bại kiếm tôn lão gia hỏa này đối bá thiên kiếm nói lĩnh ngộ, coi là thật đăng phong tạo cực, không phải ta chợ có thể so sánh. Tán đồng gật đầu, Âu Dương Lăng Thiên không khỏi thở dài một tiếng, thản nhiên nói, riêng là hắn thế mà có thể đem như thế cuồng bạo lực lượng áp xúc đến một chút, cường hãn như thế công lực cùng trưởng khống lực, càng người phi thường có thể đụng. Bất bại kiếm tôn, coi là thật danh bất hư truyền, thiên hạ quân nhân đỉnh phong chỗ A. Còn lại hai người nghe đến, cũng toàn đều gật đầu nói phải, sắc mặt thản nhiên, lại là căn bản cũng không tiếp tục suy nghĩ, bất bại kiếm tôn thắng, bọn họ nhưng là gặp nạn sự tình. Bởi vì bọn hắn hiện tại tâm, đã bắt đầu cùng thế tục thoát ly, tiến vào chánh thức ngộ đạo đại cảnh giới. Bạch! Thế mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, tại cái kia khắp tiếng sét đánh bên trong, tam thủ quái nha lại là dựa vào bản thân cường hãn thể phách, cắn chặt hàm răng, quả thực là lao ra. Bất quá cùng lúc trước uy phong lẫm liệt so sánh, lúc này hắn lại là chán nản hơn chật vật được nhiều. Trừ toàn thân cao thấp. Chỉ có trên ót còn có chút điểm yếu ớt thanh viêm lấp lóe bên ngoài, đã là không còn lúc trước hoa lệ thanh viêm áo ngoài, thậm chí toàn thân lông vũ đều là cháy đen, đâu còn có cấp 9 đế vương thú uy nghiêm tồn tại. Mà cái này tất cả mọi thứ, đều là một cái người tạo thành, nhân loại mạnh nhất, bất bại kiếm tôn. Hung hăng cắn răng, tam thủ quái nha hôm nay xem như đem tất cả linh thú mặt mũi đều mất hết. Một mặt hận ý địa nhìn về phía trước cái kia lão già, hung hăng phiến cánh. Nghiến răng nghiến lợi kêu gào nói, hỗn đản nhân loại, lại dám ba lần bốn lượt khiến bản vương mất mặt, bản vương lần này không phải cắn chết ngươi không thể. Hét lớn một tiếng, tam thủ quái nha nhất thời một bước chân, hung hăng hướng bất bại kiếm tôn phóng đi. Tuy nhiên hắn nhìn qua chật vật, thế nhưng cố cuồng mãnh khí thế, lại là so lúc trước không giảm chút nào. Không thể không nói, linh thú đối với nhân loại, chiêu thức có lợi là yếu thế. Nhưng cái này thể phách coi là thật mạnh không chỉ một bậc nửa bậc. Chính mình chiêu thức liên tiếp bị hủy, hơn nữa còn liên tục chống đỡ bất bại kiếm tôn toàn lực hai kích, trừ bề ngoài kém một chút bên ngoài, từ trong ra ngoài lại chuyện gì không có. Ngược lại là bất bại kiếm tôn, hai lần toàn lực xuất thủ, đã là hao phí quá nhiều lực lượng, thở hồng hộc không ngừng, lại là có chút kiệt lực ý tứ. Đây chính là nhân loại cùng linh thú chênh lệch, khó có thể đột phá chênh lệch. Linh thú thể phách thực sự quá mẹ hắn mạnh hơn một chút, nhân loại căn bản so ra kém. Cũng tương tự thấy rõ điểm ấy, ba vị kiếm vương không khỏi quá sợ hãi, vội vã uống ra, lão tổ tông. Bạch! Thế mà, không chờ bọn họ tiếp tục gọi đi xuống, Bách Lý Ngự Thiên đã là hung hăng khoát khoát tay, đánh gãy bọn họ. Băng lãnh đôi mắt lần nữa nâng lên, từng ngụm thở sâu, Bách Lý Ngự Thiên dáng chống đỡ lấy có chút trắng bệch sắc mặt cùng đã suy yếu thân thể. Chậm rãi đứng thẳng lưng lên, nhìn về phía trước cái kia bóng người to lớn cấp tốc tới gần, lại là đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười, thì thào lên tiếng ta Bách Lý Ngự Thiên rong đuổi giang hồ, từng lấy ba chiêu bất bại giữa thiên địa. Mà lại ba chiêu này, mỗi lần chỉ xuất bên trong một trong, tất nhiên đại thắng, không có ngoại lệ. Thế nhưng là về sau, lão phu liền ba chiêu này đều không có cơ hội ra, bởi vì đã không người có thể bức lão phu lại ra cái này áp đáy hòm chiêu số. Nhưng lần này, ha ha ha, lão phu thế mà có thể ba chiêu đều xuất hiện, thực sự thống khoái a, ha ha ha. Tam thủ quái nha, lão phu muốn cảm tạ ngươi, kết lão phu kiếp này tâm nguyện lớn nhất, chính thức nếm đến lực chiến đến cùng cảm giác. Cười to một tiếng,
Bách Lý Ngự Thiên hai tay cầm kiếm, lần nữa động, hai con mắt bên trong, tinh quang sáng láng, tràn đầy hưng phấn cùng kích động nụ cười, bá thiên ba kiếm thức thứ ba, tuyệt sát. Bạch, vừa dứt lời, bất bại kiếm tôn trong tay bá thiên kiếm nhất thời tử mang đại thịnh, từng đạo sấm sét như điện như rắn toán loạn. Mà hắn hai con người cũng là chăm chú nhìn thân kiếm bất động, thân thể lại là thoát ẩn thoát hiện, dần dần bắt đầu mơ hồ, một hồi biến mất, một hồi lại hiện thân, quỷ dị vô cùng. Thậm chí chiêu này vừa ra, bên trong thiên địa cũng có cỗ không hiểu khí lưu phun trào, tựa hồ tại phối hợp với một kiếm này chiêu vận chuyển giống như. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh không khỏi vỗ đầu một cái, đầy mắt nghi ngờ nói a, à, đây là có chuyện gì, lão gia hỏa kia là dùng cái gì vũ kỹ à, làm sao như ẩn như hiện, cùng cảnh không thực giống như. Nhân kiếm một thể, thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thế nhưng là Trác Phàm gặp này lại là không khỏi giật mình, hét to lớn tiếng. Nhịn không được nói, cái này Bách Lý Ngự Thiên coi là thật tuyệt thế thiên tài, trên đời vô song nhân vật. Tại cái này kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ, không ngờ có thành tựu như thế này, chỉ sợ công lực đại thành ngày, liền có trèo lên đỉnh cơ hội. A, à, Trác huynh, hắn hiện tại đã là đỉnh phong, còn có cái gì có thể trèo lên đỉnh? Dù sao hiện tại Nam Châu, không có một người là đối thủ của hắn, chỉ sợ liền cái này cấp 9 linh thú đều. Ta không phải nói hắn tại Nam Châu trèo lên đỉnh. Mà chính là nói. Đối mặt Âu Dương Trường Thanh hỏi thăm, Trác Phàm mi mắt lắc một cái, chậm rãi lắc lắc đầu, lại là muốn nói lại thôi, không nói. Thực hắn đã nhìn ra, Bách Lý Ngự Thiên đối kiếm đạo lĩnh ngộ, coi là thật đã đến đỉnh phong, chỉ là công lực không tới, không có cách nào đem cái này nhất ngộ tính biến thành chân chính đạo thống. Nếu không mà nói, hắn như đã là thánh giả đỉnh phong chi cảnh, chỉ sợ hôm nay đã có trùng kích đế cảnh tư cách. Không sai. Trác Phàm trong lòng đỉnh phong, cũng là đế cảnh. Bất quá đế cảnh khó khăn, cũng không phải tùy tiện liền có thể trùng kích, trừ bản thân công lực đến một trình độ nào đó, còn cần đối tự thân đạo thống lĩnh ngộ đạt đến cùng thiên địa câu thông mới được. Rất nhiều thánh giả đỉnh phong nhân vật, chỉ có thực lực đến, lại một mực không cách nào tương đạo thống lĩnh ngộ được cực hạn, liền cũng không có tư cách này. Mà bất bại kiếm tôn hoàn toàn ngược lại, đạo thống đã có thành tựu, lại là chưa tới trùng kích thời khắc. Hắn cần chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng là chư thiên thập đạo, đã có người chiếm cứ danh vị, một đạo không rơi, như vậy mặc dù có đế cảnh chi tư, cũng vô pháp thành tựu đế vị, đây là thiên địa pháp tắc. Đỉnh chuỗi thực vật chí cường cao thủ, tuyệt không thể quá nhiều, lấy bảo vệ thiên địa bình hành chi cảnh. Cho nên cái này bất bại kiếm tôn nếu thật có thể xưng đế, cũng so muốn đem coi là đế cấp cao thủ kéo xuống mới được, đây mới là đối với người đến sau khó khăn nhất một chút. Mà lại điểm này đồng dạng khốn nhiễu Trác Phàm. Hắn cũng là hướng về đế cảnh rời đi, ngày bình thường trừ tự thân hoàn thiện tâm cảnh, chuẩn bị trùng kích đế cảnh bên ngoài, còn phải muốn chuẩn bị đối chiến đế cảnh cao thủ, cướp đoạt đế vị mới được. Chỉ là không biết hôm nay thánh vực đế cảnh cao thủ, còn có mấy vị, có rãnh hay không thiếu đâu. Dù sao thập đế đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hắn tại thánh vực đều chưa từng nghe nói, chớ nói chi là hiện tại. Bởi vậy hôm nay hắn chỉ là đang tùy thời chuẩn bị mà thôi, đến mức chưa tới khiêu chiến, vẫn là cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng đi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia bất bại kiếm tôn bóng người, trong mắt lại là càng hiện kinh ý. Mỗi một cái có cơ hội đến đế cảnh người, đều là đáng quý, chỉ là đến lúc đó vận mệnh phải chăng yêu ái ngươi, liền không thể mà biết rõ. Âu Dương Lăng Thiên ba người nhìn lấy đây hết thảy, cũng là ngăn không được khuôn mặt kinh dị, bọn họ đều là tu luyện kiếm đạo. Tự nhiên càng có thể cảm nhận được, bất bại kiếm tôn hôm nay như vậy cảnh giới đáng ngưỡng mộ, vì vậy tiếp tục nhìn không chuyển mắt chằm chằm đi. Hô! Mang theo lạnh thấu xương cương phong, tam thủ quái nha phẫn nộ trùng kích đã đối diện đánh tới, hiện ra phong duệ chi khí thiết chảo, nhất thời hướng Bách Lý Ngự Thiên đầu hung hăng chộp tới, tựa hồ một chảo này phía dưới, liền muốn đem hắn bắt cái huyết nhục văng tung tóe giống như. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Bách Lý Ngự Thiên trong tai nghe lấy phá không gào thét. Một mực nắm chặt kiếm hai tay rốt cục động. Chỉ là một cái không thể bình thường hơn được quay người huy động, Bách Lý Ngự Thiên thân thể thoát ẩn thoát hiện, đã là mang theo sấm sét nổ tung, hưu một tiếng chém ra một đạo kiếm khí màu tím, thẳng hướng tam thủ quái nha cái kia sắp đến thiết chảo bay đi. Thấy tình cảnh này, tam thủ quái nha không khỏi nhất thời cười to lên, mỉa mai liên tục ha ha ha. Lão gia hỏa trí nhớ quá kém, chẳng lẽ ngươi quên ngươi kiếm khí? Tại bản vương trước mặt cái dám dùng không có, lần trước ngươi kiếm khí cũng là bị bản vương nhẹ nhõm bẻ vụn,
hiện tại còn tới, quả thực. Phốc! Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, một tiếng vang trầm đã là đột ngột đến phát ra. Ngay sau đó liền gặp đầy trời huyết hồng phun ra không trung, cuồn cuộn máu chảy giống như tí tách tiểu vũ giống như, từ trên 9 tầng trời vẩy đem tiếp theo. Cái kia tam thủ quái nha cũng là bỗng dưng thân thể trì trệ, triệt để ngây người, sau đó cứng ngắc đầu nhìn xuống dưới, lại là ngột đến trong mắt hung hăng co rụt lại, quá sợ hãi. Sao lại thế? Giờ này khắc này, cái kia lúc trước còn gào thét 9 ngày, uy phong lẫm liệt thiết trảo, hiện tại đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia như mặt gương một dạng vuông vức huyết nhục, rất tàn khốc địa nói cho hắn biết một cái hiện thực. Hắn một cái móng vuốt, đã bị vừa mới đạo kiếm khí kia cho trong nháy mắt gọt sạch. Mộng, hoàn toàn mộng bức. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, lấy hắn cái này cấp 9 đế vương thú thể phách, làm sao lại bị một đạo kiếm khí cho gây nên tàn. Cái này sao có thể? Phải biết người này kiếm khí hắn cũng không phải là không có nhận qua. Vừa mới cái kia hai chiêu mãnh liệt lôi kiếm nện ở trên người hắn, đều không đem hắn thế nào, làm sao cái này phổ phổ thông thông một đạo kiếm khí, thì nhất thời đi hắn một chân đâu. Cái này, thực sự quá quỷ dị. Trong lúc nhất thời, tam thủ quái nha ngây người không chung, hoàn toàn bất động, sáu cái nho nhỏ bệnh mụn cơm bên trong, đều là mê vẻ nghi hoặc. Hắn là bị khai linh trí linh thú, IQ cũng không thấp, hết sức rõ ràng cái gì công kích cái kia tránh, cái gì không cần tránh. Xem ra đến bây giờ, trừ cùng thanh kiếm kia chính diện giao phong bên ngoài, dễ dàng bị người thánh binh kia làm bị thương, cho nên hắn cũng trốn tránh. Nhưng lấy nhân loại công lực, cho dù cầm lấy thánh binh huy động ra kiếm khí, cũng không có khả năng. Sao lại thế? Điểm này, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Bách Lý Ngự Thiên lại là nhếch miệng cười một tiếng, thân thể một cái nữa hư huyễn chuyển qua. Lại là một kiếm chớp mắt là tới kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua hắn một bên khác một cái cánh. Bạch, cùng vừa mới một dạng, dòng máu đầy trời, vẩy hướng đại thể, cái kia to lớn thân thể một bên khác vũ dực, đã là đều dương phát triển địa ngã xuống khỏi đi, mà tam thủ quái nha đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mộc mộc đến ngừng ở không trung, hoàn toàn mắt trợn tròn. Sao lại thế? Hừ hừ hừ, lão phu cái này kiếm thứ ba tên là tuyệt sát. Một kiếm tuyệt sát chi ý. Lạnh lùng cười cười, Bách Lý Ngự Thiên khóe miệng một phát, treo lên thì lộ ra dày đặc nanh trắng, mặc kệ trước mặt lão phu là vật gì, lão phu đều có thể một kiếm chém ra, tuyệt sát dưới kiếm. Phải biết, lão phu kiếm này thế nhưng là bá thiên kiếm, một kiếm bá thiên, còn có cái gì là bổ không mở. Giống to một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên lại chuyển một cái vòng, nhất thời hai tay cầm kiếm, song đồng đại trừng, thân hình cũng toàn bộ hiện ra. Hướng về tam thủ quái nha trung gian cái kia cái đầu, chính là hung hăng chém xuống một kiếm. Chờ một chút. Hưu. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tam thủ quái nha vội vàng lên tiếng, tựa hồ yêu cầu tha cho, nhưng là bất bại kiếm tôn cái kia không gì địch nổi một đạo kiếm mang, đã hung hăng vung xuống đi. Chỉ một thoáng, kiếm mang như lưu tinh cản nguyệt, trong nháy mắt xẹt qua ba bài núi nhỏ kia giống như thân thể, thẳng hướng chân trời bay đi. Mà tam thủ quái nha thì là bỗng dưng trì trệ, hoàn toàn không động thân hình. Sau một khắc, soạt một tiếng, cái kia to lớn thân thể đúng là từ giữa đó một phân thành hai, ầm ầm địa rơi trên mặt đất, giống như sao băng nện xuống chấn động khắp nơi một trận chập trùng, xôn xao. Mà cái kia sáu cái kinh khủng ánh mắt, lại là đã hoàn toàn không có thần quang, đầu kia thượng thanh viêm cũng là chợt một chút, hoàn toàn diệt, không còn có một tia sao hỏa lưu lại. Trận này nhân loại mạnh nhất cường giả cùng phàm giai mạnh nhất linh thú đỉnh phong nhất chiến, rốt cục hạ màn kết thúc. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, thắng được hội là nhân loại. Khó có thể tin nhìn lấy đây hết thảy, tại chỗ tất cả mọi người đã ngốc ở, Âu Dương Trường Thanh bọn người lẫn nhau nhìn xem, càng là có loại muốn khóc xúc động, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Liền cái này cấp 9 linh thú, Trác huynh sau cùng thủ đoạn đều dùng, cái này lão yêu quái thế mà còn chưa có chết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, hắn không chết chúng ta liền phải chết a. Ba vị kiếm vương thì là một mặt vẻ hưng phấn, đầy mặt vui sướng, kích động đến tột đỉnh. Lão tổ tông vậy mà lấy lực lượng một người, chém giết cấp 9 đế vương linh thú, cái này thật sự là thái cổ múa nhân tâm a. Cứ như vậy, bất bại kiếm tôn tên tuổi, nhưng là càng là thực chí danh quy, không chỉ là tại nhân loại cường giả bên trong, cho dù là đưa mắt toàn bộ linh thú giới. Cũng lại không người là lão tổ tông đối thủ.
Cái này, mới thật sự là bất bại kiếm tôn, thiên hạ vô địch tồn tại. Chỉ có Trác Phàm bốn người, đối một trận chiến này thái độ, không có như vậy thế tục, chỉ là nhìn lấy cái kia ba bài to lớn thi thể, trong lòng càng thêm nặng nề rất nhiều. Bất quá bọn hắn không phải vì chính mình vận mệnh nặng nề, mà chính là vì chưa tới khiêu chiến nặng nề. Cái này, cũng là năm châu đỉnh phong tồn tại, cũng là bọn hắn một mực tại hướng tới mục tiêu. Cho dù là Trác Phàm, tại thật sâu nhìn một chút không chung bất bại kiếm tôn về sau, sắc mặt cũng là chợt nghiêm túc lên. Bất bại kiếm tôn, phàm giai đỉnh phong, nghĩ không ra thế nhân có thể đem công lực tại phàm giai tu luyện tới tình trạng như thế. Mà đạt đến như vậy cảnh giới về sau, liền tương đương với có đế cảnh tư cách. Mình muốn xưng đế, như vậy tại trở lại thánh vực trước đó, thì tất muốn đạt tới cảnh giới như thế không thể. Quy nguyên cực hạn, phàm giai mạnh nhất, nếu không chính mình lại có tư cách gì trở lại thánh vực, chọn chiến thiên đế uy nghiêm. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác lại thật sâu nhìn một chút cái kia bất bại kiếm tôn cao ngất kia bóng người, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Bất bại kiếm tôn, ngươi cuối cùng rồi sẽ là ta tại phàm giai đối thủ cuối cùng, tại ta siêu việt ngươi một khắc này, chính là ta rời đi phàm giai thời điểm. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn tại phàm giai a, nếu không ta liền không có bản đạp, ha ha ha. Hô hô hô, hoàn toàn không biết mình đã bị Trác Phàm để mắt tới. Bách Lý Ngự Thiên từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt một mảnh, lại là so với lúc trước, càng phát ra hư yếu rất nhiều. Cái này áp đáy hòm ba chiêu cùng một chỗ xuất ra, hao phí to lớn, đời này của hắn còn là lần đầu tiên làm như vậy chứ. Không khỏi hiển nhiên, hắn cũng không hối hận, trắng bệch trên khuôn mặt, tràn đầy vui vẻ cùng thỏa mãn. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía dưới Trác Phàm, bỗng dưng cười to lên, ha ha ha. Trác tiên sinh, cảm tạ ngươi tứ chiến tri ân, lão phu trận chiến này tương đương thống khoái. Chẳng qua đáng tiếc, thắng được là lão phu mà không phải ngươi, dựa theo lúc trước ước định, lão phu cái kia lấy thủ cấp của ngươi an táng ngươi thân thể. Nói, Bách Lý Ngự Thiên đã là trường kiếm nhất chỉ, thẳng tắp hướng Trác Phàm chỗ đó, khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo nụ cười, ba vị kiếm vương cũng cùng nhau bay đến Bách Lý Ngự Thiên bên người, nhìn về phía chúng người ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng cuồng ngạo. Thế nào? Hiện tại các người bị chết tâm phục khẩu phục a, hừ hừ. Trong lòng bất giác cùng nhau một cái run rẩy, tất cả mọi người đối mặt yêu nghiệt này giống như nhân vật, cũng nhịn không được lui về phía sau một bước, mặt sắc mặt ngưng trọng, run run rẩy rẩy, nói không ra lời. Sau cùng chỉ có thể lần nữa hy vọng nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt đều là vẻ khát vọng, dường như người chết chìm nhìn lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như, trong mắt trừ kinh khủng. Còn có một chút tuyệt vọng bên trong mang theo hy vọng ánh sáng ở bên trong. Đại ca, ngài, còn có chiêu sao? Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, Trác Phàm không nói gì, chỉ là trầm ngâm một chút về sau, đột nhiên nâng lên hai cánh tay đến, nhẹ nhàng địa đập lên bàn tay, tự nhiên an lành, nghe không ra mảy may kinh hoàng rối loạn. Ba ba ba, Âu Dương Lăng Thiên ba người cũng là yên tĩnh địa đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ hoàn toàn có thể nghe ra đạo này nói tiếng vỗ tay ý tứ, giống như hắn, hoàn toàn không có bối rối cảm giác. Mi mắt hơi hơi lắc một cái, bất bại kiếm tôn thật sâu nhìn lấy hắn, lại là mục đích hiện nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Kiếm tôn đại nhân, ngài quá khách khí, thực chắc là nói lời cảm tạ, là tại hạ mới đúng. Thanh thúy tiếng bạt tai chậm rãi dừng lại, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Đa tạ ngài để cho chúng ta nhìn một trận thế gian hiếm thấy cường giả quyết đấu, cũng để cho tại hạ tránh thức nhìn đến nhân loại tu giả trí cường phòng tuyến cuối cùng, đến tột cùng ở nơi nào. Ta đã đoán trước tương lai mục tiêu, ở đây thâm biểu cảm tạ. Nói, Trác Phàm đã là chậm rãi cúi người, hướng hắn thật sâu khom người chào. Âu Dương Lăng Thiên ba người, cũng là theo chân hơi hơi cúi người, sắc mặt đồng dạng chân thành tha thiết. Khuôn mặt bất giác khẽ giật mình. Ba vị kiếm vương thấy tình cảnh này, ào ào lộ ra mê mang ánh mắt, lẫn nhau nhìn một chút, đều không biết vì sao. Cái này họ Trác, lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì. Âu Dương Trường Thanh bọn họ cũng là hoàn toàn ngốc ở, không khỏi chặn lại nói, ta nói Trác đại ca, lão cha, các ngươi đang làm gì. Cái kia lão yêu quái là tới giết chúng ta, các ngươi còn cho hắn cúi đầu làm gì. Hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, có biện pháp nào tốt thoát thân a? Mẹ ta lạc. Trường Thanh, người không hiểu. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Âu Dương Lăng Thiên đã là mặt không thay đổi yên lặng lên tiếng, người nhớ kỹ,
người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Giữa chúng ta ân oán đều là chuyện giang hồ, nhưng là làm một cái võ đạo tu giả, cái này cúi đầu lại là đối cường giả tôn kính. Nếu là hôm nay ngươi không cách nào khom lưng, bị thế tục ân oán dây dưa, như vậy ngươi cũng liền vĩnh viễn không cách nào bước vào đỉnh phong chi cảnh. Đúng vậy a, trước kia chúng ta cũng là trên giang hồ quấn quá lâu, sớm đã thoát ly một mực hướng tới võ đạo truy cầu. Cho đến hôm nay gặp phải Trác tiên sinh, xem lời nói và việc làm chúng ta mới đại thông đại ngộ, người mặc dù trong giang hồ, nhưng tâm lại nhưng tại giang hồ bên ngoài, chúng ta trước kia sai quá lâu. Nghe được lời này, Mộ Dung Liệt cũng không khỏi đến thở dài lên tiếng, có chút hiểu được. Sau đó ba người liền lại cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, đầy mắt vẻ kính nể. Đều là tu giả, đạo lý này, người trẻ tuổi này một mực hiểu được, lại là bọn họ những lão gia hỏa này sớm đã quên, ai? Khó trách, bọn họ không bằng hắn a. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Âu Dương Trường Thanh vẫn là khó có thể lý giải được, bất quá khi hắn nhìn về phía không trung cái kia lão yêu quái lúc, nhưng lại là khẽ giật mình. Bởi vì lúc này giờ phút này, Bất Bại Kiếm Tôn tựa hồ cũng cảm động lây, sắc mặt dị thường trang nghiêm nghiêm túc, nhìn hướng phía dưới bốn người ánh mắt, ít có lộ ra nhìn thẳng chi ý, dường như đã đem bọn hắn coi là đối các loại tồn tại. Cái này muốn là tại trước kia thời điểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bất Bại Kiếm Tôn, thiên hạ đệ nhất cao thủ, người thú ăn sạch, ai có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Nhưng là lần này, hắn lại nguyện ý nhìn thẳng đãi chi. Điểm này, đoán chừng liền cái kia ba kiếm vương đô rất là kỳ lạ. Thu kiếm mà đứng, Bất Bại Kiếm Tôn trang trọng địa liền ôm quyền, hét lớn lên tiếng, lão phu tung hoành thiên hạ, chi giao lại không một người, hôm nay lão phu tính toán là đụng phải, chính thức võ đạo tu giả. Riêng là Trác tiên sinh, tuổi còn trẻ, lại lĩnh hội đại đạo, không kiêu không gấp, thật khiến cho người ta kính nể, liền lão phu đều lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là đáng tiếc a, chúng ta tâm mặc dù cùng hướng, nhưng thân thể lại đối lập, tại cái này trong giang hồ, lão phu bất đắc dĩ, vẫn là muốn lấy các vị thủ cấp. Vẫn như cũ đặc biệt là Trác tiên sinh, lão phu càng không thể bỏ qua. Hôm nay có thể cùng Trác tiên sinh quen biết, lão phu có phúc ba đời, bất quá xin từ biệt đi. Nói, Bách Lý Ngự Thiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ có chút tiếc hận, nhưng là rất nhanh liền lại hai con ngươi tinh mang lóe lên, quyết định, trường kiếm thẳng tắp hướng Trác Phàm chỗ đó chỉ đi, cuồn cuộn sát ý ngút trời, không gì sánh kịp địa phóng xuất ra, nhất thời làm cho thiên địa đều vì đó run rẩy không ngừng. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh sắp khóc đi ra. Vừa mới hắn còn tưởng rằng Trác Phàm tại cùng Bất Bại Kiếm Tôn đánh văn nghệ bài, biết anh hùng trọng anh hùng. Mọi người như thế hợp ý, thẳng thắn đem tay nói chuyện vui vẻ đi. Mà lúc trước nhìn cái này lão yêu quái bộ dáng, tựa hồ cũng rất dính chiêu này. Nhưng là làm sao một trong nháy mắt, thì lại dương cung bạt kiếm đâu. Trác huynh a, hiện tại ngươi cái này sau cùng một chương cảm tình bài đều đánh nện, chúng ta còn có biện pháp nào a? Sớm biết như thế lời nói, vừa mới cũng không cần đối hắn như vậy lấy lòng, cũng coi như bị chết kiên cường. Nhưng là bây giờ... Thật sự là mất mặt lại bỏ mệnh a, cái gì đều vơ vét không đến. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, những thứ này tránh thức thuần túy lĩnh hội võ đạo tu giả, cái kia thuần chính nhất tình hoài đâu. Tối thiểu nhất chính là công và tư rõ ràng, ân oán về ân oán, nhưng đối với đối thủ kính ngưỡng, cũng sẽ không bởi vì ân oán mà có chỗ bất công. Nếu không mà nói, bởi vì tư tâm quấy phá, không cách nào thừa nhận đối thủ cường đại, như vậy chính mình cũng vĩnh viễn sẽ không cường đại đi xuống. Bởi vì cường đại cái từ này, đã bị chính mình cái kia tối tăm tâm bao phủ. Đạo lý này nói đến đơn giản, nhưng tránh thức làm, lại hiếm người có thể làm được. Cho nên Trác Phàm làm đến, tại Trác Phàm dẫn đầu dưới, Âu Dương Lăng Thiên bọn họ cũng đốn ngộ làm đến về sau, Bất Bại Kiếm Tôn mới có thể hiếm có lộ ra kính trọng chi ý. Đồng thời đối Trác Phàm cũng càng thêm coi trọng, trong lòng sát ý cũng càng cái gì trước kia. Bởi vì hắn đã nhìn ra, người thanh niên này là cái nhất phi trùng thiên nhân vật, một ngày nào đó, là khiến hắn cũng hoảng sợ tồn tại, là hắn tương lai tránh thức đối thủ. Hắn, tuy nhiên một mực khát vọng một cái đối thủ xuất hiện, nhưng thật đang phát hiện cái này tiềm lực cổ, hắn lại hoảng sợ, muốn đem hắn bao phủ. Nhân tâm chi phức tạp mâu thuẫn, cho dù là cái này võ đạo đỉnh phong Bất Bại Kiếm Tôn, cũng khó mà tránh khỏi. Mí mắt hơi hơi run run, Bất Bại Kiếm Tôn trường kiếm chậm rãi nâng lên. Từng đạo ngâm khẽ thăm thẳm truyền ra, dường như tử linh ca sướng,
muốn đem nơi này tất cả mọi người mang đến địa ngục. Âu Dương Lăng Thiên ba người, tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng giờ này khắc này đúng là lại không tâm mang sợ hãi, cùng nhau nâng lên trường kiếm trong tay. Trực chỉ bầu trời. Chỉ bởi vì bọn hắn ba người hiện tại xuất kiếm, đã không còn vì giang hồ ân oán mà ra, cũng không phải vì tự thân an nguy mà ra, mà chính là vì hướng võ đạo đỉnh phong nhân vật khiêu chiến mà ra, vì chính mình đạo tâm mà ra. Đạo tâm hằng cố, thì không lo không sợ, bởi vì vì thiên địa ở trong lòng, hết thảy đều không sai. Cái này nhất thời, tại chỗ năm châu đỉnh phong cường giả nhóm, mới chính thức biểu hiện ra chính mình nên có thực lực, thậm chí cái kia ba vị kiếm vương lại cũng là có loại cảm giác. Âu Dương Lăng Thiên ba người cho dù hiện tại thân thể lại suy yếu, nhưng cầm kiếm bộ dáng đã biến đến phiêu miểu khó lường. Dường như giữa thiên địa chính có từng đạo quỷ dị lực lượng, ở bên cạnh họ tụ tập, thì cùng lúc trước lão tổ tông đồng dạng. Bọn họ đạo tâm, nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, ba vị kiếm vương trong lòng hãi nhiên, đồng thời cau mày, trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Cứ như vậy, ba người này lần này nếu là còn không chết, tương lai đoán chừng thực lực sẽ còn phóng đại, chỉ sợ đến lúc đó cho dù vị tại lão tổ tông cùng kiếm vương ở giữa, cũng chưa chắc không có khả năng a. Cái kia, cũng quá phiền phức, bọn họ, phải chết. Mà Âu Dương Trường Thanh bọn họ, hiển nhiên vẫn là không cảm giác được ba người này dị biến, gấp thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ba cái trọng thương người bệnh, làm sao có thể đánh thắng được cái kia lão yêu quái đâu. Lần này chết chắc a, ô ô ô. Chậm đã. Thế nhưng là, ngay tại trận này thực lực cách xa đại chiến khích tướng bạo phát trước, Trác Phàm lại là chợt khoát tay, hét lớn lên tiếng, kiếm tôn đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm to chuyện, nhanh chóng lui ra đi. Thế nào, ngươi sợ? Ha ha ha, ta không phải sợ, là không muốn. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm không khỏi thở dài, thăm thẳm lên tiếng, vốn là ngươi sinh tử ta không quan tâm, nhưng xem vừa mới đại nhân nhất chiến, ta mới phát hiện, người cuối cùng ta muốn tự tay đánh bại địch thủ. Ta thực lực bây giờ không có cách nào làm được, cho nên ta muốn cho ngươi sống lâu trăm tuổi, chờ thời gian đến, tử sẽ đích thân đến nhà khiêu chiến. Hiện tại, ta còn không muốn mạng ngươi. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Ngự Thiên thật sâu liếc hắn một cái, lại là bỗng dưng cười to lên, ha ha ha. Trác tiên sinh, lời này của ngươi nói thật sự là như lọt vào trong sương mù, để lão phu cực kỳ khó hiểu a. Nếu là ngươi có dạng này thực lực, hiện tại liền có thể muốn lão phu mệnh, làm gì chờ sau này? Nếu là ngươi không có thực lực này, làm sao nói hiện tại muốn lão phu mệnh? Lão phu như thế nào lại đem ngươi dạng này nhân vật, lưu đến về sau tìm lão phu phiền phức? Kiếm tôn đại nhân, cái này không có chút nào mâu thuẫn. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, ta hiện tại đòi mạng ngươi, dựa vào là ngoại vật, cũng không phải là bản thân lực lượng. Cái này cuối cùng rồi sẽ là tại hạ bình sinh tiếc nuối, không thể cùng kiếm tôn đại nhân nhẹ nhàng vui vẻ nhất chiến. Cho nên ta muốn kiếm tôn đại nhân giữ lại chút khí lực, lưu đến một hồi đào mệnh dùng, chờ ngày sau chúng ta lại gặp nhau, có thể công bình đọ sức, người thắng tiến vào Thiên Ma Sơn, kẻ bại vĩnh chôn xương nơi đây. Song đồng nhìn không được hung hăng run run, bất bại kiếm tôn không khỏi quá sợ hãi Thiên Ma Sơn. Ngươi không phải Thiên Ma Sơn sao? Làm sao còn muốn đi vào? Thực không dám giấu giếm, ta đến từ Thiên Ma Sơn, nhưng là thực lực không đủ, đã không thể quay về. Bật cười lắc lắc đầu, đối mặt cái này chính mình nhận nhưng đối thủ, Trác Phàm cũng coi như mở rộng cửa lòng nói, kiếm tôn đại nhân, nói thực ra, Nam Châu thật rất nhỏ, người nếu có hãnh tiến nhập Thiên Ma Sơn, mới biết được cái gì là cường giả chân chính thế giới. Chỗ đó có vô số đếm không hết người, tại ngươi phía trên. Đương nhiên luận thiên phú, có thể siêu việt ngươi nhưng cũng không có nhiều. Ngươi chỉ kém một tấm vé vào cửa mà thôi. Đối đãi ngươi ta quyết chiến ngày, cũng là cái này tấm vé vào cửa thực hiện thời điểm. Nếu là ta bất hạnh bại trận, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta không có tư cách này lại trở về, ngươi thay ta trở về đi. Thân thể không khỏi hung hăng lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên khuôn mặt do dự không ngừng, khó có thể lựa chọn. Bách Lý Ngự Vân nghe, không khỏi chặn lại nói, lão tổ tông, tiểu tử này nói năng bậy bạ. Một hồi nói mình đến từ Thiên Ma Sơn, một hồi lại nói mình không thể quay về, thử hỏi cái kia Sơn Môn hội để cho mình đệ tử không thể quay về. Hắn cái này rõ ràng cũng là lý do, biết tử lộ khó thoát, cố ý lừa chúng ta, ngài nhưng là tuyệt đối đừng lên làm a. Lời vừa nói ra, Bách Lý Ngự Thiên trong mắt ngưng tụ, vừa hung ác trừng mắt về phía Trác Phàm,
trong mắt lóe nói đạo tinh quang, lại là vẫn như cũ khó có thể lựa chọn. Thiên Ma Sơn, thật là một cái cường giả như vùng rừng núi mới sao? Mạnh, người khó mà tưởng tượng nổi mạnh, hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên trời, sắc mặt giật mình lo lắng, tựa hồ tại nhớ lại cái gì giống như, chỗ đó có vô số đếm không hết cường đại truyền thuyết, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ bất quá tại bọn họ chân núi mà thôi. Tựa như cái kia Long Tức Đan, Kiếm Tôn đại nhân nói là đồ chơi, ha ha ha. Không sai, như thế uy lực, tại Thiên Ma Sơn đoán chừng liền đồ chơi cũng không tính là đi. Nhưng là ta chỗ này ngược lại là có một kiện chánh thức ngoại lực có thể mượn, chỉ bất quá một khi xuất ra, chỉ sợ Kiếm Tôn đại nhân thì phải lập tức biến thành cho bụi, đại nhân muốn xem không? Thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Ngự Thiên hung hăng nhìn chăm chú về phía chỗ của hắn, mí mắt liên tục vượt, lại là giữ im lặng, hoặc là nói không dám tiếng vang. Thế mà đúng lúc này, nương theo lấy từng đạo sương mù dày đặc nổi lên, rộng lớn trên mặt biển, một cỗ lạnh lẽo âm phong lại là vù vù thổi lên bờ một bên. Lão Tổ Tông, tiểu tử này liền sẽ cố lộng huyền hư. Nhìn thấy Bách Lý Ngự Thiên lần nữa rơi vào thật sâu suy nghĩ bên trong, Bách Lý Ngự Vân không khỏi vội vàng khuyên, đã trong miệng hắn nói Thiên Ma Sơn đáng sợ như thế, vì sao gặp phải chúng ta còn như vậy thận trọng từng bước, đệ tử xuất hành, liền cái ra dáng sư môn trưởng giả đều không có phái ra bảo hộ. Cái này quá không hợp ý, cái nào cái tông môn, có thể như vậy yên tâm đệ tử trong môn phái một người độc lưu lạc giang hồ. Cho dù là lịch luyện, trong bóng tối cũng nên có cái chăm sóc a, nhưng là bây giờ, bọn họ đã không bằng tuyệt cảnh, chúng ta lại một chút nhìn không ra chung quanh có ai tại bảo vệ bọn hắn. Ngươi nói là, căn bản cũng không có Thiên Ma Sơn nơi này. Hẳn không có, hoặc là nói cho dù có, cũng không có hắn nói như vậy khuếch đại. Hung hăng gật gật đầu, Bách Lý Ngự Vân một mặt kiên định nhìn lấy Bách Lý Ngự Thiên, hừ hừ nói, lão tổ tông ngài hành tẩu giang hồ cũng mấy ngàn năm, vào Nam ra Bắc, gì từng nghe nói cường hãn như thế chỗ. Ngài đã là đứng ở Nam Châu đỉnh phong nhân vật, ngài cũng không biết, người nào lại sẽ biết cái này ẩn thế bí văn đâu. Mà lại khả nghi nhất là, Thiên Ma Sơn truyền thuyết, là tiểu tử này xuất hiện về sau mới có. Thiên Ma Sơn đệ tử, mấy ngàn năm qua này, chúng ta cũng chỉ biết là tiểu tử này một người, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Muốn là đệ tử lịch luyện, mấy ngàn năm vì sao chỉ xuất một người? Cho nên thuộc hạ khẳng định, cái này căn bản là một ngày đại cớ, tiểu tử này tại dùng cái này cố làm ra vẻ, lừa gạt thiên hạ tất cả hào kiệt, lấy cam đoan chính mình hành động an toàn. Thật sâu cau mày, Bất Bại Kiếm Tôn suy nghĩ rất lâu, sắc mặt cũng là một mực âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới Trác Phàm, trong mắt hồ nghi càng sâu. Đúng vậy a, Trác tiên sinh, vì sao Thiên Ma Sơn nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi một người xuất hiện? Ngươi tại lừa gạt lão phu sao? Một tiếng giống to, Bất Bại Kiếm Tôn đã là trợn mắt nhìn, toàn thân khí thế tăng vọt, cuồn cuộn sát ý ngút trời, ngăn không được phát ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là thở dài, chậm rãi nâng từ bản thân lôi linh giới, sắc mặt bình tĩnh, đã Kiếm Tôn đại nhân không tin tại hạ nói, xem ra trận chiến ngày hôm nay tại hạ là không thể tránh né. Chỉ là đem đại nhân dạng này chưa là như thế tốt một cái đối thủ hiện tại thì tiêu diệt, tại hạ thực sự lòng có không muốn. Bất quá sự tình đã như thế, cũng chỉ có thể như vậy, ai? Mặt bên trên tán phát lấy vẻ tiếc hận, Trác Phàm hai con ngươi dần dần băng lãnh tiếp theo. Đồng thời trong giới chỉ cuồn cuộn khủng bố nóng rực năng lượng, cũng là ngăn không được phát ra. Thấy tình cảnh này, nhìn đến Trác Phàm cùng Bất Bại Kiếm Tôn hai người rốt cục muốn chống lại, bọn người người cũng là ngăn không được trong lòng lo sợ, khẩn trương nắm chặt quyền đầu, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự không biết, xem ra ung dung nhàn nhạt Trác Phàm, đến tột cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, đối phó cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ a. Nếu chỉ là phô trương thanh thế lời nói, cái kia hiện tại bọn hắn tính toán triệt để xong. Mà cảm nhận được cái này tia quen thuộc nhiệt độ, Bất Bại Kiếm Tôn lại là không khỏi suy cười một tiếng, càng lộ vẻ cuồng ngạo, lại là Long Tức Đan a, cha con các người hai không có trò mới à, thứ này đối lão phu cũng mặc kệ dùng. Không sai, thật là Long Tức Đan, chỉ bất quá, ta cùng Tước Nhi lại khác, Kiếm Tôn đại nhân cũng không muốn giống nhau mà nói a. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Trong mắt tràn đầy tự tin ánh sáng. Lại đang gạt ta, thật sự là tốt diễn kỹ, hừ hừ. Từ đầu đến chân nhìn Trác Phàm một lần, đúng là mảy may phát hiện không bất luận cái gì giả ngu sơ hở, Bất Bại Kiếm Tôn trong lòng cười thầm,
trường kiếm trong tay đã là giơ lên cao cao. Giờ này khắc này, hắn đã nhận định Trác Phàm tại hù hắn, cũng liền lại không có bất kỳ cái gì do dự, thì muốn xuất thủ. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, hắn chỗ lấy phát hiện không Trác Phàm bất luận cái gì sơ hở, là bởi vì Trác Phàm sở thuyết hết thảy đều là thật, Trác Phàm có cái này tự tin. Chỉ cần hắn dám ra tay, trực tiếp liền để hắn biến mất không còn tăm tích. Bất quá, Bách Lý Ngự Thiên nghe bên cạnh quân sư quạt mo thuyết phục, đã không do dự nữa, 10 phần tìm đường chết địa liền đem toàn bộ công lực rót tại thần kiếm bên trong, chuẩn bị một kiếm đánh xuống. Mà Trác Phàm trong giới chỉ kia nóng rực ánh sáng, cũng là dần dần phát ra, chuẩn bị tùy thời ném ra. Đột nhiên ở giữa, một trận căn bản không chút huyền niệm, một cái không biết tự lượng sức mình lão đầu còn tự cho là muốn thắng được đại chiến, lập tức liền muốn bắt đầu, mà lại trong nháy mắt liền sẽ kết thúc. Long tổ ngưng tụ toàn thân công lực long tức đan, há lại một cái chỉ là phàm giai người có thể chịu đựng được. Cho dù hắn là bất bại kiếm tôn, cũng giống vậy. Hô hô hô! Thế mà, ngay tại lúc này, từng đạo gió lớn ảo ạt hướng tại chỗ tất cả mọi người, đã là càng lúc càng lớn, tiếng xé gió vang lên, cuồn cuộn lạnh lẽo khí tức xâm nhập tới, không khỏi làm mọi người tại đây, bao quát bất bại kiếm tôn, ba kiếm vương cùng Âu Dương Lăng Thiên ba đại cao thủ, đều đồng loạt đánh một cái thình lình dùng mình. Lạnh quá a! Trong lòng bất giác run lên, mấy cái đại cao thủ cùng nhau giật mình, liếc nhìn nhau, đều là rất là kỳ lạ. Bọn họ thế nhưng là kiếm vương kiếm tôn cao thủ, sớm đã nóng lạnh bất xâm, làm sao lại bị chỉ là một đạo gió lạnh thì cóng đến đánh cái run rẩy đây, cái này quá rất là kỳ lạ đi. Riêng là bất bại kiếm tôn, càng là nhíu mày bỏ mình, trong mắt đều là mê võng, liền chuẩn bị xuất thủ một kiếm kia, đều dừng lại. Hỏng bét, hắn, đến. Chỉ có Âu Dương Lăng Thiên, song đồng bỗng dưng chừng một cái, vừa mới lạnh nhạt sắc mặt phút chốc hoàn toàn không thấy. Chỉ để lại vô tận kinh khủng treo ở trên mặt, thân thể còn ngăn không được địa run rẩy lên. Không khỏi sững sờ, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, lại là mặt hiện nghi hoặc. Vị này Bắc Châu đệ nhất cao thủ, liền bất bại kiếm tôn hoảng sợ đều vượt qua, làm sao lại lộ ra như vậy vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ nói, hội có gì mà phải sợ đồ vật, so bất bại kiếm tôn càng khủng bố hơn sao? Âu Dương Trường Thanh thật sâu nhìn cha của hắn liếc một chút. Cũng là rất là kỳ lạ, thăm thẳm hỏi, lão cha, người nói. Người nào đến? Đinh 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 đinh. Thế mà, còn không đợi hắn mở miệng, nhưng nghe tiếng âm thanh kêu khẽ đột nhiên vang lên, phong thiên, ngút trời, bá thiên, phần thiên bốn thanh kiếm thần, đúng là cùng nhau run rẩy lên, phát ra réo rắt ngâm sướng, phảng phất là hưng phấn, lại phảng phất là chiến ý dâng cao. Cái kia không ngừng rung động tần suất, cơ hồ đều muốn đem cầm kiếm nhân thủ chấn rơi, bay thoát ra đi. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình thần kiếm như thế ngoan cường chống lại mệnh lệnh, sắp bạo tẩu Bách Lý Ngự Thiên, không khỏi nhất thời hoảng hốt lên tiếng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi đối với ta bá thiên kiếm làm cái gì? Bá thiên kiếm trong tay ngươi, quỷ tài có thể đối ngươi bá thiên kiếm làm cái gì đây? Đồng dạng hai tay cầm kiếm, hung hăng áp chế chính mình phong thiên kiếm rung động Âu Dương Lăng Thiên, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Giống to lên tiếng, là hắn đến, quái vật kia đến. Người nào, mọi người cùng nhau hét lớn. Bắc Hải bá chủ, Hải yêu, mi mắt nhìn không được run, Âu Dương Lăng Thiên quay đầu nhìn một chút phía bắc mặt biển chỗ đó, cuồn cuộn sương mù dày đặc ngay tại chậm chậm đánh tới, rất nhanh liền xâm nhập vào Hải Minh Tông khu vực, chỗ đi qua, đều bị cái kia sương mù dày đặc thôn phệ, xì 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 kết băng âm thanh, cũng càng không ngừng vang vọng mọi người bên tai, chỉ là trong chốc lát. Hải Minh Tông một nửa địa vực, đã là kết lên thật dày băng xương, mà cái kia đen nhánh xương mù dày đặc lại dường như vĩnh viễn thôn phệ không hết giống như. Không ngừng mà hướng về phía trước xâm nhập. Bình thường Tông môn có phong thiên kết giới thủ hộ, quái vật này không dám xâm nhập, hiện tại kết giới đã phá, quái vật này vậy mà trong nháy mắt đổ bộ, cái này nhưng là sao sinh là tốt. Nghe được lời này, mọi người cũng là ngay sau đó hướng cái kia phương bắc nhìn qua, nhưng cũng là sắc mặt đại biến. Cùng nhau hoảng hốt lên tiếng. Chỉ có bất bại kiếm tôn một người, ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, cười to lên, ha ha ha. Bắc Hải Hải yêu, nổi danh bên ngoài, lão phu đã sớm muốn gặp một lần. Chỉ là không biết cái này Hải yêu so với cái này cấp 9 đế vương thú, tam thủ quái nha đến, lại là như thế nào. Đần độn, người ta một đầu ngón tay có thể nghiền chết ngươi, tự tìm đường chết.
bất đắc dĩ trợn mắt một cái, biết Hải Yêu nội tình Trác Phàm nhẹ liếc nhìn hắn một cái, trong lòng oán thầm. Nhưng cũng đồng dạng thật sâu nhìn về phía cái kia sương mù dày đặc khuếch tán chỗ, trong mắt tinh mang rạng rỡ, quay đầu cùng Tước Nhi liếc nhau, đúng là cùng nhau gật đầu, đạp chân xuống, liền nhất thời hướng cái kia hắc vụ tràn ngập chỗ bay đi. Phong Thiên Hải ngao, ta đến. Trác tiên sinh, không thể. Âu Dương Lăng Thiên thấy một lần, quá sợ hãi, không khỏi vội vàng kêu lên, thế nhưng là Trác Phàm cha và con gái chỗ nào nghe hắn lời nói, đã là một mạch chui vào. Quay đầu nhìn đám người này liếc một chút, Bất Bại Kiếm Tôn trầm ngâm một chút, cũng là dưới chân chừng một cái, theo sát Trác Phàm mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Lão Tổ Tông, Ba Kiếm Vương nhất gặp, vội vàng hét lớn lên tiếng, thế nhưng là lấy Bất Bại Kiếm Tôn tùy hứng, lại làm sao nghe bọn hắn. Kết quả là, siêu một tiếng, Bất Bại Kiếm Tôn bóng người cũng nhất thời đâm vào cái kia hắc vụ không thấy, chỉ để lại Ba Kiếm Vương ở chỗ này thẳng dậm chân, mi mắt đều ngưng tụ thành một cái vấn đề. Vân ca, làm sao bây giờ? Hai người chăm chú nhìn Bách Lý Ngự Vân, chờ hắn quyết đoán. Cao mày suy nghĩ rất lâu, Bách Lý Ngự Vân cũng là hung hăng dậm chân một cái, theo Bất Bại Kiếm Tôn bóng người hướng chỗ đó bay đi, bảo hộ lão tổ tông, chúng ta không thể đổ cho người khác. Vâng, còn lại hai người nghe đến, cũng là cùng nhau gật đầu, biến mất trong nháy mắt tại cái kia trong hắc vụ. Sau cùng chỉ để lại Âu Dương Trường Thanh bọn người, lẫn nhau nhìn xem về sau, trong nháy mắt mộng bỉ. Hiện tại bọn hắn địch nhân đều chạy, bọn họ cái kia làm gì chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người mất đi mục tiêu, đúng là đột nhiên mà choáng váng, không biết làm sao. Vẫn là Âu Dương Lăng Thiên có kinh nghiệm, nhìn lấy cái kia hắc vụ thôn phệ tốc độ. Vội vàng quay đầu nhìn về phía còn lại chúng nhân nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chút tiếp tục lên đường, nếu như bị cái này hắc vụ nuốt, căn bản là ra không được. Cái gì, cái kia Trác huynh? Ai, Trác tiên sinh muốn tới Bắc Hải, đại khái mục tiêu cũng là cái này Hải Yêu, hắn tự cầu phúc đi. Không khỏi thở dài một tiếng, Âu Dương Lăng Thiên lại nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh bọn họ lời nói, các ngươi đi, lão phu dùng Phong Thiên Kiếm đi cản cản. Nếu không lấy các ngươi hiện tại tốc độ, rất nhanh cũng sẽ bị cái này hắc vụ nuốt, cái này Hải Yêu khủng bố là Bất Bại Kiếm Tôn hắn căn bản là không có cách đánh đồng, các ngươi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, đi mau. Vừa dứt lời, Âu Dương Lăng Thiên cũng nhất thời một bước chân, mang theo thân thể bị trọng thương, hướng về kia hắc vụ bay đi. Phụ thân, Âu Dương Trường Thanh hét lớn một tiếng, đầy mặt lo lắng, dĩ nhiên đã muộn, Âu Dương Lăng Thiên sớm đã đi xa. Mộ Dung Liệt hai người xem bọn hắn liếc một chút, cũng là đối mắt nhìn nhau về sau, cùng nhau gật đầu một cái, liền cũng theo bay qua, chúng ta đi chợ Âu Dương huynh một chút sức lực, các ngươi đi mau. Đại ca, Mộ Dung Tuyết hét lớn một tiếng, nhưng cũng vô dụng, hắn huynh trưởng sớm đã đâm vào cái kia đen nhánh mực đậm bên trong, không thấy tăm hơi. Thật sâu nhìn qua đây hết thảy, mọi người lẫn nhau nhìn xem, khuôn mặt nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, bình tĩnh gật gật đầu. Ngầm hiểu lẫn nhau địa tiếp tục lên đường. Bọn họ không thể để cho những thứ này tiền bối khổ tâm, nước chảy về biển đông. Mà một phương diện khác, Trác Phàm hai người xuyên qua tầng tầng hắc vụ về sau, rốt cục đi vào một cái khác thế giới mới tinh, một mảnh băng phong tuyết hải chi địa. Cái này, cũng là băng ngọc sơn, thật dài địa a ra một miệng bạch khí, Trác Phàm sắc mặt nghiêm một chút, bình tĩnh lên tiếng. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là sóng ánh sáng liễm diễm, bông tuyết tuyết phong, cực kỳ tráng lệ, Tước Nhi không khỏi sờ sờ có chút cóng đến đỏ bừng cánh tay, nhìn về phía Trác Phàm nói, phụ thân, đây chính là hải ngao chỗ kết giới, băng ngọc sơn. Không sai, thế gian tam đại tuyệt địa một trong, thường nhân đến nơi đây, cơ bản một con đường chết. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng có tuyết hoa bay xuống, cúi đầu vọng hải. Nước biển sớm đã đóng băng thành một mảnh mặt kính, phản xạ lóa mắt ánh sáng, mà tại cái kia kính dưới mặt, vô số cỗ sắc mặt thống khổ thi thể, cứng ở bên trong không nhúc nhích, dường như tượng sáp tính kỹ phía dưới, không dưới trăm vạn, lại là hoàn toàn mờ mịt, không đếm hết. Xem ra Long Tổ nói không sai, cái này hải ngao đối với nhân loại mối hận, coi là thật thấu xương hoàn toàn tâm. Cho dù dã thú ăn thịt người cũng là thiên đạo, không gì đáng trách, nhưng đem nhân loại cầm đến đùa giỡn. Làm thành gốc đến ngọn chính mình thưởng thức, lại là đầy đủ biến thái. Gia hỏa này đã tâm lý vặn vẹo, thật không biết một hồi gặp mặt về sau, có thể hay không thỏa đàm. Phụ thân yên tâm, có ta ở đây đây,
ta cũng không phải là người, một hồi ta đến nói, hắn dù sao cũng phải cho ta chút mặt mũi a, hắc hắc hắc. Lúc này, Tước Nhi không khỏi kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh lồng ngực, đùa cười ra tiếng. Thế nhưng là nàng tiếng cười vừa lên, một tiếng càng thêm quái dị tà tiếu lại là bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên, khặc khặc khặc. Ta nói thường nhân nhìn thấy bản tôn giá lâm, đều muốn nhượng bộ lui binh, các ngươi ngược lại tốt, ngược lại bay thẳng bản tôn chỗ mà đến, quá không sợ chết. Thì ra là sớm đã thăm dò bản tôn nội tình, chuyên môn tìm bản tôn đến a. Mà lại, còn cùng lão long có quan hệ. Hắc hắc hắc, cái này thú vị. Thân thể nhịn không được chấn động, Trác Phàm hai người liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau vui vẻ, hơi hơi gật gật đầu. Chắc hẳn cái này phát ra tiếng người cũng là Phong Thiên Hải Ngao, đã hắn chủ động nâng lên long tổ, cái kia coi là còn niệm lấy cái này giao một cái tình, có lẽ sự kiện này không hề giống trong tưởng tượng khó như vậy làm. Dù sao hắn chịu lên tiếng nói chuyện với nhau, mà không phải tới thì động thủ, vậy thì có đàm phán cơ sở, có thể thử một lần. Hải Ngao tiền bối, tại hạ Trác Phàm, thụ long tổ dẫn tiến, đến đây cầu kiến tiền bối, xin tiền bối ra tay giúp đỡ, cứu ta Hải Nhi. Đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Ngẩng đầu hướng bầu trời phía trên ôm một cái quyền, Trác Phàm vội vàng lên tiếng. Bất giác lại là một tiếng có chút tà dị cười to vang lên, Hải Ngao cái kia quái dị tiếng vang lần nữa phát ra cứu người. Khặc khặc khặc, ta tại sao muốn cứu người? Đã các ngươi là long tổ dẫn tiến, liền hẳn phải biết, lão phu năm đó là bị nhân loại cường giả gây thương tích, chung thân khó lành. Hiện tại lại bị nhân loại cường giả vây khốn. Chỗ ở nhỏ hẹp tại cái này một trong kết giới, không dám đi ra ngoài, sợ bị năm thanh lợi kiếm đâm thành cái sàng. Lão phu cùng nhân loại đại thù không đội trời chung, giết bao nhiêu người đều không giải hận, người còn nhường ta cứu người, không cảm thấy buồn cười không? Ha ha ha! Không không không, Hải Ngao tiền bối, ngài tính sai, hắn không phải người, là ta đại ca. Vội vã khoát khoát tay, Tước Nhi vội vàng kêu to. Nghe đến nàng thanh âm. Hải Ngao không khỏi nhất thời lại phát ra một đạo tiếng chế nhạo đến, hắc hắc hắc. Tiểu nha đầu, người không nói lời nào ta kém chút quên, vừa mới ngươi khẩu khí thật là lớn a, lão phu có cứu hay không người, còn nhìn mặt mũi ngươi. Con ruồi mì sợi ra, mặt mũi ngươi thật to lớn a, ha ha ha. Chỉ là ta không biết, lão phu cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi từ đâu tới dạng này tự tin. Coi như lão long tự mình cầu đến trước cửa, lão phu có đáp ứng hay không? Vẫn là hai chuyện đây, hừ. Ây, Hải Ngao tiền bối, dù nói thế nào ta cũng là tương lai lôi hoàng, tất cả mọi người là đồng cấp tồn tại, hiện đang giúp một chút ta, về sau tốt gặp nhau. Hai gò má bất giác một đỏ, Tước Nhi suy nghĩ một chút, thăm thẳm lên tiếng, đánh tới cảm tình bài, người nói trong thiên địa này, thì chúng ta năm cái thánh thú, chúng ta như lại không đoàn kết cùng một chỗ, há không để nhân loại cường giả càng thêm phách lối sao? Không nói gì. Trầm mặc, Tước Nhi lời vừa nói ra, cái kia Phong Thiên Hải Ngao liền rơi vào vô tận trong trầm mặc. Thế nhưng là rất nhanh, một tiếng càng thêm tùy tiện cười to lại là vang lên lần nữa, khặc khặc khặc. Tiểu Lôi Hoàng, chỉ là đến Lôi Hoàng truyền thừa, chính mình còn không có trưởng thành đây, ngược lại trước lấy thánh thú tự cho mình là, thật sự là chẳng biết xấu hổ a. Thánh thú chỗ lấy là thánh thú, là bởi vì thú bên trong mạnh nhất, người mới bao nhiêu cân lược, cho dù thiên phú dị bẩm. Hiện tại thì ra chính mình hướng trên mặt mình thiếp vàng. Hắc hắc hắc, đây cũng không phải là thánh thú phong phạm, ngược lại là cùng nhân loại gian tà sát bên một bên đây, ngươi là cùng nhân loại gián quá gần, nhiễm cái này không biết xấu hổ tầm thường đi. Ngươi cái dạng này, vẫn phối xưng là thánh thú sao? Hừ, trong lòng bất giác siết chặt, Tước Nhi sầu mi khổ kiểm xem Trác Phàm liếc một chút, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiểu Lôi Hoàng, các ngươi là lão long gia hỏa kia đến. Thế nhưng là hắn từng có nói qua cho các ngươi, cầm hắn danh hào đi cầu lão phu sao. Ngay sau đó, cái kia Hải Ngao lại quát lớn. Lẫn nhau nhìn xem, Trác Phàm cùng Tước Nhi cùng nhau dao động cái đầu, sắc mặt nặng nề, long tổ tiền bối biết Hải Ngao tiền bối đi qua, đối với nhân loại khổ đại cừu thâm, chắc hẳn không muốn bức tiền bối làm trái lương tâm sự tình, cho nên không có để cho chúng ta dùng hắn danh hào. Chỉ hy vọng tiền bối có thể vì ta chờ thực tình nhận thấy, tự nguyện trợ giúp chúng ta. Ta nhổ vào, đừng có dùng nhân loại các ngươi cảm tình ước đoán chúng ta thánh thú, các ngươi căn bản không hiểu chúng ta. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, Hải Ngao cái kia lạnh lùng mắng chửi đã là bỗng dưng truyền ra, thực sự ngũ đại thánh thú bên trong, ta cùng lão long tình cảm tốt nhất, bất quá dù vậy,
hắn có cái gì ủy thác, ta đều không đáp ứng, các ngươi biết tại sao không? Lần nữa lắc lắc đầu, Trác Phàm chau mày. Hừ, thì bởi vì chúng ta là thánh thú, lập ở thiên địa đỉnh phong tồn tại. Chúng ta cùng nhân loại khác biệt, quần cư sống qua, chúng ta luôn luôn độc lai độc vãng, du tẩu tứ phương. Cho nên chúng ta ở giữa không có quan hệ gì, coi như cái kia lão long để cho các ngươi tới tìm ta, cũng chỉ là bởi vì ta có năng lực như thế, mà không phải hắn có thể cầu được đụng đến ta. Đừng nói là ta, coi như còn lại bốn thú, cũng đều là như thế, chúng ta sẽ không giảng nhiều như vậy cảm tình ràng buộc. Cũng chỉ có các ngươi nhân loại, yếu tiểu chủng tộc, mới có thể mọi chuyện lấy tộc quần gia tộc vì liên hệ, hợp tác kiếm sống. Đó là bởi vì các ngươi một người lúc, ở trong thiên địa này căn vốn không thể làm gì, sinh tồn không. Cường giả, cho tới bây giờ cũng là cô độc, không cần bất luận kẻ nào làm bạn cùng liên hệ. Toàn bộ nghèo đỉnh vang lên hải ngao gào thét, thậm chí bên trong nộ khí, Trác Phàm hai người nghe được cũng là thật sự rõ ràng. Tiểu Lôi Hoàng, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì cùng ta lôi kéo làm quen, chắp nối, quả thực cùng nhân loại cái này thế tục chủng tộc không khác, căn bản không phải chúng ta thánh thú tác phong. Ngươi đã bị nhân loại xâm nhiễm, vẫn phối làm thánh thú sao? Nếu là Lôi Hoàng trên trời có linh thiêng, biết được chính mình người thừa kế, đã biến thành một cái đồ có thú hình nhân loại, hắn cái kia đến cỡ nào phẫn nộ a? Đoán chừng đến lúc đó, hắn sẽ có loại đem người bóp chết xúc động đi. Nói, một cỗ trần trụi sát ý, đã là đột nhiên phát ra giữa thiên địa. Cái kia băng lãnh khí tức, càng là khiến Tước Nhi ngăn không được địa phát run, tâm sinh sợ hãi. Cái này hải ngao đối nàng, lại nhưng đã có sát tâm. Bỗng nhiên, Tước Nhi toàn thân run rẩy hướng về sau liền lùi lại, Trác Phàm thì là một cái lắc mình, ngăn tại trước người nàng, mi mắt thật sâu nhíu lại, cau mày khổ phát triển. Tình huống so với hắn muốn hỏng việc, cái này hải ngao đối với nhân loại khúc mắc đã thâm căn cố đế, không thể cải biến. Không chỉ là nhân loại hắn không buông tha, liền nhiễm nhân loại khí tức thánh thú thế mà cũng có sát ý. Trong lòng của hắn, đã cho không biết dùng nhân loại bất luận cái gì hết thảy, cái này khiến hắn cảm thấy sự tình càng thêm khó làm. Bởi vì hắn nếu chỉ đáng giận loại, đại không liền đem tất cả sát ý, tụ tập đến hắn Trác Phàm trên thân là được, nhưng bây giờ, hắn sát ý lại rất có thể lan đến gần cùng nhân loại có quan hệ tất cả mọi người. Bao quát Tước Nhi, Tiểu Tam Tử, nhưng là Tiểu Tam Tử lại phải hắn xuất thủ trị liệu không thể. Chỉ là cái tên điên này đến lúc đó xuất thủ lúc, đến tột cùng là cứu còn giết, lại là để hắn không được biết. Cái này, thành vì một cái khó giải chi đề, có nên hay không đem Tiểu Tam Tử giao cho hắn đâu. Trác Phàm trong lòng bỗng dưng lo sợ lên, không yên lòng. Trầm mặc, lần nữa trầm mặc, hải ngao gào thét sau đó, lại không nói lời nào. Qua rất lâu, Trác Phàm cái kia cứng ngắc khuôn mặt đều nhanh đông cứng lúc, cái kia hải ngao mới lại cười to lên, cùng lúc trước muốn so, lại là biến đến hỏa ái rất nhiều, ha ha ha. Hù dọa a, lão phu vừa mới chỗ nói có đúng hay không rất đáng sợ. Lẫn nhau nhìn xem, Trác Phàm cha và con gái không phản bác được, không biết hắn lại có cái gì yêu thiêu thân. Tiểu Lôi Hoàng, vừa mới ta cái này làm thúc phụ, chỉ là kể cho ngươi một chút ta thánh thú hành vi chuẩn tắc thôi, hy vọng ngươi không nên đánh phá. Nếu không mà nói, cũng không có gì quan trọng, thánh thú cứ như vậy tùy hứng, muốn làm sao thì làm vậy, ha ha ha. Cười to một tiếng vang vọng mái vòm, hải ngao thanh âm có chút điên, dọa đến Tước Nhi câm như hến, không dám lên tiếng. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại chặn lại nói, đúng, các người muốn cứu người là ai a, để ta xem một chút hắn xảy ra chuyện gì. Trong lòng run lên, Trác Phàm cùng Tước Nhi liếc nhau, không khỏi nhẹ nhàng sờ sờ chính mình giới chỉ, lại là do dự lên, cũng không động tác. Tựa hồ nhìn ra bọn họ tâm tư, hải ngao không khỏi khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, thế nào, đối lão phu không yên lòng sao? Ha ha ha, cũng đúng, lão phu cùng nhân loại mối thù. Không đội trời chung, làm sao có thể tùy tiện đám nhân loại bận bịu đâu. Bất quá Tiểu Lôi Hoàng ngươi vừa mới cũng nói, chúng ta đều là thánh thú, giữa thiên địa thì chúng ta năm cái, thật là khó đến a. Chỉ có chúng ta năm cái, là lẫn nhau tướng lưu giữ, mất đi một cái liền thiếu đi một cái, chúng ta mới thật sự là người nhà. Nhà người mặt mũi, lại là vãn bối cầu đến cửa, ta làm gì đều phải giúp sấn một phen, ai bảo ta xem như ngươi thúc phụ đây, ha ha ha. Phụ thân, tam ca mệnh quan trọng, nếu không cho hắn nhìn xem trước. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Tước Nhi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lẩm bẩm nói,
dù nói thế nào, trên đời có thể cứu Tam ca chỉ có hắn, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Mà lại ta nghe hắn nói, vẫn rất thành khẩn. Chỗ nào thành khẩn, hắn không liền đem ngươi lời nói lại nói một lần a, hơn nữa còn là hắn phê phán về sau, lại nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng nói thầm, cũng không động tác. Thấy tình cảnh này, cái kia Hải Ngao giọng mỉa mai âm thanh vang lên lần nữa, ha ha ha. Nhân loại cũng là đa nghi a, có việc cầu người, còn không tin người, đây chính là nhân loại, bao nhiêu năm đều chưa từng thay đổi nhân loại a. Hừ hừ, tính toán, đã các ngươi không tín nhiệm lão phu, vậy liền tự tiện đi. Xem ở lão long trên mặt mũi, lão phu không làm khó dễ các ngươi đi thôi. Vừa dứt lời, nhưng ngửi ông một tiếng vang nhỏ, không gian một cơn chấn động, hai người sau lưng hắc vụ đã là trèo lên thì lộ ra một cái lỗ hổng, thông hướng ngoại giới. Tại kết giới này bên trong, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Nếu không phải Phong Thiên Hải Ngao cho đi lời nói, trên cơ bản không có người có thể xông ra đi. Mà hắn làm như thế, cũng cho Trác Phàm hai người một cái tín hiệu, hắn đối bọn hắn liền không có uy hiếp. Phụ thân, Tước Nhi gặp này, một mặt hy vọng nhìn về phía hắn, ra sức đánh lấy ánh mắt. Cơ hội khó được, nếu là qua cái thôn này, chẳng biết lúc nào mới có thể lại tìm đến cái này Hải Ngao. Dù nói thế nào, cái này Hải Ngao cùng Long Tổ không giống nhau, Long Tổ ổ là cố định, cái này Hải Ngao ở trong biển bơi lên, suốt ngày lưng cõng chính mình kết giới chạy khắp nơi, Bắc Hải lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được. Mà lại hắn như không hiện thân lời nói, chúng ta vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Có thể nói, hiện tại là cùng Hải Ngao đàm phán cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ, thì chung thân vô vọng. Hô hô hô, Vạn Thú Sơn Mạch. Cao ngất phách đá, một cái chiều cao mấy chục trượng, toàn thân đen như mực, trong mắt hiện ra lạnh lẽo hàn quang cự điểu, cung kính nằm dạp trên mặt đất. Trên đầu một đóa ngọn lửa màu xanh, từng trận lấp lóe, tản mát ra dị dạng ánh sáng, lại chính là cái kia Hỗn Độn Thanh Viêm không thể nghi ngờ. Nó trước người là một cái thân hình hán tử cao lớn, chậm rãi đem tay mình chỉ theo cái kia thanh viêm bên trong cầm lại, tập trung nhìn vào, lại chính là ngũ đại thánh thú đứng đầu, Kình Thiên Côn bằng thân người hình thái. Khục, ho khan khục, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, thử phát ra một tiếng hoàn toàn thuộc về mình nhân loại tiếng nói, cái kia cự điểu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy vui sướng, vội vàng lần nữa nằm dạp trên mặt đất, khom người cúi đầu, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ chủ nhân thay tiểu khải che tâm trí, đại ân đại đức, thú nhỏ không thể báo đáp. Lão phu đã làm như thế, tự có lão phu cần phải ngươi địa phương. Bế Nghễ liếc hắn một cái. Côn Bằng không khỏi thở dài một hơi, đạm mạc lên tiếng, đêm tối chiến kiêu, người giống như ba bài đều là cấp 9 đế vương thú, ban đầu ở lựa chọn tay trái tay phải lúc, lão phu đã từng cân nhắc qua ngươi. Hiện tại, ngươi thì thay thế hắn vì lão phu sử dụng, thống lĩnh vùng này đàn thú đi. Thân thể thình lình run lên, đêm tối chiến kiêu một mặt rất là kỳ lạ, sâu xa nói chủ. Chủ nhân, ba bài ca trước khi đi nói qua, chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu là hắn trở về nhìn đến ta. Vậy hắn. Ha ha, ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí. Bất giác bật cười một tiếng, Côn Bằng nhìn không được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói ai, chỉ sợ hắn về không được, không phải vậy ta cũng sẽ không bắt ngươi làm khác vật thay thế. Cái gì, ba bài ca hắn? Lão phu trên người các ngươi lưu lại thanh viêm, là lão phu làm ấn ký. Hắn hiện tại tình hình gì, lão phu so người nào đều rõ ràng. Ai, Hải Ngao lão già này a. Thật đúng là trở mặt vô tình, liền lão phu đặc sứ đều không buông tha. Bất quá cũng đúng, đoán chừng lão long đối lão phu cũng không có cảm tình gì, ha ha ha. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Côn Bằng chậm rãi bước đi thong thả mấy bước, ngửa đầu nhìn lên trời, hai con ngươi chăm chú địa để mắt tới trên 9 tầng trời minh nguyệt, trong mắt không khỏi có chút sầu não. Trong lòng hắn còn tưởng rằng ba bài là Hải Ngao xử lý, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng. Phàm giai có thể đối phó đến cấp 9 đế vương thú tồn tại. Riêng là hắn đặc biệt tăng lên qua cấp 9 đế vương thú, thì càng không khả năng. Chiến kiêu, vốn là tại chúng ta 5 cái thánh thú bên trong, đơn thuần nhất, lúc trước cùng nhân loại lớn nhất giao hảo, cũng là cái này Hải Ngao. Chỉ tiếc thích chi sâu, trách chi cắt, khi đó hắn lấy thực tình đãi chi, lại gặp người phản bội, phần này khắc vào tâm tủy hận ý, hôm nay có thể hay không để xuống đâu. Trác Phàm bọn họ đối mặt như thế một cái đầy trong đầu cừu hận người điên, lại có thể không khuyên thuyết phục đâu.
Ha ha ha, liền lão phu đặc sứ đều giết, đoán chừng rất treo, nhìn bọn họ tự cầu phúc đi. Thằng Tắp nhìn chằm chằm cái kia Minh Nguyệt không thả, Côn Bằng thở sâu, trong mắt tản ra dị dạng ánh sáng. Cái kia Chiến Kiêu nghe được lời này, vừa nghĩ tới ba bài kết cục, cũng là ngăn không được ai thán một tiếng, theo Côn Bằng ánh mắt, xa xa nhìn về phía không trung Minh Nguyệt, trong mắt tựa hồ có chút bi ai, lại có chút cầu trông mong. Trong lòng hắn, ba bài là vì nhiệm vụ lần này mà chết, nếu là nhiệm vụ lần này không thành công, cái kia ba bài ca thì chết vô ích. Cho nên, hắn đối Trác Phàm hai người, cũng là đánh trong đáy lòng cầu nguyện chúc phúc, nhất định muốn thuận lợi hoàn thành mới tốt. Ánh trăng thánh khiết như lụa mỏng gieo rắc tại Vạn Thú Sơn bên trong các ngõ ngách, cũng tương tự chiếu sáng Bắc Hải hỗn loạn trên chiến trường, đem phần này cầu nguyện, lan truyền hướng cái kia trong sương mù dày đặc, ngay tại nghĩ sâu tính kỹ người trong đầu. Phải tin tưởng hắn lời nói, vẫn là chưa tin đâu. Hải ngao trong kết giới, Trác Phàm minh tư khổ tưởng, do dự tràn đầy, đảo mắt nhìn một chút cái kia đã khai thông đi ra bên ngoài giới thông đạo, lại nhìn một chút Tước Nhi cái kia khát vọng ánh mắt, con người khoảng chừng loạn chuyển, lại là không có chút biện pháp nào lựa chọn. Cái này, đại khái là hắn bình sinh bên trong khó khăn nhất quyết định. Đối mặt một cái căn bản chưa quen thuộc cùng hoàn toàn không thể tín nhiệm đối thủ, chính mình tay cầm lại là lại trong tay hắn nắm trong tay, chính mình vô luận làm quyết định gì, cũng có thể mất hết vốn liếng. Như là không tin cái này Hải Ngao nói, hắn cùng Tước Nhi đều có thể chạy đi, nhưng cũng như Tước Nhi chỗ nói, một khi bọn họ rời đi nơi này, thì thật cùng Hải Ngao triệt để đoạn, chỉ sợ không còn lần sau gặp mặt cơ hội, tiểu tam tử đem vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Nhưng nếu là đem tiểu tam tử giao cho hắn, cảm nhận được vừa mới cái kia quát mắng ngữ khí, Trác Phàm có thể khẳng định đó là hắn lời từ đáy lòng, như vậy phần này oán phẫn, sẽ hay không phát tại tiểu tam tử trên thân đâu. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm thật sự là tình thế khó xử, bất đắc dĩ nhắm lại hai con ngươi, tỉ mỉ suy nghĩ lên. Tiểu tử, đã ngươi trong lòng còn có do dự, lão phu không làm khó dễ ngươi, đi thôi. Phụ thân, Hải Ngao lần nữa thúc giục, Tước Nhi cũng là vội vã nhìn về phía Trác Phàm cấm đoán hai con ngươi, trong mắt tràn đầy vội vàng. Bạch, chợt, Trác Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, đã là làm ra quyết định, vung tay vung về phía trước một cái, nhưng gặp một tia sáng lóe qua, tiểu tam tử cái kia hôn mê bất tỉnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, liền đột nhiên xuất hiện tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Cái kia mũ mím hồng hồng vẻ mặt vui cười, như cùng ngủ lấy yên ổn an lành, không có nửa phần thống khổ. Hải Ngao tiền bối, đây là khuyển tử, cũng là kỳ lân chi tử. Vọng Hải Ngao tiền bối làm viện thủ, cứu tính mạng hắn, đại ân đại đức, không dám nhìn nhau. Kỳ lân nhi tử, thế nào lại là ngươi nhi tử? Tựa hồ có chút kỳ quái, bốn phương tám hướng truyền ra Hải Ngao từng tiếng kinh nghi. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm lúc này liền ôm quyền, cung kính nói, hắn là ta con nuôi, hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Hừ hừ, con nuôi. Không khỏi suy cười một tiếng. Phong Thiên Hải Ngao tràn đầy châm chọc nói, ngươi tiểu tử này còn thật hội thu a, đầu tiên là thu một cái lôi hoàng truyền thừa làm nữ nhi cũng liền thôi, hiện tại lại thu một cái lớn nhất thuần chủng kỳ lân thánh thú làm nghĩa tử. Làm sao, muốn cũng có ngày đem bọn hắn nuôi lớn, giúp ngươi giành chính quyền sao? Hắc hắc, ngươi tiểu tử này thực sẽ đốt bếp lạnh, thừa dịp bọn họ nhỏ yếu lúc thu làm thủ hạ, về sau hai đại thánh thú chi lực thế nhưng là vì ngươi sử dụng a. Nhân loại a. Người thật sự là lão phu gặp qua, lớn nhất gian trá vài cái nhân loại một trong. Trầm mặc, Trác Phàm không có cãi lại, chỉ là thản gật gật đầu nói, xác thực, ngay từ đầu ta nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, chẳng lẽ bây giờ không phải là sao? Hiện tại bọn hắn là ta con trai cùng con gái, chỉ thế thôi. Dối trá, hét lớn một tiếng, Hải Ngao nhất thời gào thét mà ra, nhân loại loại này bị ổi sinh vật, cho dù chí thân đều có thể tự giết lẫn nhau. Huống chi cũng không máu duyên người, người có thể đợi bọn hắn như thân sinh, là bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng đi. Nghe được lời này, Trác Phàm bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, lại là bình tĩnh lên tiếng, không thể phủ nhận, ta có dạng này cách nghĩ, chúng ta thế nhưng là người một nhà, con gái cần tuân cha mệnh, hiếu đạo làm đầu, có gì không thể. Chỉ cần ta không để bọn hắn tham dự quá nguy hiểm sự tình, coi như phụ tử tử hiếu, giữ lại phần này cha con tình. Cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta không sợ bọn họ, trả lại cho bọn họ tình thương của cha, thân tình quan tâm, tất cả mọi người có lời.
Đánh rắm, người rõ ràng đang lợi dụng bọn họ. Một tiếng gầm thét, toàn bộ không gian cũng bắt đầu vô tận run rẩy, tuyết lở đất nứt, ầm ầm một mảnh, có thể thấy Hải Ngao đã giận tới cực điểm, giảo hoạt nhân loại, hết thảy đều là ngươi lý do, cầm giá rẻ cảm tình đi mưu hại chúng ta thánh thú, cũng là bỉ ổi vô sỉ. Sắc mặt giận dữ, Tước Nhi nghe đến cái này Hải Ngao nhục mạ Trác Phàm, lúc này liền muốn tiến lên lý luận, cũng là bị Trác Phàm một thanh ấn xuống, chậm rãi lắc lắc đầu, ngừng lại. Ngay sau đó, Trác Phàm suy cười một tiếng, không chút phật lòng, tiếp tục nói, Hải Ngao tiền bối cũng là theo thượng cổ sống sót lão giang hồ, chẳng lẽ không biết trong thiên hạ có được tất có mất, hết thảy đều là bình đẳng trao đổi sao? Cho dù là cảm tình cũng giống vậy, ta để bọn hắn có một ngôi nhà, có một cái phụ thân quan tâm, bọn họ bán mạng cho ta, thiên kinh địa nghĩa. Thì giống bây giờ, người như cứu Kỳ Lân, ta tả bàng tay phải phục sinh, ta tất vô cùng cảm kích. Tương lai Hải Ngao tiền bối như có sai khiến, vãn bối ổn thỏa ra sức châu ngựa. À đúng, ngài hiện đang một mực vây ở kết giới này bên trong không được mà ra, như ngồi tù nhất định rất buồn rầu đi. Ngài yên tâm, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, ít ngày nữa định có thể mở ra cái này phàm giai gông xiềng, cứu ngài ra ngoài. Mà lại điểm này, Côn Bằng cùng Long Tổ tiền bối đều là đã biết, mà lại đại lực chống đỡ. Ngài coi như không tin ta, chẳng lẽ còn không tin bọn họ sao? Hừ, vô sỉ nhân loại, sẽ chỉ cầm giao dịch đến kỳ đầy chúng ta. Cái kia hai cái lão gia hỏa hám lợi đen lòng, có thể sẽ phía trên ngươi cái này tặc tiểu tử làm, nhưng lão phu cùng bọn hắn khác biệt. Từ khi lão phu bị giam ở chỗ này về sau, lão phu liền rốt cuộc không tin một cái nhân loại. Rít lên một tiếng, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn phát ra, một đạo băng hàn khí lưu đã là bỗng nhiên hướng Trác Phàm trước người mãnh liệt mà qua, chớp mắt tới gần. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Tước Nhi lúc này một cái nhảy vọt, muốn ngăn tại Trác Phàm trước người. Lại là thân thể vừa lên, một cỗ đại lực đã là đụng một tiếng đánh ở trên người nàng, nhất thời liền đem nàng đánh bay ra ngàn mét bên ngoài. Hô! Băng lãnh gió lạnh gào thét lên xẹt qua Trác Phàm trước người, biến mất tại cái kia đằng đẵng chân trời bên trong. Tước Nhi bay ngược lấy trên không trung lật 4-5 cái bổ nhào, mới vừa dừng thân lại, nhìn về phía trước, lại là song đồng ngưng tụ, bỗng dưng ngây người. Chỉ thấy giờ này khắc này, Trác Phàm toàn bộ thân thể đã là hoàn toàn đông cứng một khối óng ánh sáng long lanh tượng băng bên trong, không nhúc nhích, không có một tia khí tức, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều không. Chỉ có cái kia cứng ngắc thân thể, còn duy trì vừa mới cái kia đẩy trưởng động tác, cùng đáy biển những cái kia thi thể, độc nhất vô nhị. Phụ thân, ngốc ngơ ngác nhìn đây hết thảy, Tước Nhi thì thào lên tiếng, ngay sau đó liền khàn giọng liệt phế hét lớn âm thanh, phụ thân. Thế nhưng là, Trác Phàm đã nghe không được, cứ như vậy đông lạnh ở nơi đó, mặt không biểu tình, liền trong mắt thần quang đều không có. Khặc khặc khặc, từng tiếng tà dị cười to, vang lên lần nữa, Hải Ngao cái kia mỉa mai tiếng cười nhạo, vang vọng tại trời đất trên dưới, bốn phương tám hướng, vô dụng, tiểu lôi hoàng. Bị Hải Ngao thúc thúc phong ấn nhân vật, cho dù là thần hồn đều bị phong ấn, hiện tại hắn cùng người vô dụng một dạng, cái gì đều nghe không được, không nhìn thấy. Đợi thời gian dài, liền sinh mệnh đều sẽ từ từ trôi qua hầu như không còn, sau cùng biến thành lão phu một cái nhân loại khác gốc đến ngọn, khặc khặc khặc. Đáng chết, phong thiên Hải Ngao, mau đưa ta phụ thân trả về. Thân thể nhịn không được chấn động, Tước Nhi trong lòng kinh hãi, triệt để ngây người, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, tràn đầy phẫn nộ tràn tại trên mặt, giống to lên tiếng, nếu là ngươi dám đả thương ta phụ thân, ta Tước Nhi thề, đời này kiếp này, cùng ngươi thề sống chết không nghỉ. Khặc khặc khặc, khẩu khí thật là lớn. Không khỏi lần nữa ta cười ra tiếng, Hải Ngao một mặt khinh bỉ nói, tiểu lôi hoàng, đừng nói ngươi bây giờ còn không được việc gì đợi, lão phu muốn bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến không sai biệt bao nhiêu. Coi như ngươi sau này thật thành thục, mọi người đều là thánh thú, ngươi cũng không thể đem lão phu thế nào, ha ha ha. Ngươi, bất quá, Tước Nhi tức bực dậm chân, nhưng Hải Ngao lời nói xoay chuyển, lại là lại thăm thẳm lên tiếng nói, bất quá ta cho ngươi một cơ hội, hai chọn một, các ngươi không phải tới cứu cái này tiểu Kỳ Lân sao? Hiện tại, tên nhân loại này cùng Kỳ Lân, ai chết ai sống, ngươi chọn một A, khặc khặc khặc. Cái gì? Thân thể nhịn không được bỗng nhiên lắc một cái, Tước Nhi triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cúi đầu nhìn xem phía dưới hai bóng người. Một cái Trác Phàm cứng đờ đông cứng bông tuyết bên trong,
một cái tiểu tam tử bình tĩnh nằm tại đóng băng đất tuyết ở giữa, khí tức yếu ớt, lại là khó có thể lựa chọn, tình thế khó xử. Hắc hắc hắc, cái này có cái gì tốt khó chọn đây, tiểu lôi hoàng. Đúng lúc này, giữa thiên địa lại vang lên hải ngao cái kia mị hoặc giống như thanh âm, ngươi vừa mới cũng nói, thiên hạ thì ngũ đại thánh thú, chúng ta thế nhưng là người một nhà a. Tiểu kỳ lân chết, thì không còn có kỳ lân, ngũ đại thánh thú liền thiếu đi một cái. Thế nhưng là tên nhân loại này chẳng qua là lợi dụng các ngươi lực lượng tiểu nhân hèn hạ thôi, có cái gì không nỡ. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta lập tức đem này nhân loại chém thành muôn mảnh, sau đó đem kỳ lân cứu sống, nhiều có lời a, ha ha ha. Cứng ngắc thân thể dao động cái đầu, tước nhi hai con ngươi dần dần biến đỏ, cắn chặt hàm răng, như muốn khóc lên, không, hắn là chúng ta phụ thân, ta không muốn phụ thân chết. Như vậy ngươi là muốn cứu tên nhân loại này, không muốn kỳ lân. Hải ngao cái kia tà ác tiếng cười vang lên lần nữa, dường như mười phần hưởng thụ dạng này tra tấn con mồi giống như, quỷ mị lên tiếng, vậy thì tốt, người đem này nhân loại mang đi a, có thể cái này tiểu kỳ lân ta liền muốn đem hắn coi như bữa tối nuốt mất, hắc hắc hắc. Người sao có thể dạng này, người nhưng cũng là thánh thú a, sao có thể tổn thương tam ca. Người cũng là thánh thú, nhưng người vì sao lựa chọn nhân loại, mà không lựa chọn đồng bào. Ta, đối mặt hải ngao hỏi lại, tước nhi nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, lần nữa nhìn xem phụ huynh tình huống, lại là gấp sắp khóc đi ra, không biết ứng đối ra sao mới tốt. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên, ngay tại lúc này, nhưng nghe từng đạo tiếng xé gió vang lên, bốn đạo thân ảnh quen thuộc, đã là bỗng nhiên xuất hiện tại tước nhi trước mắt, một người cầm đầu không là người khác, chính là cái kia phàm giai đệ nhất cường giả, bất bại kiếm tôn tới. Mà bên cạnh hắn, thì là ba vị kiếm vương tùy thân bạn điều khiển. Nhìn qua lấy băng tuyết ngập trời địa phương, mọi người cũng là một mặt vẻ mờ mịt, Bách Lý Ngự Vân nhìn hai bên một chút, đầy mặt nghi ngờ nói, kỳ quái, chúng ta tại cái kia trong sương mù lượn quanh mười mấy vòng, thật vất vả lượn quanh đi ra, đây là lại đến nơi quái quỷ gì. Trong hắc phụ, làm sao lại xuất hiện như thế cái khu vực đâu? Lão Tổ Tông, ngài biết nơi này kỳ quặc sao? Nhìn đến khá quen. Trước kia giống như nghe nói qua giống như. Khẽ chau mày, Bách Lý Ngự Thiên đưa mắt cái này sông băng tuyết hải chi địa, cũng là có chút mê mang, nhưng rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng, nhìn đến một cái quen thuộc bóng người. Sau đó không nói hai lời, một cái lắc mình, liền đi đến tước nhi trước mặt, hơn kiếm vương ảo ảo đuổi theo. Tiểu nha đầu, làm sao chỉ có một mình ngươi, chắc tiên sinh đâu. Bờ môi ngăn không được run run. Tước nhi xẹp lấy khuôn mặt nhỏ, nước mắt tại trong con ngươi lăn qua lăn lại, chậm rãi nâng lên nhỏ bé yếu ớt cánh tay chỉ về phía trước, đầy bụng ủy khuất mà nói, ở nơi đó. Theo nàng chỉ hướng nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm đông cứng tượng băng bên trong, nhất thời khiến tại chỗ bốn người cùng nhau quá sợ hãi. Đây cũng là làm sao làm, vì sao Trác tiên sinh vừa mới đi vào nơi này, thì biến thành bộ dáng như vậy. Mà lại nhìn xuống dưới. Mọi người trong mắt lần nữa hung hăng co lại, bởi vì trừ Trác Phàm bên ngoài, cái kia đã kết đông lạnh biển dưới mặt, lại còn có đếm không hết thi hài đông lạnh ở bên trong, điều này không khỏi làm mọi người tại đây tất cả đều quá sợ hãi. Bách Lý Ngự Vân càng là ngăn không được nhìn về phía Tước Nhi, vội vã quát tiểu nha đầu, các ngươi cũng là hướng nơi này đến, đúng hay không? Vậy các ngươi nhất định biết nơi này là địa phương nào? Ta, cha ta nói là, Băng Ngọc Sơn. Nhìn không được khóc nức nở hai lần, Tước Nhi miễn cưỡng đè xuống khóc âm đạo, dù sao đại lục ở bên trên người, đều là xưng hô như vậy. Cái gì, thế gian tam đại tuyệt địa một trong, Băng Ngọc Sơn. T. Không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, Bách Lý Ngự Vân bọn họ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một trái tim bỗng dưng nhấc đến cổ họng Nhi bên trong, kém chút không có phun ra, lại là sắp đem bọn hắn ba hồn bảy vía đều muốn hoảng sợ tán đồng dạng. Trong truyền thuyết tuyệt không sinh lộ tam đại tuyệt địa, hôm nay thế mà để bọn hắn đụng tới, này một ít cũng thực sự quá nát một chút. Bỗng dưng, ba người liếc nhìn nhau, khóe miệng một xẹp, lại là như Tước Nhi sắp khóc đi ra. Hiện tại bọn hắn mới biết được, cái này lúc trước còn một mặt hung hăng càn quấy bộ dáng tiểu cô nương, làm sao bỗng nhiên thì khóc sướt mướt. Rơi xuống như thế cái địa phương quỷ quái, là ai đều muốn khóc a, thì càng không nói đến người ta tiểu cô nương. Bất quá, đối với như vậy cảnh kỳ lạ, bất bại kiếm tôn lại là tâm tình thật tốt, nhếch miệng cười lớn một tiếng nói, ha ha ha.
Lão Phu tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, cho tới bây giờ chưa từng tới truyền thuyết này bên trong tuyệt địa chỗ, hiện tại may mắn gặp được, cũng thật không cần chuyến này a. Chỉ là để Lão Phu không hiểu là, cái này tuyệt địa có cái gì hung hiểm chỗ, hội được xưng là tuyệt địa đâu. Đúng thế, tiểu nha đầu, nó làm sao lại hung hiểm? Nghe đến Lão Tổ Tông lời nói, Bách Lý Ngự Vân nhất thời một cái thông minh, vội vàng nhìn về phía Tước Nhi nói. Tại như vậy một cái nguy hiểm địa phương, thế mà không biết nguy hiểm chỗ ở nơi nào, cái này thật sự là càng thêm hung hiểm chỗ. Không nói gì, Tước Nhi một mực rút lấy cái mũi, đưa tay nhất chỉ Trác Phàm chỗ đó. Ý tứ chính là, nào, đây chính là hung hiểm, các ngươi cẩn thận một chút đi. Không sai gật đầu, Bách Lý Ngự Vân cũng đoán nghĩ đến đây hết thảy, tranh thủ thời gian tiếp tục nói cái này Trác tiên sinh. Hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? Không sai, nhìn trước mắt tình hình, cái này băng ngọc sơn hung hiểm chỗ, khẳng định là rất dễ dàng bị phong ấn đông cứng, chỉ là làm sao bị đông lại, mới là nơi mấu chốt a. Hôm nay chính mắt trông thấy Trác Phàm bị phong ấn người chỉ có Tước Nhi một cái, bọn họ ba kiếm vương cũng không đoái hoài tới lẫn nhau là đối thủ, vội vàng thỉnh giáo. Hừ, đây còn phải nói a, đều là Phong Thiên Hải Ngao tên khốn kiếp kia. Phong Thiên Hải Ngao, đó là cái gì quỷ? Cũng là Bắc Hải Hải Yêu, không khỏi trợn mắt một cái, Tước Nhi tức giận hừ lên tiếng. Lần này, ba người mới nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Bắc Hải Hải Yêu xuất thủ, mới đưa cái này gian trá giảo hoạt tiểu tử ổn định lại. Bách Lý Ngự Thiên thì là hai mắt tỏa sáng, trong hai con ngươi nhất thời chớp động ra trần trụi chiến ý, vòng bài bốn phía, ngửa mặt lên trời gào to lên tiếng, Bắc Hải Hải Yêu, Lão Phu nghe đại danh đã lâu, trước tới khiêu chiến. Còn xin chỉ giáo. Lão Tổ Tông. Trong lòng không khỏi siết chặt, ba kiếm vương vội vàng vội vã nhìn về phía Bất Bại Kiếm Tôn, trên mặt đều là vẻ lo lắng, trên trán mồ hôi càng là như thác nước chảy xuôi. Cái này Bắc Hải Hải Yêu hung danh bên ngoài, mình còn không biết hắn thực lực cụ thể như thế nào, cứ như vậy mạo muội khiêu chiến, thật sự là quá mạo hiểm. Mà lại, Lão Tổ Tông ngài vừa mới chiến cấp 9 đế vương thú, khí lực đại tổn. Nếu là cái này Hải Yêu thực lực cũng là cấp 9 đỉnh phong linh thú, cái kia ta nhưng cũng quá ăn thiệt thòi a. Phương pháp tốt nhất, cũng là đợi ngài lão tu dưỡng một chút thời gian, lại tới khiêu chiến, phần thắng mới lớn, hiện tại. Thế nhưng là, gặp mạnh mà không khiêu chiến, không phải cường giả bản tính. Hắn Bất Bại Kiếm Tôn chỗ lấy bất bại, cũng là tại lần lượt hiểm tượng hoàn sinh khiêu chiến bên trong, còn sống sót, mới có hắn thành tựu ngày hôm nay. Nếu là khiêu chiến đều tìm có nắm chắc chiến, vậy còn gọi khiêu chiến sao? Kết quả là, lão gia tử này cũng là tùy hứng rất, căn bản không biết cái này Hải Yêu cường đại, đã là ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, thậm chí người ta còn không có đáp lời, liền đã sử dụng kế khích tướng đến, Hải Yêu, lão phu chính là năm châu mạnh nhất, Bất Bại Kiếm Tôn. Người chậm chạp không dám hiện thân, là sợ lão phu uy danh à, ha ha ha. Đã như vậy. Người nhà vẫn là chạy trở về hải lý ăn cá đi thôi, lên bờ đến làm gì? Khặc khặc khặc, phàm phu tục tử, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hải Ngao cái kia quái dị tiếng cười vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy xem thường, nếu không phải các ngươi có cái kia phong thiên kết giới bảo hộ, lão phu đã sớm tới đem bọn ngươi những nhân loại này chém thành muôn mảnh, hiện tại thế mà còn dám cùng lão phu kêu gào, quả thực thì là muốn chết. Nghe được lời này, Bách Lý Ngự Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, lại là cười lạnh, không biết sống chết nói, khoác lác người nào đều biết, có gan liền hiện thân đánh với lão phu một trận, chớ có làm rùa đen rút đầu, đồ trừng phạt miệng lưỡi chi tranh, không phải cường giả gây nên. Cường giả, ngươi cũng xứng xưng là cường giả, khặc khặc khặc, dường như nghe đến thiên hạ buồn cười nhất cười chê giống như, Phong Thiên Hải Ngao nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, ngu xuẩn nhân loại, ếch ngồi đáy giếng. Nếu ngay cả ngươi đều xứng đáng làm cường giả lời nói, cái kia thiên hạ ở giữa tôm tép nhỏ bé cái kia xấu hổ giận dữ tự tử a, ha ha ha. Rear mép hơi hơi run run, Bách Lý Ngự Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trong tay bá thiên kiếm nhất thời hướng về phía trước bãi xuống, hét lớn lên tiếng, Hải Yêu, ngươi quá lắm miệng, có loại đi ra đơn đấu, nhìn lão phu không làm thịt ngươi. A, bá thiên kiếm. Thế mà, Bách Lý Ngự Thiên vừa dứt lời. Hải Yêu một tiếng kinh nghi lại là chợt vang lên, thì ra là thế, là bá thiên kiếm nói chuyện nhân A. Trong lòng hơi hơi trầm ngâm, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, không sai, lão phu chìm đắm bá thiên kiếm nói mấy ngàn năm,
tự hỏi đã đăng phong tạo cực. Làm sao, ngươi sợ? Ta sợ, ha ha ha, cái này kiếm đạo lại không thể ta sợ cái gì? Phải sợ cũng là tiểu lôi hoàng sợ, mà lại cái này năm thanh thánh binh, ở bên ngoài có lẽ còn có chấn nhiếp lực, nhưng ở ta nơi này một mẫu ba phần đất, lại là căn bản vô dụng. Nhân loại, người thật không nên đem kiếm này mang vào a, khặc khặc khặc. Liếc nhìn nhau, Bách Lý Ngự Thiên bọn họ mặt hiện nghi hoặc, gia hỏa này có ý tứ gì? Hắc hắc hắc, xem ra các ngươi còn không biết, kiếm là thần kiếm, nhưng lấy các ngươi công lực, lại hoàn toàn phát huy không thần kiếm uy lực đạo lý. Thần kiếm muốn khắc chế chúng ta, tất yếu hấp thu đại lượng thánh linh thạch mới được. Đáng tiếc, hiện tại ngươi không có cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt bất giác run lên, Bách Lý Ngự Thiên trường kiếm vung lên, hét to lớn tiếng. Ầm ầm, từng tiếng thiên địa rung động, vang vọng ở trong gầm trời, toàn bộ Tuyết Phong băng sơn cũng bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, sụp đổ, thậm chí ngay cả nơi này toàn bộ thế giới đều tại vì thế mà chấn động. Tựa như một cái đáng sợ ác ma, liền muốn bỏ ra ngoài địa ngục, làm loạn nhân gian giống như. Lão Phu nói là, các ngươi lưu tại nơi này, kiếm cũng cho Lão Phu lưu lại đi, khặc khặc khặc. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa chấn động càng sâu, tựa hồ toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ giống như, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, làm cho dù là Bách Lý Ngự Thiên cũng không khỏi đến chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, trong lòng bỗng dưng gấp lên. Mà một phương diện khác, kết giới bên ngoài, Âu Dương Lăng Thiên, Mộ Dung Liệt cùng Thượng Quan Phi Hùng ba người, tay cầm ba thanh kiếm thần, tản ra dị dạng ánh sáng, ngay tại hung hăng cản trở cái kia hắc phụ, ngăn cản hướng về phía trước lại di động mảy may. Ba người sắc mặt cũng là đỏ bừng lên, cắn chặt hàm răng, toàn thân nổi gân xanh, hiển nhiên là xuất ra suốt đời công lực tại mạnh đỉnh lấy. Thế nhưng là chợt, nhưng ngửi một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ hắc phụ nhất thời bỗng nhiên vỡ ra. Cường đại trùng kích lực bỗng dưng liền đem ba người cùng nhau đánh bay ra ngoài, ba miệng đỏ thẫm máu tươi, ngăn không được địa phun ra, sắc mặt lần nữa trắng bệch tiếp theo, ba cái thần kiếm cũng là đột ngột đến thoát bay ra tay, trong nháy mắt liền bị cái kia sương mù dày đặc bao phủ, nuốt vào đi. Chúng ta kiếm! Ba người cùng nhau hô to, đáng tiếc đã muộn, kiếm đã mất, ba người lúc này thân thể, cũng lại bất lực truy đuổi đi xuống, chỉ có thể mặc cho cái kia trùng kích lực phản lực hắc vụ bên ngoài. Một tiếng ầm vang nện vào mấy cái nhà ngói bên trong, mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Rầm rầm rầm. Thiên địa đang không ngừng rung động, Bách Lý Ngự Thiên đầy mặt nghiêm túc, cũng là song tay nắm thật chặt thần kiếm không thả, cẩn thận địa ngó nhìn bốn phương tám hướng động tĩnh, một trái tim càng là trước đó chưa từng có khẩn trương. Dường như lần thứ nhất tiến rừng rậm săn bắn, bị dã thú nhìn chằm chằm giống như, cái kia cỗ nguy cơ trùng trùng cảm giác, hắn đã gần vạn năm không có trải nghiệm qua. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái này hải yêu lại là cho hắn loại nguy hiểm này khí tức, lệnh hắn ngăn không được trong lòng lo sợ, đã hưng phấn, vừa khẩn trương, nhưng là lệnh hắn vạn phần cuồng hỉ. Thực sự quá mẹ hắn kích thích. Thế nhưng là hắn hưởng thụ lấy khiêu chiến này vui sướng, ba vị kiếm vương cũng đã nơm nớp lo sợ, không biết như thế nào tự xử. Bà nội ngươi, lớn như vậy cái động tính, cái này hải yêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu a, quá mạnh mình nhưng đối phó à không? Muốn mất mạng. Ngẩng đầu chà chà mồ hôi lạnh trên trán, ba vị kiếm vương cũng là lần đầu tiên có loại bị người làm con mồi cảm giác, trong lòng tâm thần bất định khó có thể bình an, thậm chí có cuồn cuộn cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu. Thực sự quá mẹ hắn hung hiểm. Cũng chỉ có Tước Nhi, chau mày, còn đang suy nghĩ lấy hải ngao cho nàng đưa ra cái kia lựa chọn, lại là lo lắng, không có có tâm tư để ý tới chung quanh cái này động tĩnh to lớn. Rầm rầm rầm. Long trời lở đất rung động càng ngày càng vang, Bách Lý Ngự Thiên bọn họ tâm cũng càng phát ra khẩn trương tăng gấp bội. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng ầm vang nổ tung bạo hưởng bao phủ bầu trời, toàn bộ chân trời tựa hồ cũng nứt ra giống như, ào ào sụp đổ, băng sương mưa tuyết nối liền không dứt. Không khỏi trong lòng cả kinh, Bách Lý Ngự Thiên bốn người thấy tình cảnh này, vội vàng dưới chân động liên tục, hai tay huy kiếm, một bên né tránh trên trời rơi xuống to lớn băng sương. Một bên lấy bá thiên kiếm nói đập nện lấy cái kia cuồn cuộn hàn băng. Thế nhưng là khiến người kinh dị là, không chỉ là ba kiếm vương, cho dù là bất bại kiếm tôn bản thân, cái kia không gì sánh kịp, hủy thiên diệt địa bá thiên kiếm khí, đánh vào những thứ này băng xương phía trên, đúng là không có chút nào đưa chúng nó chém ra, chỉ là sử dụng sức lực đánh bay thôi. Cũng chỉ có những cái kia hàn băng chịu đến bá thiên kiếm bản thân kiếm phong lúc,
mới có thể một tiếng ầm vang chém thành hai khúc. Cái này, làm sao có thể? Song Đồng nhìn không được co rụt lại, Bách Lý Ngự Thiên trong lòng hoảng hốt, còn lại ba vị kiếm vương, cũng từng cái kinh hãi một mảnh, khó có thể tin. Những thứ này băng xương rất rõ ràng cũng là cái này hải yêu phong ấn chi lực, nhưng là lấy bọn họ lực lượng, vậy mà khó có thể dung chuyển cái này phong ấn mảy may, cũng chỉ có bằng thần kiếm kiếm uy, mới có thể chém ra một chút. Kể từ đó, hải yêu một chút dự uy, bọn họ đều không làm gì được. Cái kia hải yêu bản tôn thực lực, bọn họ lại chỗ nào có thể so ra mà vượt a? Lần này, bao quát bất bại kiếm tôn tâm lý đều có một loại cảm giác, bọn họ không chỉ là đá trúng thiết bản đơn giản như vậy, quả thực cũng là đá thêm dày bản thép tấm. Cái này tam đại tuyệt địa quả nhiên danh bất hư truyền, có lẽ trận chiến này cũng là lão phu trận chiến cuối cùng a, ha ha ha. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Bách Lý Ngự Thiên trong mắt đã là xuất hiện ý chết. Cái gọi là nhìn phiến diện, hải yêu góc phiền thực lực đã tại trước mặt bọn hắn bày ra, để bọn hắn ngăn không được trong tâm sinh tuyệt vọng. Ầm ầm. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang nổ tung bên tai, thẳng đem tất cả mọi người màng nhĩ đều muốn xé rách giống như. Cả vùng, đóng băng mặt biển, đột ngột đến nứt toác ra. Cái kia nguyên bản cứng ngắc ở bên trong mấy triệu thi thể, cũng là ở trong nháy mắt này công phu, vỡ nát tan tành thành vụn băng, lại không toàn thây có thể nói. Một cái giống như đảo nhỏ lớn nhỏ thân thể, bỗng nhiên từ cái này băng phong phía dưới thoát ra, sau lưng cái kia cứng rắn sát ngoài, tản ra dạng dỡ hàn quang chói mắt. Thương mặt dạn mày dày hiện ra nếp uốn, bao khỏa tại tầng tầng dấu lớp vảy màu xanh lam về sau, núi nhỏ kia giống như hai cái tròng mắt, một cái tản ra màu vàng nhạt dạng dỡ quang hoa, một cái khác lại là so sánh ảm đạm, giữa hai con ngươi, mười phân rõ ràng một vết nứt, thình lình hiện ra. Cho nên tại cái kia một đồng tử, tựa hồ đã mù. Cái này, đại khái thì là năm đó kiếm đế kiệt tác. Giống, uy mãnh thân thể hung hăng một cái, 100 trượng thân cao như núi cao nguy nga giống như, núi liền đất trời, gào thét 9 ngày. Phong thiên hải ngao khí thế khủng bố đột nhiên bao phủ bầu trời, cho dù là Bách Lý Ngự Thiên nhìn thấy, cũng là ngăn không được thân thể lắc một cái, trong nháy mắt cảm thấy mình nhỏ bé giống như, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, cũng là hải yêu, Bắc Hải chính thức bá chủ. Lão tổ tông, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cầu xin tha thứ đi. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Bách Lý Ngự Vân vẻ mặt cầu xin, nhìn lấy cái này rõ ràng chính mình liền một đầu ngón tay cũng không sánh nổi người ta quái vật. Yêu tư lên tiếng, yêu quái này cùng cái kia cấp 9 đế vương thú không phải một cái cấp bậc A, chúng ta tuyệt đối chơi không lại. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Bách Lý Ngự Thiên hung hăng nguyết hắn một cái, trong lòng oán thầm, cái này cần ngươi nói à, lão phu không có mắt. Thế nhưng là làm hắn lại nhìn về phía hải ngao cái kia thân thể khổng lồ lúc, nhưng cũng là ừng ực một tiếng, không lưu loát địa nuốt ngụm nước bọt, toàn bộ lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn bất bại kiếm tôn, thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn cũng sẽ có hôm nay, còn chưa ra chiêu, chỉ là khí thế liền bị người khác dọa tiểu ra quần thời điểm. Nghĩ như vậy, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi lại xa xa nhìn một chút cái kia Trác Phàm băng phong chỗ, trong lòng đối Trác Phàm lời nói cũng càng tin rất nhiều. Trác tiên sinh, người nói không tệ, Nam Châu quá nhỏ, thiên hạ này rất lớn, lão phu cũng không tính cường giả chân chính. Lão phu, quá yếu. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, bất bại kiếm tôn lần nữa nhìn về phía cái kia hải ngao cuồng bá thân thể, lại là đột nhiên trước mắt ngưng tụ, đạp chân xuống, liền một đến dẫn theo bá thiên kiếm. Hung hăng hướng quái vật kia đầu phóng đi. Lão tổ tông, ba kiếm vương nhất gặp, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng hô to. Thế nhưng là đã muộn, bất bại kiếm tôn tâm ý đã quyết, trong mắt lại không ai trả lời đọc, chỉ có vô tận chiến ý chất chứa bên trong, giống to liên tục, lão phu thừa nhận, lão phu thực sự rất yếu, nhưng là lão phu cường giả chi tâm sẽ không thay đổi. Hải yêu, để lão phu nhìn xem ở vào đỉnh phong cao thủ lực lượng A. Hô! Bất bại kiếm tôn giống to một tiếng, khí thế phi phàm, nhưng là cái kia hải ngao lại là liền nhìn thẳng đều không có liếc hắn một cái, động đá đại trong lỗ mũi nhẹ nhàng phun ra hai đạo băng lãnh hàn khí, chớp mắt xẹt qua hắn thân thể. Bất bại kiếm tôn cái kia cuồng bá bóng người liền nhất thời cứng đờ, triệt để bất động. Đụng một tiếng, một khối óng ánh sáng long lanh bông tuyết nện rơi xuống đất, bất bại kiếm tôn tay cầm bá thiên kiếm, sắc mặt vẫn như cũ võ dũng.
lại là vĩnh viễn đông lạnh ở bên trong, lại không một tia khí tức. Cho dù bá thiên kiếm còn muốn giãy giụa, nhưng ở hàn khí này dần dần ăn mòn phía dưới, cũng là chậm rãi dừng lại rung động, triệt để không có tiếng vang. Cong! Như thần trung mộ cổ, trong đầu tiếng vọng, ba vị kiếm vương thấy tình cảnh này, triệt để ngây người. Ngay sau đó, liền một mặt trắng bệch nhìn về phía cái kia hải ngao to lớn đầu lâu, hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn họ lão tổ tông, bất bại kiếm tôn, vậy mà một chiêu đều không qua, người ta một cái hơi thở thì cho xử lý. Cái này mẹ hắn đến tột cùng quái vật gì a? Da mặt ngăn không được địa co rút lấy, ba người hai chân mềm nhũn, bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, lại là liền mảy may sức phản kháng đều không có. Trong lòng chỉ có vô tận tuyệt vọng, còn có chờ đợi. Chờ đợi cái này hải ngao có thể phát thiện tâm, coi bọn họ là cái dám một dạng thả đi. Chỉ tiếc, hải ngao đối với nhân loại hận, lại là không có dễ dàng như vậy tiêu trừ đến. Khặc khặc khặc, nhân loại a, nhân loại, đây chính là nhân loại a. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một bộ xem thường nụ cười, hải ngao có chút điên điên khùng khùng địa gật gù đắc ý, ngửa mặt lên trời sùi cười ra tiếng, hiếp yếu sợ mạnh, bị ổi vô xì chủng tộc, lúc trước không còn phải sát kêu gào sao. Hiện tại làm sao, sợ đến cùng chó một dạng, thật sự là buồn nôn, khiến lão phu buồn nôn. Một tiếng gầm thét, hải ngao nhất thời một miệng hàn khí, bỗng nhiên hướng phía dưới phun một cái. Ba vị kiếm vương kinh hãi, vội vàng muốn chạy trốn, thế nhưng là bọn họ còn đến không kịp động một ngón tay, cái kia gió lạnh đã là trong nháy mắt xẹt qua bọn họ thân thể, nhất thời liền đem bọn hắn cũng thay đổi làm từng đạo tượng băng, hoàn toàn không có khí tức. Bỗng nhiên, tăng thêm Trác Phàm ở bên trong, nơi này chợt xuất hiện 5 ngôi tượng đá, mà lại cái này 5 ngôi tượng đá hạ tràng, đoán chừng rất nhanh liền cùng cái kia 1 triệu tượng băng một dạng, bị hải ngao triệt để dẫm nát. Thật sâu nhìn lấy đây hết thảy, Tước Nhi trong lòng lo sợ, câm như hến. Hải ngao liếc xéo nàng liếc một chút, không khỏi hì hì cười một tiếng, tuét miệng nói, tiểu lôi hoàng, nhìn đến a, nhân loại ngu muội. Hiện tại, người lại đến tuyển, muốn tên nhân loại này phụ thân, vẫn là Kỳ Lân huynh trưởng. Phù phù một tiếng, hải ngao lần nữa nhảy vào trong biển, nhiều hứng thú chỉ cứng ngắc Trác Phàm cùng hôn mê cổ tam thông, phát ra trận trận quái dị cười gian. Chậm rãi rơi vào hai người trước người, Tước Nhi nhìn hai bên một chút, lưỡng nan lựa chọn, trong mắt do dự không ngừng, thì thào lên tiếng, nếu là phụ thân lời nói, nhất định sẽ tuyển tam ca, bởi vì chúng ta lần này chính là vì cứu tam ca mà đến. Nhưng nếu là tam ca lời nói, tuyệt sẽ không để cho phụ thân mạo hiểm, cái này nên lựa chọn như thế nào? Hắc hắc hắc, ngươi lo ngại. Không khỏi sùi cười một tiếng, hải ngao chăm chú nhìn Tước Nhi không thả, gấp cắn chặt hàm răng nói. Nhân loại đều là bội tín vong nghĩa, bị ổi đồ vô sỉ. Nam nhân này đã vừa mới thừa nhận, hắn chỉ là muốn lợi dụng các ngươi mà thôi. Người như vậy, các ngươi có gì có thể không muốn đâu. Các ngươi chỉ là hắn công cụ, tại nhân loại trong lòng, công cụ nào có tánh mạng quan trọng. Các ngươi vì hắn bồi lên tánh mạng, hoàn toàn không đáng a. Trầm mặc, Tước Nhi lần nữa trầm mặc, không nói lời nào, suy nghĩ thật lâu, mới cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói tốt. Ta làm lựa chọn tốt, ngươi cứu tam ca đi. Ha ha ha, cái này đúng, nhân loại không thể tin, vứt bỏ bọn họ thì đúng. Không. Hải ngao ngửa mặt lên trời cười to, Tước Nhi lại là chậm rãi lắc đầu, sắc mặt kiên định nói, không phải vứt bỏ, mà chính là lựa chọn, ta tin tưởng phụ thân chọn tam ca, cho nên ta sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Kít. Điên cuồng cười to bỗng dừng lại, hải ngao lạnh lùng nhìn lấy Tước Nhi không thả. Lẩm bẩm nói, ngươi nói là, ngươi tin tưởng nhân loại, không phải tin tưởng nhân loại, mà chính là tin tưởng phụ thân. Trên mặt tràn đầy kiên nghị, Tước Nhi hơi vung tay nói, ta đã làm ra lựa chọn, ngươi nhanh cứu tam ca a, đây là ta cùng phụ thân cộng đồng tâm nguyện, phụ thân cho dù trên trời có linh thiêng biết, cũng nhất định sẽ vui mừng. Nếu không, thì giống phụ thân nhìn thấy mẫu thân vì hắn thất thần lúc như thế, hắn như biết mình mệnh là từ tam ca đổi lấy. Nhất định sẽ áy náy cả đời, sống không bằng chết. Đánh giám, nhân loại loại này vô tình vô nghĩa sinh vật làm sao lại áy náy. Hung hăng khoát tay chặn lại, hải ngao bỗng dưng gào thét lên tiếng. Tước Nhi lại là nhất chỉ hắn cái mũi, quát to, ta đã chọn, ngươi còn chưa động thủ. Chẳng lẽ ngươi muốn thất tín hay sao? Ngươi nói nhân loại cái này không tốt, cái kia không tốt, kết quả chính mình thất tín với người, chẳng phải cho chúng ta thánh thú mất mặt.
Ánh mắt khẽ híp một cái, Hải Ngao thật sâu nhìn Tước Nhi liếc một chút, lại là nhất thời méo miệng, lộ ra dày đặc nụ cười, chậm rãi gật đầu tốt, nhân loại kế khích tướng đều dùng đến, tiểu lôi hoàng, người thật là có năng lực. Lời nói đều nói đến loại này cấp độ, nếu là lão phu lại không làm theo lời nói, nhưng là... thì tính sao đâu? Thế mà, vừa dứt lời, Hải Ngao lại là nhất thời mỉa mai cười một tiếng, bỗng dưng mở ra ngập trời miệng lớn, ầm ầm một chút liền đem cả một cái xe trượt tuyết cắn nát, trực tiếp dương lên đầu, nuốt đến trong bụng. Mà cái kia trên giường bệnh, lại chính là tiểu tam tử đang lẳng lặng địa nằm. Hải Ngao một miệng, đem tiểu tam tử ăn. Thấy tình cảnh này, Tước Nhi không khỏi thân thể chấn động, triệt để ngây người. Mí mắt nhịn không được hung hăng nhảy lên không ngừng, Tước Nhi hai con ngươi dần dần phát hồng, trong hốc mắt nước mắt tại đánh lấy vòng nhi chuyển động, run rẩy ngón tay càng là thẳng tắp chỉ hướng cái kia vẻ mặt đắc ý cười gian Hải Ngao, bờ môi lay động nức nở nói, ngươi, ngươi gạt ta, ngươi, vậy mà đem tam ca ăn, mau đưa tam ca trả về. Khặc khặc khặc, tiểu nha đầu phiến tử, còn muốn chỉ huy lão phu cho các ngươi làm việc, nằm mơ. Ha ha ha, một tiếng đắc ý cười to. Phong Thiên Hải Ngao cứ như vậy liếc xéo hướng phía dưới tiểu cô nương, trong mắt đều là vẻ trào phúng, tựa hồ mười phần hưởng thụ nhìn đến đối thủ như vậy cô độc bất lực bộ dáng. Da mặt ngăn không được địa co rút lấy, Tước Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, càng nhiều lại là lòng tràn đầy ủy khuất. Vì đem tiểu tam tử cứu trở về, bọn họ hai cha con trăm cay nghìn đắng, trèo non lội suối đi tới nơi này, phụ thân càng là vì thế hy sinh chính mình, bị cái này Hải Ngao cho đóng băng đông cứng. Chính mình cũng tại cái này Hải Ngao biến thái giống như chọc ghẹo dưới, làm lấy lựa chọn khó khăn. Thế nhưng là khi nàng thật vất vả quyết định lúc, lại là chợt phát hiện, cái lựa chọn này từ vừa mới bắt đầu liền là đối phương trêu đùa, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nàng và phụ thân, bị trêu đùa. Vừa nghĩ đến đây, Tước Nhi ánh mắt càng thêm phát hồng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, giống to lên tiếng, Hải Ngao, người tên vương bát đản này, dám đùa ta. Lật lọng. Căn bản không xứng làm vạn thú chi tôn thánh thú. Khặc khặc khặc, lão phu cũng là lật lọng, cũng là đùa nghịch các ngươi, thì thế nào? Những thứ này thủ đoạn, không đều là các ngươi nhân loại sở trường kịch sao? Lão phu bất quá lấy đạo của người, trả lại cho người, có gì không ổn? Thế nhưng là ta cùng tam ca không phải nhân loại. Nhưng các ngươi nhiễm nhân loại trên thân quá nhiều ô uế, thì là nhân loại. Tước Nhi hét lớn một tiếng, gào thét lên tiếng. Hải Ngao lại là ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo giữa hàm răng, phun ra tránh thức sát ý, lão phu lúc trước đã sớm nói, nhiễm nhân loại khí tức thánh thú, đã không còn là thánh thú. Ngươi, còn có Kỳ Lân, còn có các ngươi cam nguyện bám vào tại hắn trên thân nhân loại kia phụ thân, toàn diện đều là nhân loại. Mà nhân loại tại lão phu nơi này, không có thể còn sống rời đi. Ngươi, cũng giống vậy. Hô! Hét lớn một tiếng. Hải Ngao nhất thời bỗng nhiên hướng phía dưới một trận thổ tức, một đạo lạnh lẽo xương trắng liền bỗng dưng hóa thành một cỗ vòi rồng, đột nhiên hướng phía dưới Tước Nhi đánh tới, chớp mắt tới gần. Thấy tình cảnh này, Tước Nhi không khỏi trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn ngơ ngẩn. Đối mặt Phong Thiên Hải Ngao nhấc tay nhất kích, thượng vị thành niên nàng, căn bản không có chút nào sức chống cự. Bọn họ cha và con gái ba người, hôm nay đem ở chỗ này hoàn toàn vẫn diệt, không có một người có thể còn sống ra ngoài. Rắc rắc rắc, hàn khí thượng chưa tới, cái kia băng lãnh xương lạnh đã là chậm rãi bò lên trên nàng thân thể, phát ra đạo đạo đóng băng tiếng vang. Tước Nhi hai mắt giật mình lo lắng, trong mắt bất giác có lệ nóng nhấp nhô, trong mắt chỗ sâu càng là phủ đầy vẻ tuyệt vọng. Xin lỗi, phụ thân, nhiệm vụ lần này Tước Nhi không có hoàn thành. Tam ca cứu không, ngài ta cũng cứu không, cho dù chính ta cũng tự thân khó đảm bảo. Phụ thân, tam ca. Chúng ta phía dưới gặp đi. Chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, Tước Nhi đã là triệt để từ bỏ sống sót hy vọng, chỉ là cái kia hai hàng thanh lệ như ngọc châu giống như chậm rãi rơi xuống, lại là ẩn chứa nàng đáy lòng sau cùng không cam lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, tại nàng sắp bị đông cứng trước trong tích tắc, Hải Ngao trong mắt tản ra bệnh trạng giống như giễu cợt, khặc khặc khặc. Đàng hoàng nói cho ngươi a, tiểu lôi hoàng, từ vừa mới bắt đầu ta thì không nghĩ tới muốn giúp các ngươi cái gì. Lão phu chỉ là nghĩ như thế nào đùa nghịch đầy đủ, lại đem bọn ngươi giết chết, chỉ thế thôi. Rất xin lỗi, vừa mới lão phu có phải hay không để ngươi sinh ra không ít hy vọng a, ha ha ha. Cái này đúng,
lão phu thì thích xem con mồi đang giãy giụa bên trong chết đi, đem bọn hắn tự cho là đúng hy vọng triệt để đánh vỡ về sau, trong tuyệt vọng chết đi, khặc khặc khặc. A! À, một tiếng thê lương chu lên, Tước Nhi rốt cục không cam lòng hò hét lên tiếng, trong lòng ủy khuất càng là giống như thủy triều tuôn ra, nước mắt ào ào chảy xuống. Trong nội tâm nàng thầm hận, hận cái này hải ngao xảo trá, đã ngay từ đầu liền không có muốn buông tha bọn họ, vì sao lại làm cho nàng từng bước một lựa chọn, tra tấn nàng. Để nàng xem thấy phụ thân nàng, huynh trưởng, từng cái rời đi. Hơn nữa còn là tại nàng hết sức thi cứu về sau, mới phát hiện căn bản là vô dụng tình huống dưới, để cho nàng cảm thấy thật sâu vô năng. Cùng như thế, còn không bằng ngay từ đầu thì đem ba người bọn họ cùng một chỗ đưa tiến địa phủ cho thỏa đáng, như thế bọn họ còn chết thống khoái. Nhưng bây giờ, đối Tước Nhi tới nói lại là vô tận tra tấn. Tước Nhi gào thét tê tâm liệt phế, vang vọng khung vũ, hải ngao lại là ngửa mặt lên trời cười lớn càng thêm bệnh trạng, tựa hồ thì thích khẩu này đồng dạng. Mà rét lạnh kia phong bạo, cũng rốt cục đi vào Tước Nhi trước người, chỉ kém một hơi công phu, liền có thể triệt để cho nàng cũng đánh mất sinh sống, vĩnh viễn hóa thành điêu khắc. Đụng! Thế mà, ngay tại lúc này, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên phát ra, một đạo đen nhánh trường kiếm, trên thân kiếm tản ra cuồn cuộn màu đen liệt diễm, lại là đột nhiên từ một khối băng tinh bên trong bỗng nhiên thoát ra, thẳng tắp bay về phía Tước Nhi chỗ đó, trong nháy mắt cản ở trước mặt nàng. Soạt! Lạnh lẽo gió lốc hung hăng phóng tới Tước Nhi, lại là nhất thời đụng vào cái kia trên mũi kiếm. Nhưng ngửi một đạo hơi nước bốc lên tiếng vang phát ra, cùng lúc trước gió lốc xẹt qua, hóa thành bông tuyết khác biệt. Cái kia cổ hàn lưu chỉ là ở trong chớp mắt, liền bỗng dưng nổ tung lên, biến thành từng đạo pha trộn hơi nước, bay lên bầu trời. Mà Tước Nhi bóng người, cũng chợt bao khỏa tại cái kia hơi nước bên trong, không thấy tăm hơi. Kít! Hải ngao cái kia ngửa mặt lên trời bệnh trạng giống như cười như điên bỗng dưng trì trệ, dừng lại, một đôi hồ nghi lãnh mâu hơi hơi run run, lại là sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn về phía cái kia sương mù dày đặc tràn ngập chỗ, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua từng tia vẻ kỳ dị. Rất nhanh, cái kia mảnh mê vụ tản ra, Tước Nhi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vẫn như cũ bình yên vô sự, chỉ là trước người nàng, lại là yên tĩnh ngừng đứng thẳng một thanh đen nhánh trường kiếm. Trên thân kiếm từng đạo màu đen liệt diễm, tản ra khiến cho dù là phong thiên hải ngao, cũng cảm thấy khí tức khủng bố. Người nào, kiếm này đến tột cùng từ đâu đến? Song đồng nhịn không được lắc một cái, phong thiên hải ngao không khỏi giật mình, sắc mặt cũng chợt ngưng trọng tiếp theo. Tước Nhi lại là kinh ngạc nhìn cái này quen thuộc lưỡi kiếm, trong mắt lần nữa phát lên hy vọng chi sắc, thì thào lên tiếng cha. Phụ thân! Xì xì xì! Vừa dứt lời! Nhưng nghe từng tiếng chói tai phong minh vang lên, một khối óng ánh sáng long lanh bông tuyết, đột nhiên nứt ra như giống như mạng nhện tỉ mỉ vết nứt, từng đạo ngọn lửa màu đen, thông qua vết nứt chậm rãi thẩm thấu ra. Rất nhanh liền một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Một đạo thân ảnh quen thuộc, đạp lên này chút hít vụn băng, chậm rãi đi ra, đi vào Tước Nhi bên người, khẽ vươn tay, đem cái kia hắc kiếm cầm tại trong tay, khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt đường cong, Tước Nhi. Vừa mới ủy khuất ngươi, lui ra đi, tiếp theo để cho ta tới đi. Phụ thân, trước mắt bất giác sáng lên, Tước Nhi kinh hỉ kêu lên, ngài không có việc gì. Không có khả năng, bị ta phong thiên hải ngao tự mình phong ấn sinh vật, làm sao có thể dễ dàng như vậy phá phong. Phong thiên hải ngao nhìn lấy đây hết thảy, cũng là nhịn không được giật nảy cả mình, một tiếng ầm vang, song chảo đập trên mặt biển, liền trong nháy mắt nhấc lên một đạo cuồng phong bạo vũ. Khó có thể tin nộ hống lên tiếng. Không sai, Trác Phàm phá phong đi ra, hơn nữa còn cùng người không việc gì một dạng đứng tại phong thiên hải ngao trước mặt. Khóe miệng tuy nhiên vẫn như cũ vểnh lên mỉm cười đường cong, nhưng là một đôi tròng mắt lại là biến đến băng lãnh rất nhiều. Hải ngao tiền bối, từ đi tới nơi này băng ngọc sơn về sau, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi muốn giết nhân loại, ta thúc thủ chịu trói để ngươi đóng băng. Ngươi muốn Tước Nhi lựa chọn. Nàng cũng đã lựa chọn qua. Nhưng là tại một cái tiểu cô nương dựa theo ngươi chỉ thị, toàn bộ làm đến về sau, ngươi lại lật lọng, cực điểm trà đạp một khỏa hồn nhiên thiếu nữ tâm, lại là quá phận. Thì tính sao, là nhân loại các ngươi quá giảo hoạt. Nói cái gì bị lão phu phong ấn, nếu là ngươi thật bị phong, làm sao lại biết phía sau sự tình. Song đồng bất giác ngưng tụ, hải ngao hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, hét lớn lên tiếng. Thản nhiên cười. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta có lôi viêm hộ thể,
muốn phong ta có thể không dễ dàng như vậy. Bất quá cái này đều không trọng yếu, mấu chốt là về sau tiền bối làm ra hết thảy, quá khiến người ta thất vọng, ta chim sẻ đều bị ngươi làm khóc. Vậy thì thế nào? Không ra hồn, chỉ là... Ánh mắt chợt băng lãnh tiếp theo, từng đạo sát ý chảy ra không ngừng ra, Trác Phàm trường kiếm vung lên, trực chỉ Phong Thiên Hải ngao to lớn đầu to, đạm mạc lên tiếng, chỉ là ngươi chọc giận một vị chánh thức phụ thân, nữ nhi của ta ủy khuất, còn có nhi tử ta mệnh, ngươi đều phải trả về. Mí mắt không khỏi hung hăng lắc một cái, Phong Thiên Hải ngao thật sâu liếc hắn một cái, lại là bỗng dưng cười to lên, thậm chí trong tiếng cười còn tràn đầy khinh miệt ý vị, ha ha ha. Ngươi để lão phu còn trở về, bằng ngươi sao? Coi như ngươi có thể chạy ra lão phu phong ấn, lại có thể thế nào? Đối phó các ngươi những thứ này con kiến hôi, lão phu liền một phần vạn công lực đều khinh thường đến xuất ra, ngươi cho rằng ngươi có thể đem lão phu như thế nào? Ta không muốn đem ngươi như thế nào, chỉ muốn để ngươi biết, trêu đùa đối thủ, cũng phải nhìn rõ ràng tình thế. Có ít người, cho dù là hải ngao tiền bối ngươi, cũng là vạn vạn lường gạt không được. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm nhất thời hét lớn một tiếng, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng Phong Thiên Hải ngao chán bay đi, cùng lúc trước bất bại kiếm tôn làm ra giống như đúc. Chỉ là khác biệt duy nhất là, lần này hướng thế gian mạnh nhất đỉnh phong thánh thú khiêu chiến là, Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, Tước Nhi không khỏi kinh hãi, phụ thân, cẩn thận. Không có trả lời, Trác Phàm trong mắt chỉ có kiên định, thẳng tiến không lùi đấu chí. Hừ hừ. Cẩn thận cái rắm, không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Chỉ có lực lượng tương đương đối thủ mới cần phải cẩn thận, hướng lão phu kêu gào, nhân loại tiểu tử, ngươi còn không có tư cách này, ta nhổ vào. Hô! Khinh thường bĩu môi, hải ngao lại một miệng băng hàn hơi lạnh hướng Trác Phàm bỗng nhiên phun một cái, cuồn cuộn cương phong liền hóa thành từng đạo vòi rồng, hung hăng hướng Trác Phàm đánh tới. Cái này muốn là sát bên đụng một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Lập tức chính là hóa thành tượng băng hạ tràng. Tước Nhi gặp này, cũng là ngăn không được một trái tim nhấc đến cổ họng Nhi bên trong, vì Trác Phàm một trận lo lắng. Oanh! Thế nhưng là, Trác Phàm đối với cái này lại tựa như không chút phật lòng, hoàn toàn không có muốn né tránh ý tứ. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn sau đó, cái kia vô tận hàn khí đã là hung hăng đụng vào hắn trên thân. Thôi đi, không gì hơn cái này. Bất giác suy cười một tiếng. Hải ngao khinh thường bĩu môi. Thế nhưng là còn không đợi hắn lộ ra xem thường đường cong, lại mỉa mai Tước Nhi hai câu, hô một tiếng vang nhỏ, một bóng người đã là bỗng nhiên theo cái kia đạo đạo trong gió lạnh xông ra tới. Mà lại, hắn toàn thân cao thấp, đã tất cả đều bị đen nhánh đến giống như nồng mặc ngọn lửa màu đen đoàn đoàn bao vây lại. Sao lại thế? Song đồng bỗng nhiên hung hăng co rụt lại, nhìn đến đây hết thảy, cho dù là Phong Thiên Hải ngao, cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Hắn phong thiên chi lực, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, căn bản giam cầm không ngừng người khác sự tình phát sinh. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, diệt thế lôi viêm là ngũ đại thánh thú chi lực phía trên lực lượng, bằng hắn một cái thánh thú phong ấn chi lực, sao có thể dễ dàng như vậy có hiệu quả. Bất quá đây cũng không phải là nói hải ngao đối Trác Phàm thì hoàn toàn không cách nào, dù sao hai người công lực chênh lệch lớn như vậy, tuy nhiên Trác Phàm năng lượng đẳng cấp cao hơn hắn. Nhưng người ta hải ngao năng lượng chứa đựng lớn. Chỉ cần hải ngao hơi chút thêm lớn hơn một chút công lực, không coi Trác Phàm là phàm giai người tới đối phó lời nói, muốn phong ấn hắn thực cũng phí không bao nhiêu sự tình. Từ vừa mới bắt đầu thì minh bạch đạo lý này, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, không dám chậm trễ chút nào, dưới chân lại thực sự, liền lần nữa tăng thêm tốc độ, cấp tốc hướng biển ngao đầu húc bay đi. Hắn tâm lý biết, hắn đối hải ngao cái này đứng ở đỉnh phong tồn tại. Duy nhất một tia phần thắng, cũng là hải ngao đối với hắn khinh thị. Chỉ có nắm chắc ở cái này mili giây ở giữa khinh thị, hắn có thể ở lúc mấu chốt, cấp cho đối phương nhất kích chí mệnh, một trận chiến này mới có thắng lợi hy vọng. Nếu không mà nói, hắn tại hải ngao trong mắt thật sự là con kiến hôi. Mà con kiến hôi, lại làm sao có thể lật trời. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không khỏi sờ sờ chính mình lôi linh giới, xoát 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 lại thực sự mấy bước, tốc độ đột ngột tăng. Qua trong giây lát liền xẹt qua hải ngao nửa người. Thấy tình cảnh này, hải ngao tại sững sờ nửa giây về sau, lại là nhếch miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu, lộ ra tà dị tiếu dung, hắc hắc hắc. Có ý tứ, xem ra cái này hắc viêm thật không đơn giản, liền lão phu phong ấn chi lực đều không thể làm gì. Bất quá,
chỉ là nhân loại tiểu tử, trong cơ thể ngươi có bao nhiêu loại này hắc viêm, có thể đem lão phu phong ấn chi lực thiêu đốt hầu như không còn a. Hô, thật sâu hít một hơi thở dài, Phong Thiên Hải ngao lần nữa hướng về Trác Phàm bay tới phương hướng, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ không gì sánh kịp minh mông hàn khí, liền giống như trời đất sụp đổ giống như hướng Trác Phàm đầu nện xuống. Chỉ một thoáng, dường như bầu trời thật vỡ vụn ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ từ băng hàn khí lưu hóa thành bầu trời, tựa như nắp nồi một dạng, phạch một cái liền phủ xuống tới. Cái kia nồng tan không ra hàn khí vân vụ, quang độ dày thì có vài chục cây số, dài rộng càng là trên trăm cây số có thừa. Này chỗ nào vẫn là hàn khí, căn bản chính là cả khối băng sơn nện xuống a. Trác Phàm trong cơ thể hắn lôi viêm cho dù lại nhiều, chỉ sợ tại hàn khí này bao phủ phía dưới, coi như thiêu không, đều thiêu không thay đổi bên trong 10%. Đến lúc đó lôi viêm một khi khô kiệt, hắn thì lại muốn bị cái này luồng khí lạnh đóng băng, mà lại cũng không thể ra ngoài được nữa. Lúc trước hắn có thể phá phong đi ra, là bởi vì Hải Ngao khinh thị, nhưng lần này Hải Ngao rất hiển nhiên đã không còn cho hắn dạng này cơ hội. Mí mắt không khỏi hung hăng run run, Trác Phàm trong lòng run lên, toàn thân hắc viêm bao khỏa, tốc độ không giảm, mắt thấy lập tức liền muốn đụng vào khối này băng tường, không khỏi hung hăng cắn răng một cái, mắt trái bên trong lôi viêm lần nữa cuồn cuộn thiêu đốt, phải đồng tử trung kim vòng lại là chợt xuất hiện hai đạo. Không minh thần đồng tầng thứ hai, lôi viêm phá không, mau. Bạch, giống như một cái mũi tên, thẳng tắp bắn ra, Trác Phàm trong lòng a hô một tiếng, một đạo màu đen viêm trụ liền bỗng nhiên thẳng bắn đi ra, trong nháy mắt liền đột nhập cái kia nồng hậu dày đặc luồng khí lạnh bên trong, nhất thời mở ra một đầu một người lớn nhỏ thông đạo. Mà Trác Phàm cũng là vội vàng theo đạo này viêm trụ, theo thật sát đi, lẻn ở phía sau. Một bên hàn khí không thời cơ đến trước người hắn, hắn trên thân thiêu đốt hắc viêm, liền trong nháy mắt đem hàn khí hỏa táng, biến mất không còn tăm tích. Kết quả là, như thế như vậy, Trác Phàm cắn răng, tại cái này nồng hậu dày đặc luồng khí lạnh đóng băng bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ là cái này luồng khí lạnh thực sự quá dày, có khi cái này lôi viêm đều nhanh khô kiệt, Trác Phàm lại là vẫn như cũ hung hăng vận chuyển nhãn thuật, không có không đình trệ đem lôi viêm chế tạo ra, cho dù mắt trái bên trong đã bởi vì phụ tải quá lớn, chảy ra đỏ thẫm máu tươi, hắn cũng không quan tâm. Đơn giản là hắn hiện tại ở vào luồng khí lạnh bên trong, một khi lôi viêm đình trệ, hắn liền rốt cuộc ra không được. Thời khắc sinh tử, không cho phép một chút qua loa cùng lười biếng. Thấy tình cảnh này, Tước Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại không cách nào. Đối mặt Hải Ngao dạng này đối thủ, nàng căn bản không có biện pháp giúp trợ phụ thân hắn đối địch. Mà Hải Ngao nhìn lấy đây hết thảy, cũng là chợt mi mắt nhảy một cái, mặt hiện kỳ dị tiểu tử này chiêu này. Làm sao quen thuộc như vậy đây, trước kia ở nơi nào gặp qua? Mi mắt thật sâu nhíu lại, Hải Ngao một mặt vẻ không hiểu. Đụng! Thế mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn một đến phát ra, một đạo đen nhánh viêm trụ, cuối cùng theo cái kia thật dày luồng khí lạnh tầng mây bên trong đột phá đi ra, nhất phi trùng thiên. Trác Phàm thì cũng theo cái kia viêm trụ đằng sau, bay ra ngoài, trên ót đã tràn đầy mồ hôi, thở hồng hộc, mắt trái bên trong dòng máu. Càng là cuồn cuộn chảy ra, chỉ là một chịu đến trên thân hắc viêm, liền hoàn toàn tiêu tan hóa thành hư vô. Thế nhưng là, Trác Phàm lại không để ý tới điểm này, tiếp tục hướng bên trên chạy vội. Giờ này khắc này, hắn đã đi vào Hải Ngao lồng ngực phụ cận, lại đến một bước, chính là hắn mắt chỗ, Hải Ngao đầu. Mà chỗ đó, chính là hắn tránh thức trưởng khống máy bay chiến đấu, quyết một trận thắng thua địa phương. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ. Mặc dù có chút kiệt lực xu thế, nhưng vẫn là một bước chân, tiếp tục đi tới. Mà nhìn thấy phụ thân không ngại, thành công xông ra, Tước Nhi cũng là thở dài một hơi, yên lòng. Đúng, là thiên đế không minh thần đồng. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét lại là nhất thời vang lên, Hải Ngao nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là càng thấy sát ý, ngươi. Ngươi là thiên đế người, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi, giống. Gầm lên giận dữ, Hải Ngao không còn thổ tức, mà chính là bỗng nhiên vung lên giống như núi nhỏ thú chảo, liền hung hăng hướng Trác Phàm tỉ mỉ tiểu thân tử vỗ tới, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý, thậm chí liền song đồng đều trở nên đỏ như máu lên, thiên đế lão nhi đem lão phu cầm tù cả một đời, khoản nợ này, lão phu trung thân không quên. Đã ngươi là thiên đế truyền nhân, như vậy thì ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi.
lão phu nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi chết không có chỗ chôn, giống. Hô! Rời núi lấp biển gào thét đối diện đè xuống, hải ngao cái kia to lớn thú chảo còn chưa đập tới, chỉ là sức gió mà thôi, liền đã để Trác Phàm có loại khí tức đình trệ, xương ngực vỡ vụn cảm giác, phốc một tiếng, một miệng đỏ thẫm máu tươi đúng là đột nhiên phun ra mà ra, lại là nội tạng đã bị thương nặng. Trong lòng nhịn không được hoảng hốt, Trác Phàm một trái tim càng thêm trở nên nặng nề. Đây vẫn chỉ là thánh thú nhấc lên sức gió mà thôi, liền đã có như vậy uy lực, muốn là một hồi chịu đến cái kia cuồng mãnh thú chảo, chính mình còn không nhất thời bị đập thành phấn vụn. Trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn toát ra, Trác Phàm mi đầu ngưng tụ thành một cái khe. Tước Nhi ở phía dưới nhìn lấy, cũng là gấp rậm chân, lại là vẫn như cũ bất lực, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, phù hộ phụ thân không việc gì. Dương mắt nhìn xem phía trên, Trác Phàm lúc này đã đến cổ hắn phụ cận. Khoảng cách đầu cũng chỉ là mấy ngàn thước mà thôi, có thể. Trong mắt bất giác chừng một cái, Trác Phàm phải đồng tử bên trong, lần nữa một biến, nhất thời hóa thành một đạo vầng sáng màu vàng óng, chiếu sáng rạng rỡ. Bạch! Cùng lúc đó, hải ngao cái kia hung mãnh nhất chảo đã đến. Thế nhưng là ngay tại hắn hung hăng xẹt qua Trác Phàm thân thể lúc, lại là hô một chút, nhảy lên không. Trác Phàm bóng người, ở trong nháy mắt này ở giữa, nhất thời biến mất. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào hải ngao cái kia to lớn đầu to trước mặt, quỷ dị, chẳng biết tại sao, lại là lộ ra một đạo tà dị tiếu dung. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Song đồng nhìn không được co rụt lại, hải ngao không khỏi hét to lớn tiếng, có điều rất rõ ràng, hắn đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không có chút nào phát hiện Trác Phàm quỷ dị, chỉ là một cái hoàn hảo trong mắt bỗng nhiên chừng một cái, một đạo màu da cam ánh sáng liền bỗng nhiên phát ra. Hừ, số tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi biết cái này chiêu không gian di động, lão phu thì không làm gì được ngươi. Ngươi không minh thần đồng cùng thiên đế so ra, thế nhưng là kém đến cách xa vạn dặm đây, không gian phong tỏa. Ong ong ong, vừa dứt lời, nhưng ngửi từng đạo vô hình không gian ba động vang lên, lập ở không trung Trác Phàm chung quanh, liền chợt phát sinh ra từng mặt vô hình vách tường, đem hắn hoàn toàn nhốt ở bên trong. Cho dù hắn thay hình đổi vị. Cũng căn bản lại khó cùng bên ngoài liên hệ, hắn đã lại khó chạy trốn. Bất quá giờ này khắc này, hắn đã là không quan trọng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái quỷ dị đường cong, một cái tay nhẹ nhàng địa sờ lên chiếu sáng rạng rỡ lôi linh giới phía trên, chậm rãi vuốt ve. Căn bản không hiểu Trác Phàm có ý đồ gì, hải ngao nhìn đến cái này con chuột nhỏ bị bắt lại, không khỏi nhất thời cười to lên, thế nhưng là tiếng cười kia bên trong lại là hàm ẩn vô tận bi thương, ha ha ha. Ngươi còn chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đến nơi nào? Đến trước mặt lão phu, ngươi thì phải làm thế nào đây, thương tổn lão phu một sợi lông sao? Ta nhổ vào, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, ngươi cho rằng đến thiên đế một chút truyền thừa, thì có thể ở trước mặt lão phu kêu gào năng lực sao? Vừa mới ngươi chỗ lấy có thể bốn phía tán loạn, là bởi vì lão phu khinh thường đến nghiêm túc đối đãi. Nhưng là bây giờ, biết ngươi cùng thiên đế cái kia lão tạp ma quan hệ. Lão phu nhưng là không mềm tay. Thiên đế, người cái này chó chết, lão phu không làm gì được ngươi, hôm nay trước hết bắt ngươi truyền nhân khai đao, để giải lão phu mối hận trong lòng. Nói, hải ngao lại ngửa mặt lên trời thét dài, một trận mắng to, ngay sau đó liền hét lớn một tiếng, bỗng dưng mở ra cái kia cự miệng rộng, bỗng nhiên hướng bình tĩnh lập không trung, không cách nào lại động Trác Phàm táp tới. Số tiểu tử, hôm nay lão phu liền đem ngươi tiểu tạp chủng này xé nát thành cặn bã. Nhìn ngươi cái kia thiên đế sư phụ có thể làm khó dễ được ta, ha ha ha. Đợi một chút, hải ngao, ta phụ thân không có quan hệ gì với thiên đế, ngươi không muốn ngộ thương người tốt. Nhìn thấy cái này, Tước Nhi không khỏi nhất thời kinh hãi, hét lớn lên tiếng, thế nhưng là hải ngao đã quản chẳng phải nhiều, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn hiện tại chỉ muốn đem tên oát con này ăn, lấy giải mối hận trong lòng, đâu còn nghe nhiều như vậy giải thích. Coi như ăn sai thì thế nào? Dù sao đều là nhân loại, hắn đều muốn giết chết, không có một cái oan uổng. Phụ thân, mà gặp hải ngao không nghe, Tước Nhi vừa nhìn về phía Trác Phàm, vội vã kêu lên. Thế nhưng là, Trác Phàm đối với cái này lại là căn bản không để bụng, một cái tay vẫn là càng không ngừng vuốt ve cái kia trên mặt nhận ánh sáng. Hiển nhiên hải ngao cái kia miệng to như chậu máu càng ngày càng gần, khóe miệng tà dị đường cong, lại là càng ngày càng cái gì. Phong thiên hải ngao. Hôm nay ngươi bại trận, hoàn toàn là bởi vì ngươi tự đại tạo thành.
không khỏi sững sờ, Hải Ngao tựa hồ không nghe rõ giống như, kinh ngạc lên tiếng, một cái miệng lớn vẫn như cũ không ngừng nghỉ chút nào hướng trước táp tới. Trong mắt nổi lên quỷ dị ánh sáng, Trác Phàm khóe miệng tà dị đường cong rốt cục ngoác đến mang tai, thăm thẳm lên tiếng, ta nói là. Cảm tạ ngươi cho ta như thế một cái vô cùng lớn tốt cơ hội, ngươi. Thua. Bạch. Vừa dứt lời, Trác Phàm nhất thời vung tay lên, một cái sáng loáng như mặt trời đồng dạng nóng rực hỏa cầu, liền đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, tản mát ra khủng bố nóng bức khí tức. Cái gì, cái này, đây là... To lớn song đồng ngăn không được hung hăng co rụt lại, Phong Thiên Hải Ngao trèo lên lúc khí tức trì trệ, sợ đến đầy mặt kinh khủng, nhịn không được giống to lên tiếng, lão long toàn lực nhất kích long tức đan. Vì cái gì hắn hội đem cái này cho ngươi, một cái thiên đế truyền nhân? Ha ha ha, ta nếu thật là thiên đế truyền nhân, hắn đương nhiên sẽ không như vậy tín nhiệm ta. Bất quá, thiên đế truyền nhân cùng học được thiên đế tuyệt học người, vẫn là có khác nhau. Ta đáp ứng thay hắn làm việc, hắn tự nhiên che chở tại ta. Tựa như ngươi vừa mới nói, bọn họ đều là một số xu lợi chi đồ, cũng không có ngài như thế thanh cao. Mà bây giờ a, trong mắt lóe lên tà dị ánh sáng, Trác Phàm nắm lấy long tức đan cổ tay khẽ run, đã là chuẩn bị ném ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Hải Ngao không khỏi càng thêm lớn giật mình, vội vàng một bên nghĩ muốn lui lại, đóng chặt miệng, một bên thì là vội vã lên tiếng, chờ một chút. Có lời nói dễ thương lượng, tuyệt đối đừng. Hết thảy trao đổi đều muốn tại đối các loại tình huống dưới, mới là tốt nhất tình cảnh. Hiện tại ngài, quá mạnh, trong mắt nhất định, Trác Phàm cũng sẽ không bên trong hắn hoãn binh chi kế, thật vất vả chế tạo ra như thế một cái cơ hội trời cho, hắn lại chỗ nào có thể buông tha. Kết quả là, cổ tay hung hăng hất lên, Trác Phàm liền nghĩa vô phản cố cầm trong tay long tức đan hung hăng ném ra bên ngoài, trong mắt đều là từng đạo lãnh mang lấp lóe. Hét lớn lên tiếng, đây là cho Hải Ngao tiền bối lễ vật, cảm ơn ngươi vừa mới chiếu cố ta con trai cùng con gái. Mặt khác nói thêm câu nữa, long tổ tiền bối để ta thay hắn cho ngươi chào hỏi, nhìn ngài ăn mà hương, thân thể lần tốt, ha ha ha. Kít, ba, long tức đan bỗng nhiên đụng vào kết giới kia chỗ, căn bản liền một khắc đều không có đình trệ, liền bỗng dưng đem kết giới kia xông mở, hung hăng nện vào Hải Ngao muốn nhắm lại là đã không kịp nhắm lại cự trong miệng. Oanh! Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, núi lửa bắn ra biển động. Long tổ cái kia tụ toàn thân chi lực long tức đan, bỗng dưng toàn bộ nhét vào Hải Ngao trong miệng, trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt hỏa diễm bắn ra, trong nháy mắt liền hoành tảo tứ phương. Khủng bố viêm lực, nhất thời để trong này tất cả băng phong phút chốc hòa tan, nước biển chớp mắt bốc hơi, hóa thành cuồn cuộn pha trộn hơi nước, tan đi trong trời đất. Mà Hải Ngao cũng là tại cái kia nóng rực viêm lực đập vào dưới, toàn bộ răng lợi trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mảnh vụn, không thấy tăm hơi. Nóng rực khí lưu từ trong miệng một đường xuyên qua, bị bỏng lấy trong cơ thể hắn cái hẻo lánh, tâm gan tỳ phế thận, đều là rơi vào nóng hổi trong nham tương, một trận bị bỏng. Thẳng đem hắn thiêu đến thân thể các nơi nổi lên viêm chảy, cuồn cuộn chảy ra, nương theo lấy từng đạo đỏ thẫm máu tươi, bốc hơi đến không trung phía trên. Thẳng đem trọn cái bầu trời hóa thành một mảnh sương mù mông lung huyết hồng khí sắc. Hắn bản thân mình, càng là tại cái này trong khoảnh khắc rơi vào thân thể bị trọng thương, mấy tấn tụ huyết ngăn không được hướng ra phía ngoài phun ra mà ra. Trước kia còn kiệt ngao càn rỡ sắc mặt, cũng là tại cái này giây lát ở giữa, chợt một chút liền trắng bệch tiếp theo, thậm chí cái kia toàn thân cao thấp lân giáp đều cháy đen một mảnh, sắp hòa tan giống như. Có thể nói, Trác Phàm vừa mới lần này, chỉ thiếu một chút liền có thể trong khoảnh khắc muốn Hải Ngao mạng già. Dù sao, Hải Ngao cùng Long Tổ đều là thực lực tương xứng tuyệt đỉnh cao thủ, Long Tổ toàn lực nhất kích, Hải Ngao cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Thế nhưng là, tình huống bây giờ lại so Long Tổ toàn lực nhất kích còn bết bát hơn. Có thể nói, coi như Long Tổ đích thân đến, trừ phi liều lên tánh mạng, đồng dạng cũng tuyệt không có khả năng đem Hải Ngao bị thương thành dạng này. Chỉ bởi vì bọn hắn hai người, đều là lẫn nhau coi trọng đối thủ. Một khi giao chiến, tự nhiên khẩn trương vạn phần, chăm chú mà đối đãi, hết thảy đều cẩn thận là hơn, không cho đối phương thời cơ lợi dụng. Nhưng là đối mặt Trác Phàm, hắn lại là đem cái này gốc giả cấp quên, chủ quan khinh địch. Thế mà đem chính mình nhược điểm bại lộ cho người khác, há hốc mồm để người ta đánh, đây không phải tự làm mất mặt a? Phải biết, vô luận sinh vật gì, phần ngoài lại kiên cường, kim cương bất hoại thân thể,
hắn nội bộ cũng muốn so phần ngoài yếu ớt nhiều. Cho nên Hải Ngao nếu như đối cứng Hạ Long Tổ toàn lực nhất kích, có lẽ chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra, nhưng là bị người ta dùng tuyệt chiêu rót vào trong cơ thể hắn, nhưng là lại không thể so sánh nổi, đây là muốn mệnh a. Bất quá quay đầu lại nói, cái này cũng không thể trách Hải Ngao khinh địch, vốn là lấy Trác Phàm thực lực, cho dù tại Hải Ngao trong thân thể tự bảo, cũng vạn vạn không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Nhưng ai có thể tưởng đến hắn có Long Tổ toàn lực nhất kích Long Tức Đan đâu. Như thế tới nói, thì tương đương với Long Tổ đối với miệng hắn, một miệng Long Viêm phun đến trong cơ thể hắn, hắn không chết chờ cái gì. Mà trong hiện thực, hai đại cao thủ quyết chiến, cũng không có khả năng cố ý đem chính mình yếu nhất địa phương, sát bên người ta, để người ta toàn lực ra tay đi, đây không phải muốn chết sao. Cho nên, Trác Phàm lần này, quả nhiên là đánh hắn cái biện pháp không kịp. Lúc này một chiêu liền đem hắn đánh cho tàn phế, mà đây cũng là Trác Phàm đã sớm thiết kế tốt. Nếu là hắn ngay từ đầu xuất ra Long Tức Đan, cho dù hai khỏa cùng một chỗ dùng, đánh ở trên người hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể thương tổn hắn ba phần mà thôi. Chẳng những không dùng, sẽ còn chọc giận cái này con dã thú. Cho nên hắn một mực ẩn nhẫn lấy, thẳng đến bay đến hắn mặt, mới bắt đầu hành động. Vốn là Trác Phàm là định dùng hai khỏa Long Tức Đan. Một khỏa đánh hắn mặt, ép hắn há miệng, viên thứ hai lại cho hắn rót hết. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, tên này phối hợp như vậy, ngay từ đầu thì há miệng đưa tới cửa muốn cắn xé hắn. Vậy cuối cùng Trác Phàm mới nói, hắn là thua ở chính mình tự đại phía trên, hoàn toàn không đem nhân loại làm khỏa tỏi a, thế mà chính mình đem chính mình nhược điểm lộ ra. Ha ha, hiện tại, hắn cần phải nếm đến làm như vậy ác quả. Giống, đau nhè răng trợn mắt. Phong Thiên Hải Ngao ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt đều nhanh đau đi ra. Hắn thề, chỉ sợ từ thượng cổ đến nay, hắn liền không có gặp phải đau đớn thê thảm như vậy thất bại, hoặc là nói cho dù là thượng cổ lúc phân, hắn đều không bị qua thê thảm như vậy bại cục. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, giờ này ngày này, tại phàm giai như thế cái một bầy kiến hôi khắp địa phương, hắn đường đường trên biển bá chủ, thánh thú Hải Ngao lại là cắm đến một cái nhân loại mao đầu tiểu tử trên tay. Điều này không khỏi làm hắn phẫn nộ dị thường, mà lại cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, hét lớn một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm càng là sát ý ngập trời, số tiểu tử, người hỗn đản này, hôm nay khác muốn còn sống rời đi. Ha ha ha, Hải Ngao tiền bối, hiện tại ngươi, còn có tư cách này nói như vậy nói khoác mà không biết ngượng ngôn luận sao. Thật sâu liếc hắn một cái, nhìn lấy cái kia trái đen nếp uốn, khối khối chóc ra lân giáp, toàn thân cao thấp một mảnh máu thịt be bét bộ dáng. Thậm chí cái kia cuồn cuộn máu tươi còn tại ngăn không được theo hắn toàn thân cao thấp mấy ngàn cái hắc thối miệng vết thương chảy ra, Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, bất chí khả phủ nói. Phốc, lần nữa một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, trong nháy mắt thì lại là mấy cái tấn dòng máu chìm vào đại hải, lúc này thì nhuộm đỏ một mảnh, Phong Thiên Hải Ngao hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt sắc mặt giận dữ, số tiểu tử, người chớ đắc ý, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Coi như lão phu hiện tại trọng thương tại thân, muốn đối phó ngươi, cũng chỉ là bóp chết con ruồi thôi. Tiểu tử, để mạng lại. Vừa dứt lời, Phong Thiên Hải Ngao liền lần nữa duỗi ra một cái thú chảo, hung hăng hướng Trác Phàm vỗ tới. Đụng. Thế mà, một tiếng nổ rung trời phía dưới, Hải Ngao đem khác một khối băng giường đập thành phấn vụn, nhưng trong này lại căn bản không có Trác Phàm cái bóng. Bá một tiếng, Trác Phàm thân thể xuất hiện lần nữa. Lại là rơi xuống Hải Ngao cái kia cháy đen cánh tay phía trên, khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, ha ha ha. Xem ra Hải Ngao tiền bối vẫn là không tâm tình nói a. Bất quá cũng vậy, tại hạ hiện tại cũng không có muốn cùng giải ý tứ, chúng ta chướng. Còn không có coi xong đâu. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo hắc viêm liền đùng đùng sao không dứt địa bám vào tại phía trên. Ngay sau đó, Trác Phàm hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng cự chảo kia chính là đâm một cái. 3. Khủng bố hắc viêm, theo thánh binh phong mang, thẳng tắp đâm xuyên Hải Ngao đã là bị tạc đến rạn nứt lân giáp, thẳng vào thân thể, phát ra trận trận tiếng nổ vang kêu. Đây là cho tiểu tam tử. Giống. Một tiếng rú thảm, vốn liền trọng thương Hải Ngao, lần nữa bị thương, không khỏi lại một lần nộ hống lên tiếng. Một cái khác thú chảo, hung hăng hướng hắn vỗ tới. Thế nhưng là phạch một cái, Trác Phàm lại không thấy bóng người, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới hắn đầu vai.
không nói hai lời, trường kiếm nghiêng nghiêng vạch một cái, một đạo màu đen lôi viêm liền thẳng tắp lướt qua từng mảnh lân giáp, nổ tung một đám lân phiến, không khỏi lần nữa làm cho Hải Ngao rú thảm không ngừng. Đây là cho Tước Nhi. Trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình, băng lãnh một mảnh, Trác Phàm một bên dẫn theo thần kiếm, một bên như cái cướp bóc cường đạo, tại Hải Ngao to lớn trên thân tán loạn, mỗi xuất hiện một lần, cơm hộp thức ở trên người hắn lưu cái huyết động, khiến thương tổn càng thêm thương tổn, không vì cái gì khác, chỉ vì cho hắn biết cái gì gọi là đau. Hắn Trác Phàm nữ nhi, cũng không thể để lão hỗn đản kia trắng trắng khi dễ, trắng chịu ủy khuất. Hải Ngao tiền bối, người bây giờ thương thế tối thiểu hơn 9 thành, muốn phong tỏa ngăn cản ta hành động, tựa hồ cũng không có cái năng lực kia. Mà người cái này to lớn thân thể, cũng là lớn nhất gánh vác. Ấn tiền bối vừa rồi nói chính là, ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha. Một tiếng tà tiếu, vang vọng bầu trời, Trác Phàm giống như con dẹp tại Hải Ngao trước người quay trở về động, trường kiếm trong tay cũng là không ngừng huy sái. Mà Hải Ngao đối mặt cái này con dẹp, lại là bất lực, chỉ có thể không ngừng chu lên, tâm lý biệt khuất muốn chết, sắp khóc đi ra. Hắn nhưng là thánh thú, cho dù tại thánh vực cũng là đỉnh phong tồn tại, thập đế còn muốn cho hắn mặt mũi đây. Nhưng ai biết hôm nay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù cạn cơ sở bị tôm trêu, bị như thế cái tiểu nhân vật ngược đãi đến thương tích đầy mình, thực sự thật không có mặt mũi. Bất quá coi như lại thật mất mặt, hắn cũng không thể tránh được, ai bảo hắn hiện tại trọng thương cửu thành đâu. Đây cũng chính là Trác Phàm không có đòi mạng hắn ý tứ. Nếu không lấy thêm ra một khỏa long tức đan tùy tiện quăng ra, đoán chừng vị này Phong Thiên Hải Ngao, cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất bị phàm giai tu giả giết chết thánh thú. Đó mới càng là tên lưu truyền thiên cổ, để tiếng xấu muôn đời, càng thật mất mặt sự tình đâu. Ha 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 ha, ngao ngao ngao, Trác Phàm càn rỡ cười to cùng Hải Ngao liên tục không ngừng thở phào, vang vọng khung vũ, nghe được là như vậy chói tai. Mấy cái vừa mới bị cái kia long viêm tác động đến. Phản chấn ra ngoài, phòng ấn bị hòa tan bốn vị cao thủ, cũng tại cái này quỷ mị tạp âm bên trong bị giật mình tỉnh lại. Bất bại kiếm tôn nắm thật chặt bá thiên kiếm, thăm thẳm tỉnh dậy, lại là phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu nước, dòng máu bên trong có băng khối, cũng có viêm khí, chỉ là vừa mới phun ra, liền xen lẫn băng khối bốc cháy lên. Còn lại ba vị kiếm vương cũng là chậm rãi chỉ đứng người dậy, đồng dạng tình huống, nôn ra ba lượng máu tươi về sau. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đợi nhìn đến lão tổ tông bóng người, mới vội vàng vây đến chỗ của hắn, một mặt quan tâm nói, lão tổ tông, ngài thế nào? Không có gì, cũng là cảm giác trọng thương sáu thành A. Chậm rãi khoát khoát tay, bất bại kiếm tôn hít thật sâu, lại nhìn không được phun ra một miệng viêm băng hỗn hợp máu tươi, sau đó nhìn về phía ba người nói, đúng, vừa mới đều xảy ra chuyện gì? Liếc nhìn nhau. Ba người không biết làm sao nhún nhún vai, một mảnh vẻ mờ mịt. Thế nhưng là đúng lúc này, bọn họ lại nghe được cái kia từng trận kêu rên truyền ra, kết quả là cùng nhau hướng thanh âm kia truyền đến chỗ nhìn qua. Thế nhưng là cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, bọn họ tất cả mọi người, bao quát bất bại kiếm tôn ở bên trong, lại là tất cả đều trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn triển khai là một cái, cường giả chân chính thế giới cửa lớn. Ngao ngao ngao. Phong Thiên Hải Ngao từng tiếng thê lương thét lên, sắc mặt đã giận vừa đau, vặn vẹo dị thường. Hai cái dãy núi núi non trùng điệp giống như thú chảo, phô thiên cái địa trên không trung bay múa, nhấc lên từng đạo cuồng phong, chỉ vì bắt đến cái kia trên dưới toán loạn tiểu bọ chét. Thế nhưng là cái kia con dẹp nhanh nhẹn thân hình, lại thêm thoát ẩn thoát hiện tuyệt kỹ, lại là để hắn cái này trên biển bá chủ không thể làm gì, chỉ có thể để hắn từng kiếm một đâm phía trên chính mình cháy đen thân thể. Mỗi một kiếm đều thả ra mấy chục lượng máu tươi, phát ra thống khổ kêu rên. Mà Trác Phàm thì là từng tiếng tà dị cười to vang vọng bầu trời, trong mắt còn tản ra từng đạo hung ác nhưng lại càng thêm biến thái ánh sáng. Tại Hải Ngao trên thân một trận xe chỉ luồn kim, tựa hồ chính đang hưởng thụ lấy cái này tra tấn thánh thú bệnh trạng khoái cảm. Ha ha ha, ha 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 ha. Nhìn lấy đây hết thảy, bất bại kiếm tôn cùng ba vị kiếm vương bốn người, không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hai mắt giật mình lo lắng, căn bản chưa tỉnh hồn lại. Qua thật lâu, cái kia Bách Lý Ngự Vân mới nhìn không được ngoan quất một chút ra mặt, một mặt chất phác nhìn về phía còn lại người nói, hắn. Hắn đang làm gì, tại ngược sát quái vật kia sao? Ta không nhìn lầm đi. Ngươi không nhìn lầm, vạn vạn không nghĩ đến.
tiểu tử này lại có dạng này năng lực. Đồng dạng cả kinh trợn mắt hốc mồm, Bất Bại Kiếm Tôn ngây ngốc nhìn lên trước mặt cái này không thể tưởng tượng một màn, thì thào lên tiếng, lại nói. Lão Phu vừa mới làm sao? Khởi bẩm Lão Tổ Tông, ngài bị quái vật kia một cái hơi thở đông cứng. Cái kia sau đó thì sao, về sau phát sinh cái gì? Về sau chúng ta cũng bị đông lại, cái gì cũng không biết. Đã triệt để mơ hồ, trăm dặm Ngự Phong hai mắt thẳng vào nhìn về phía trước, lại là như người máy giống như, cơ giới trả lời ngày bình thường vạn phần kính ngưỡng Lão Tổ Tông tra hỏi, không còn có hướng lúc cung kính, mà Bách Lý Ngự Thiên tựa hồ cũng không có thường ngày già mồm, chỉ là ngơ ngác gật đầu, đúng là không còn tính toán tiểu tử này vô lễ. Bởi vì lúc này giờ phút này, đối mặt như vậy kinh dị một màn, hắn cũng không đoái hoài tới tính toán. Riêng là làm hắn nhìn đến Hải Ngao cái kia to lớn thân hình trên dưới, 90% tàn tật lúc, trong mắt nhất thời lóe qua một đạo phảng phất giống như mộng cảnh ánh sáng. Đáng sợ như thế quái vật, Lão Phu đều không phải là địch, lại bị người bị thương thành như vậy hình dạng. Tiểu tử này, đến tột cùng là làm sao làm được đâu. Lại thật sâu nhìn một chút nơi xa luồn lên nhảy xuống Trác Phàm liếc một chút, Bách Lý Ngự Thiên song mi mãnh liệt run run, cùng còn lại ba vị kiếm vương liếc nhìn nhau. Lại đều là thở dài một hơi, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Mặc kệ người ta như thế nào làm đến, thực lực này quả thật là đáng sợ a. Xem ra tiểu tử này lúc trước không phải phô trương thanh thế, mà chính là thật có một chiêu diệt bọn họ một tôn ngũ kiếm vương thực lực a. Cho dù chính hắn cũng thừa nhận bàn tay mình nắm là ngoại lực, nhưng không thể phủ nhận, cái này thật sự là một cái đại sát khí. Có thể đem hải yêu quái vật này đánh cho tàn phế thành loại này bộ dáng lực lượng. Trong thiên hạ, ai có thể ngăn cản được đâu. Thiên Ma Sơn, quả nhiên là cái nhân vật đáng sợ, lại có khủng bố như thế lực lượng hiện thế. May mắn mình không có cùng người ta sinh ra quá đại xung bất chợt tới, đến không chết không thôi chi cảnh, nếu không mà nói. Vừa nghĩ đến đây, ba vị kiếm vương lẫn nhau nhìn xem, nhất thời đầy đầu mồ hôi lạnh như thác nước rủ xuống, toàn bộ lưng bỗng dưng liền bị đánh ẩm ướt. Bất Bại Kiếm Tôn cũng là ánh mắt khẽ híp một cái. Vô cùng không cam lòng khẽ cắn môi, trong tay cầm kiếm lực lượng càng chặt rất nhiều. Oanh! Bỗng nhiên, lại là một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang phát ra, một cỗ khiến tại chỗ tất cả mọi người khí tức trì trệ, mãnh liệt cuồng bạo gió lốc đột nhiên bao phủ bốn phương tám hướng. Bất Bại Kiếm Tôn bốn người, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã là đụng một tiếng, thẳng bị cái này gió lớn ảo ạt, như là bất lực bồ công anh giống như, hung hăng ném ra. Thẳng đến ngoài ngàn mét. Mới bịch một tiếng, rơi vào băng lãnh băng cứng phía trên, ngay sau đó, phốc 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 bốn đạo đỏ thẫm máu mũi tên thẳng tắp bắn ra, Bất Bại Kiếm Tôn bọn họ sắc mặt đã là lần nữa uể oải đi xuống, nhìn qua càng thêm trắng bệch. Chờ bọn họ lại ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhất thời phát hiện cái kia kẻ cầm đầu. Nguyên lai cỗ này cuồng mãnh gió lốc, là vừa vặn Hải Ngao vì đập chết Trác Phàm, mà một trưởng vỗ dưới, mới nhấc lên. Không khỏi hiển nhiên, hắn một trưởng này lần nữa thất bại. Trác Phàm lóe lên một cái, đã là lại thoát đi hắn cự trưởng uy hiếp, trong nháy mắt đi vào đỉnh đầu hắn vị trí, hiện ra màu đen lôi viêm một kiếm, liền hung hăng cắt đứt xuống, ha ha ha. Hải Ngao tiền bối, một kiếm này ta chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đụng, Ngao, màu đen lôi viêm tại da đầu xẹt qua, nhất thời làm cho Hải Ngao chán vào tới máu mới lần nữa tán phát ra, giếng phun đồng dạng. Phong Thiên Hải Ngao cũng là nhịn không được lần nữa thê gào một tiếng, đã đau vừa giận, mà lại lòng tràn đầy biệt khuất. Hắn đường đường thánh thú, đối phó như thế một tên tiểu tử thúi làm sao lại không có biện pháp nào đâu. Kết quả là, lần nữa huy động song chảo, hết sức hướng không chung cái kia nhỏ bé bóng người quạt, mà Trác Phàm cũng là tại từng tiếng trong lúc cười to chợt trái chợt phải, chợt nam chợt bắc, hoàn toàn bắt không ngừng thân hình, chỉ cần một có cơ hội, lại lần nữa đâm hắn lưỡng kiếm. Phát ra thoải mái cười to. Bị Hải Ngao nhấc lên cuồng mãnh gió lốc, thổi khắp thiên nam hải bắc, làm cho thiên địa hô gào, rất là thê lương. Nhưng so thiên địa càng thê thảm hơn khủng bố, là cái kia tại cuồn cuộn mạnh trong gió, Trác Phàm cười tà dị âm thanh. Giống như một thứ từ địa ngục bên trong bò ra ngoài ma quỷ, tại thỏa thích trêu đùa lấy tay phía trên đồ chơi. Nhìn lấy đây hết thảy, ba vị kiếm vương mí mắt cùng nhau lắc một cái, nhìn không được đồng thời ừng ực một tiếng. Nuốt ngụm nước bọt, trong lòng lo sợ bất an, một bên né tránh bởi vì cuồng phong thổi qua đến cự khối băng lớn, một bên chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm cái kia quỷ mị giống như bóng người, trong mắt đúng là ít có địa tràn ngập vẻ sợ hãi.
trước kia bọn họ làm sao không có phát hiện, tiểu tử này thế mà so quái vật này càng kinh khủng a. Dù sao, liền quái vật này đều tại tiểu tử này dưới dâm uy, kêu rên liên tục a, tiểu tử này là ma vương hàng thế sao? Lão tổ tông, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy a, miễn cho bị tiểu tử này cùng hải yêu chiến đấu tác động đến, vậy liền quá oan uổng. Quay đầu nhìn một chút sau lưng đường lui, chỉ thấy cái kia nồng đậm hắc phụ giờ này khắc này đã thủng trăm ngàn lỗ, rất rõ ràng là bị cái kia khuếch tán viêm lực cho xông mở. Bách Lý Ngự Vân không khỏi nhất thời vui vẻ, vội vàng vội vã nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên nói. Mi mắt nhẹ nhàng lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên hung hăng nguyết hắn một cái, mắng chửi lên tiếng, hừ, không dùng đồ vật, gấp cái gì, đào mệnh sao? Lão phu tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, chưa từng sợ qua bị người khác chiến đấu tác động đến qua. Đúng, lão tổ tông ngươi nói không sai, toàn bộ Nam Châu, là người cũng không dám nhẹ cản lão tổ tông phong mang. Nhưng là hiện tại, hai cái này giao chiến ra hỏa, rõ ràng không phải người a. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngài thì gấp đến độ thân thể đều đang run rẩy. Bách Lý Ngự Vân một mặt hy vọng nhìn về phía lão tổ tông, thuyết phục lên tiếng. Tuy nhiên hắn biết lão tổ tông bướng bỉnh, cả đời ngạo cốt không thay đổi, nhưng bây giờ căn bản không phải cậy mạnh thời điểm. Tất cả mọi người trọng thương tại thân, nếu là lại bị cái kia hải yêu nhấc lên dư âm tác động đến, đoán chừng người nào đều không cách nào còn sống ra ngoài. Lão tổ tông, cầu ngài, đi thôi. Hung hăng cắn răng, Bách Lý Ngự Vân đã là gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Thật sâu liếc hắn một cái, nhìn lại nơi xa vẫn tại chiến đấu kịch liệt một người một thú, Bách Lý Ngự Thiên trầm ngâm rất lâu, lại là thở sâu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thở dài, vừa nghiêng đầu, quát to, đi. Ai, lão tổ tông anh minh. Nghe được lời này, ba người bất giác nhất thời đại hỉ. Đinh. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn phóng ra một bước, một đạo ngâm khẽ lại là nhất thời vang lên, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi thân thể trì trệ, cúi đầu nhìn mình tay phải, lại chỉ thấy cái kia thanh tử mang lập lòe bổ thiên thần kiếm, chính ngăn không được địa khẽ run thân kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng hải ngao chỗ đó, phát ra đói khát phong minh. Mí mắt không khỏi nhỏ khẽ run run, bất bại kiếm tôn trong hai con ngươi ít có lộ ra vẻ đau thương, bá thiên, ngươi muốn chiến, đúng hay không? Đinh! Phảng phất tại làm hồi đáp, bá thiên kiếm lần nữa chấn động thân kiếm, phát ra ngâm khẽ giòn vang. Ai? Đáng tiếc lần này không thể, như thế chiến đấu, không thuộc về chúng ta. Đó là chân chính cường giả thế giới, nhưng lão phu còn không có bước vào cái kia cánh cửa. Không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Bách Lý Ngự Thiên vô lực nhắm mắt lại, nhưng một cái tay bắt kiếm lại là càng chặt ba phần. Lão phu năm đó lần thứ nhất đưa ngươi nắm trong tay lúc, từng nhìn trời hướng ngươi thề, nhất định sẽ mang theo ngươi leo lên mạnh nhất đỉnh phong, ngươi lựa chọn lão phu sẽ không sai. Cho nên cái này mấy ngàn năm nay, vô luận như thế nào đối thủ, lão phu chỉ cần tay nắm lấy ngươi, cũng không rút lui qua. Nhưng là lần này, xin lỗi, lão phu mới vừa vặn minh bạch, lão phu chưa từng có mang theo ngươi đạt đến qua đỉnh phong. Lão phu, còn rất yếu, nhưng là ngươi yên tâm đi, lão phu hứa hẹn sẽ không thay đổi, một ngày nào đó, lão phu hội mang theo ngươi gia nhập dạng này tuyệt đỉnh kịch chiến. Nhưng là lần này, chúng ta trước tiên lui a. Bởi vì chúng ta còn không có tư cách này. Đinh! Thần kiếm vẫn tại chấn động, nhưng dần dần, bá thiên kiếm lại là dừng lại, dường như nghe theo bất bại kiếm tôn đề nghị giống như. Thế nhưng là kiếm này tựa hồ quên, hắn vốn là nhiệm vụ cũng là đánh giết chạy ra kết giới thánh thú, nhưng là hiện tại thánh thú ngay tại trước mắt, mà lại trọng thương tại thân, hắn lại từ bỏ. Đơn giản là, hắn hiện tại đã cùng cái này lập chí leo lên đỉnh phong nam nhân, hóa làm một thể. Bất bại kiếm tôn mong muốn, chính là kiếm chỗ nguyện. Tương lai muốn khiêu chiến thánh thú chi uy, là tay cầm thần kiếm hắn, mà không phải đơn độc một thanh kiếm mà thôi. Chậm rãi lại đem kiếm cầm tới trước mắt, bất bại kiếm tôn ánh mắt lộ ra vui vẻ đường cong, thì thào cười nhẹ cảm ơn. Vừa mới nói xong, liền đột ngột đến một bước chân, nhất thời hướng sương mù dày đặc bên ngoài bay đi, còn lại ba vị kiếm vương đuổi theo sát. Chỉ là tại bọn họ muốn trước khi rời đi. Bất bại kiếm tôn vẫn là không nhìn được quay đầu nhìn một chút Trác Phàm chỗ đó, trầm ngâm một chút, lại là bỗng dưng hét lớn lên tiếng, Trác Phàm, tuyệt đối đừng cho lão phu chết, tương lai muốn bước lên đỉnh phong là lão phu. Tiến vào Thiên Ma Sơn vé vào cửa, lão phu muốn định. Nói xong, Bách Lý Ngự Thiên quay người lại, nhất thời siêu một chút, biến mất bóng người,
cái kia ba vị kiếm vương cũng cùng nhau chui vào rời đi trong sương mù dày đặc. Ngay tại Huy kiếm Trác Phàm thân thể hơi chậm lại, lại là ngột đến nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó, tại hải ngao cuồng oanh lạm tạc thú chảo vung vẩy bên trong, lần nữa một cái thay hình đổi vị, biến mất bóng người, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào Tước Nhi bên người, nhẹ nhàng khoát tay, đạm mạc lên tiếng, dừng lại a, đừng đánh, ta nhận thua. Kít, ngay tại như máy xay gió giống như điên cuồng vặn vẹo thân thể khổng lồ hải ngao, trên mặt còn tất cả đều là nổi giận chi sắc, chợt nghe lời ấy, lại là bỗng dưng trì trệ, triệt để ngây người. Một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía dưới thân Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Tiểu tử này làm sao, vì sao đột nhiên nhận thua? Tuy nhiên lão phu cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, nhưng cho đến trước mắt, một mực tại chiếm thượng phong, không đều là hắn sao? Sao lại thế? Phù phù. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên ép xuống, dẫn tới toàn bộ sóng biển không chút kiêng kỵ chập trùng giữa thiên địa. Phong Thiên Hải ngao một mặt cháy đen mà nhìn xem Trác Phàm cái kia đạm mạc khuôn mặt, trong mắt đều là vẻ không hiểu, ngươi. Có ý tứ gì? Ta không có ý gì, chính là ta thua, nghe quân xử trí. Đinh. Trong tay Kình Thiên kiếm nhẹ nhàng hướng tiếp theo cắm, Trác Phàm đầy mặt lạnh nhạt, vung lên ống tay áo, thẳng ngồi trên đất phía trên, sắc mặt bình thản. Tước Nhi gặp, không khỏi giật mình, phụ thân. Hải ngao nhìn đến, cũng là sững sờ, càng thêm không thể tưởng tượng. Tiểu tử này, đến tột cùng đang làm cái gì mánh khóe? Không nói gì, Trác Phàm chỉ là khóe môi nhếch lên lạnh nhạt nụ cười, lại không như lúc trước điên cuồng như vậy, ngược lại như cái người khiêm tốn, vạn vật không để trong lòng, bình chân như vậy. Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc, tức chính là lúc trước còn tại nổi giận Phong Thiên Hải ngao, nhìn đến lần này quỷ dị cảnh tượng, cũng là không khỏi ngốc tại chỗ, rất là kỳ lạ, trong lòng vừa mới còn căm giận ngút trời. Bỗng dưng một chút lại là hoàn toàn dập tắt giống như, đều bị một đầu dấu chấm hỏi thay thế. Nhíu chặt lông mày, đều quên tiếp theo chính mình cái kia làm gì. Dường như đi qua cái này Trác Phàm không lý do cử động, đầu hắn trong nháy mắt thì chuyển không, cái gì cũng không biết. Thế nào, không muốn trừng trị ta, vậy chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Thật lâu, nhìn lấy hải ngao cái kia ngốc manh bộ dáng, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, bất giác cười khẽ một tiếng, như vậy. Trước hết mời hải ngao tiền bối, đem khuyển tử phun ra đi. Không khỏi sững sờ, hải ngao thật sâu liếc hắn một cái, tỉ mỉ suy nghĩ, mới coi trọng bừng tỉnh đại ngộ, gầm thét lên tiếng, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi dám đùa ta. Không phải đùa nghịch ngươi, chỉ là muốn xin tiền bối lãnh tĩnh một chút, thuận tiện đàm phán. Khóe miệng xẹt qua tùy tiện nụ cười, Trác Phàm giờ này khắc này, giống như một vị chánh thức ẩn sĩ giống như, tĩnh như xử nữ. Ngồi ngay ngắn xe trượt tuyết, hai con mắt bên trong chớp động lên vô tận trí tuệ ánh sáng, ta nói qua, đàm phán muốn đối trở mới tốt, cho nên vừa mới đắc tội. Bất quá lúc trước tiền bối nổi giận tại thân, chỉ sợ rất khó yên tĩnh nghe ta nói, cho nên tại hạ mới ra hạ sách này, hy vọng tiền bối có thể bình tâm tĩnh khí một chút. Bình tâm tĩnh khí, mi mắt nhìn không được lắc một cái, hải ngao không khỏi nhất thời hét lớn lên tiếng, người nghĩ hay lắm, lão phu một thấy các ngươi sắc mặt. Thì giận không chỗ phát tiết, chỗ nào bình tĩnh tiếp theo. Mà lại, lão phu tại sao muốn theo ngươi nói? Lão phu hận không thể đem bọn ngươi nghiền xương thành tro, ăn sống nuốt tươi. Sai. Thế mà, hắn vừa dứt lời, hét lớn một tiếng lại là nhất thời vang lên, Trác Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, sắc mặt bình tĩnh, không phải chúng ta, mà là ta. Ngươi muốn ăn sống nuốt tươi, không chỉ có ta một người sao? Thân thể chấn động. Hải ngao xong đồng hung hăng lắc một cái, lại là không nói gì. Thật dài địa phun ra một miệng trắng xám khí tức, Trác Phàm khóe mắt liếc qua liếc sau lưng Tước Nhi liếc một chút, lại chăm chú nhìn chăm chú về phía hải ngao chỗ đó, đạm mạc lên tiếng, vừa mới ta cùng hải ngao tiền bối nhất chiến, hải ngao tiền bối không làm gì ta được, lại là có thể tùy thời cầm Tước Nhi làm đột phá khẩu, bức ta hiện thân, thừa cơ một lần hành động đánh tan, vì sao không làm như vậy đâu. Hừ. Thánh thú có thánh thú tôn nghiêm, người nào giống nhân loại các ngươi, làm ra như thế bị ổi sự tình, còn bắt người chất. Phi, khinh thường bĩu môi, hải ngao một mặt khinh bỉ nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa lắc lắc đầu, tiền bối cái này không quá mà nói. Lúc trước trêu đùa Tước Nhi lúc, nhân loại tất cả thủ đoạn hèn hạ, lật lọng, tiền bối thế nhưng là dùng cái tận A. Trong mắt của ta, ngũ đại thánh thú bên trong, trừ Côn Bằng,
tiền bối thế nhưng là càng nhiễm thế gian nhân loại tầm thường đã đến a. Hiện tại nguy nan trước mắt, tiền bối lại theo ta sách thánh thú tôn nghiêm, bất giác buồn cười không? Ây, ta! Không khỏi trì trệ, Hải Ngao bị nghẹn đến nói không ra lời, nhưng rất nhanh lại ngửa cổ lên tử, bướng bỉnh nói, vừa mới lão phu dưới cơn thịnh nộ, nhất thời quên còn có tiểu nha đầu này tại. Nếu không mà nói, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm không để bụng, cười khẽ một tiếng, nếu là ngươi ngay từ đầu nói lý do này, ta còn miễn cưỡng tin tưởng, nhưng bây giờ ngươi lại tìm cái này lý do, không cảm thấy cùng thứ một cái lấy cớ mâu thuẫn sao? Ha ha ha, tiền bối, thực ngươi căn bản không có coi Tước Nhi là làm địch nhân, cũng không muốn giết nàng, không phải sao? Trong lòng không khỏi run lên, Hải Ngao biến sắc, lại là không nói lời nào. Ngũ đại thánh thú, thế gian độc hữu, chết một cái liền thiếu đi một cái. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm không khỏi nhìn lên bầu trời, thì thào lên tiếng, làm thế gian độc hữu tồn tại, cho dù lẫn nhau lại có bao nhiêu ân oán, thật chẳng lẽ hội hy vọng đối phương biến mất sao? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, duy nhất có thể cùng mình ngang hàng người biến mất, cô độc sẽ chỉ là chính mình. Hai con người nhìn không được lắc một cái, Hải Ngao hơi rủ xuống mí mắt, im lặng không nói. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Trác Phàm tiếp tục nói, tuy nói tiền bối đối với nhân loại mối thù khắc cốt ghi tâm, cho dù là thánh thú nhiễm nhân loại khí tức, cũng tuyệt không buông tha. Cái kia cỗ trần trụi sát ý, ta có thể chân thành tha thiết cảm giác được, tuyệt đối là thật. Cho nên ta cũng tuyệt đối tin tưởng, tiền bối đối Tước Nhi cùng tiểu tam tử, đã từng thật sinh ra qua sát ý. Bất quá, nhiễm nhân loại khí tức thánh thú, thì như chính mình học cái xấu con gái một dạng, coi như lại giận không tranh, thật chẳng lẽ có thể xuống đến độc thủ sao? Cho nên vừa mới, vãn bối nhìn chằm chằm vào tiền bối hành vi, cũng là muốn nhìn một chút, tiền bối là thật điên, hay là giả điên? Đối hai tên thánh thú vãn bối, là có hay không có ý quyết giết? Rất vui mừng, tiền bối có vẻ như còn không có vượt qua đầu kia phòng tuyến cuối cùng. Mà đã tiền bối không có sát tâm, cái kia tiểu tam tử sẽ không có chuyện gì, còn xin tiền bối ra tay cứu trị. Nói, Trác Phàm đã là hơi cúi người, làm một lễ thật sâu. Đáng chết nhân loại, ngươi tại tính kế lão phu đúng hay không? Hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm rất lâu, Phong Thiên Hải Ngao ngậm chặt miệng, hai mắt lại là càng ngày càng đỏ bừng, đột nhiên hét lớn âm thanh. Nhấc lên cuồng phong bạo vũ, lão phu xem vô số người, một mực biết nhân loại tâm cơ khó lường, qua nhiều năm như vậy, đều không ngoại lệ, người càng là như thế, gian trá giảo hoạt. Theo vừa mới người dùng ra lão long long tức đan thời cơ, lão phu liền đã nhìn ra. Hiện tại người đối lão phu công tâm, không thể nghi ngờ chính là muốn cứu tiểu kỳ lân thôi. Thế nhưng là lão phu như thế nào như người nguyện, có gan người thì lại đến cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Lão phu thì dù chết cũng sẽ không thỏa mãn người này nhân loại yêu cầu, hừ. Nghe được lời này, Tước Nhi không khỏi sắc mặt trầm xuống, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm lại là bật cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, tiền bối nói chỗ nào lời nói, ta vừa mới không phải đã nói, ta thua. Người chỗ nào thua, lão phu bây giờ bị ngươi trọng thương, người muốn đi lão phu ngăn không được, người muốn giết lão phu, chỉ sợ cũng có biện pháp đi. Ngươi thua ở nơi nào, lão phu tại sao không thấy được? Thua, từ vừa mới bắt đầu thì thua. Trong mắt lóe lên một đạo bất đắc dĩ ánh sáng, Trác Phàm thở dài một hơi, chậm rãi cúi người bái hạ, tiểu tam tử kỳ lân cháo tổn hại, thiên hạ chỉ có tiền bối một người có thể chữa trị. Ta dẫn hắn đi cầu cứu, vốn là rơi vào tất thua kết quả, không lật bàn cơ hội. Ta có thể làm, chỉ là không muốn thảm bại, toàn quân bị diệt mà thôi. Tiền bối nếu là không chịu ra tay, ta làm cái gì đều vô dụng. Cho nên, còn xin tiền bối nể tình năm cái thánh thú vinh nhục cùng hưởng về mặt tình cảm, rút đao tương trợ đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Phong Thiên Hải Ngao thật sâu liếc hắn một cái, lại là bỗng dưng sủi cười ra tiếng, khặc khặc khặc. Nói nửa ngày, lại trở lại điểm bắt đầu, ta nói cho ngươi. Tiền bối. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là bỗng dưng hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn, một đôi kiên định hai con ngươi. Thẳng tắp theo dõi hắn không thả, bình tĩnh nói tiền bối không muốn cứu chữa kỳ lân, đều do ta mà lên. Tiền bối đối với nhân loại hận ý, từ một mình ta gánh chịu liền có thể. Nếu là tiền bối đáp ứng ra tay cứu trị lời nói, vãn bối nguyện nhất mệnh đến nhất mệnh, hoàn thành tiền bối mong muốn. Phụ thân, không khỏi giật mình, Tước Nhi hét lớn lên tiếng.
Phong Thiên Hải Ngao cũng là nhìn không được thân thể lắc một cái, chăm chú nhìn hắn, hai con ngươi chớp động lên dị dạng ánh sáng. Coi như tiền bối không muốn thừa nhận, cũng hẳn phải biết, chỉ cần tại hạ không nguyện ý, ngài không làm gì được ta. Mà vừa mới Kỳ Lân cùng Tước Nhi đối với ngài lão, đều không có gì lớn hại, chỉ có ta gây ngài nổi giận, xem như ngài tránh thức cửu nhân. Ngài muốn giải hận, là giết bọn hắn có lời, vẫn là giết trong lòng ta càng thống khoái hơn đâu. Nhếch miệng lên, không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, tiền bối hận ý cần phát tiết, vãn bối nguyện làm cái này nơi chút giận, nhưng điều kiện chính là tiền bối viện thủ, có thể hay không? Thân thể ngăn không được động đất chấn, Tước Nhi chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, đầy mắt lệ quang, một hàng trắng noãn hàm răng cắn môi son, đều cắn chảy máu, lại là bất lực địa cúi thấp đầu. Bởi vì nàng biết, Trác Phàm quyết định, không có người có thể cải biến, mà đây cũng là biện pháp duy nhất. Hải Ngao cũng là đầy mặt kinh sợ, hung hăng theo dõi hắn, trong mắt hồ nghi không chừng, nhưng rất nhanh lại là nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng mỉa mai cười ra tiếng, khặc khặc khặc. Ngươi tiểu tử này quá giảo hoạt, lại tại sử dụng công tâm chi thuật. Hắc hắc hắc, ngươi làm lão phu sẽ mềm lòng, không đành lòng giết ngươi à, vậy ngươi thì sai. Lão phu thực sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Hải Ngao nhất thời vung lên bàn tay, hung hăng hướng Trác Phàm chán phái đi, cuồng mãnh cương phong, ép tới toàn bộ tầng băng cũng phải nát nứt. Tước Nhi nhìn đến thì là nước mắt ào ào, ngăn không được lưu lại. Chờ một chút. Thế mà, ngay tại một trường kia sắp phiến đến Trác Phàm trên thân lúc, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên. Kít! Cuồng mãnh nhất trường nhất thời dừng lại, Hải Ngao chậm rãi lấy ra thú chảo, liếc xéo hướng phía dưới Trác Phàm. Lại là nhất thời phát ra một đạo xem thường tiếng cười nhạo đến, khặc khặc khặc. Quả nhiên, người cái này căn bản là chu tâm tính a. Đầu tiên là giả bộ hung hãn không sợ chết, muốn tranh thủ lão phu đồng tình. Đợi lão phu đem cái kia Kỳ Lân cứu sống, ngươi lại có thể nhờ vào đó thu nạp nhân tâm, sau này hai cái này oa oa đều muốn đối ngươi khăng khăng một mực. Giảo hoạt nhân loại, ngươi chiêu này lão phu trước kia gặp nhiều, có thể sẽ không mắc lừa, ha ha ha. Tiền bối, ngài hiểu lầm, ta để ngài chờ một chút, là bởi vì ta cương, bàn về giảo hoạt, ngài dường như cũng chẳng phải đáng giá tín nhiệm a. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt chợt lóe sáng, liền chậm rãi đem chính mình giới chỉ cởi ra, tiện tay quăng ra, ném tới Tước Nhi trên thân, đạm mạc lên tiếng, Tước Nhi, là cha mệnh không thể hy sinh vô ích. Nếu là ta chết, Hải Ngao tiền bối cứu tiểu tam tử, việc này coi như thôi. Thế nhưng là như hắn lại đổi ý trêu đùa ngươi lời nói. Ngươi không cần lại nhiều lời nửa câu, trong giới chỉ còn có một khỏa long tức đan, ngươi nhưng làm tức hô trên mặt hắn. Lấy hắn hiện tại trạng thái, cần phải hội lập tức đến phía dưới bồi là cha cùng tiểu tam tử. Nhớ kỹ, khác phí nhiều lời, cũng đừng nghe hắn bất luận cái gì lý do, hắn có một tia do dự, lập tức xử lý. Ngươi đang uy hiếp lão phu. Không, chỉ là trước bảo hiểm mà thôi. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng. Khoan thai nói, ta tin tưởng tiền bối chỉ muốn ta chết, lại rất tình nguyện cứu chữa tiểu tam tử. Nhưng nhân tâm khó dò, so với thánh thú mà nói, tiền bối hành vi, thực sự càng giống nhân loại. Bởi vậy, ta không dám hứa chắc tiền bối phải chăng sớm đã ném thánh thú tôn nghiêm, lại làm ra lật lọng sự tình tới. Bất quá cho dù là nhân loại, cũng không thể lại làm ra bởi vì nhỏ mất lớn, làm một điểm bướng bỉnh, liền đem chính mình mệnh bồi lên việc ngốc đi. Dù sao, tránh thức người thắng là phải sống. Ngươi giết ta, nhưng lại nhất thời tinh nghịch bồi lên tính mạng mình, mưu đồ gì đâu. Ha ha ha. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Hải Ngao khuôn mặt bỗng dưng trầm xuống, trong mắt cũng là xuất hiện trần trụi sát khí tốt. Đã như vậy, vậy lão phu sẽ phải động thủ, ngươi thật nguyện ý bắt ngươi mệnh, đến tiểu Kỳ Lân mệnh sao? Hắn là ta tử, không gì đáng trách. Trong mắt một mảnh lạnh nhạt, Trác Phàm trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Mi mắt ngăn không được rung động, Hải Ngao lại thật sâu liếc hắn một cái, liền một đồng tử ngưng tụ, mãnh liệt nhất chảo hung hăng hướng hắn chán vỗ tới, vậy thì tốt, nhân loại, ngươi thì đi chết đi. Bạch, như Thái Sơn áp đỉnh, chớp mắt tới gần, cái kia vô tận sát ý, mang theo uy mãnh khí lưu, hung hăng áp đến Trác Phàm trước mặt. Phụ thân, không khỏi trong lòng hoảng hốt, Tước Nhi kinh hô một tiếng, lại là gấp siết chặt cái kia lôi linh giới, cắn chặt răng. Không biết như thế nào động tác, chỉ có thai tại rừng không ngừng run rẩy lấy, một trái tim đều nhanh nát.
Bọn họ phụ thân Trác Phàm, vì tiểu tam tử an nguy, đã đem sinh tử đánh chi ngoài suy xét. Hô! Mãnh liệt cưỡng chế, nhấc lên cuồng mãnh gió lạnh, thổi bay hết thảy. Trác Phàm tại cái này vòi rồng trung tâm ngồi ngay ngắn, lại là sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào khiếp đảm cùng lùi bước. Kít! Thế mà, đúng lúc này, bàn tay khổng lồ kia sắp nện ở hắn trên ót trước đó, lại là một địa dừng lại. Ngay sau đó, Hải Ngao đem bàn tay khổng lồ kia rời, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới, lại chỉ thấy Trác Phàm sắc mặt vẫn như cũ, chưa từng thay đổi, khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Tiểu tử, trận này không có phần thắng chiến tranh, là ngươi thắng. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Hải Ngao đem một trưởng kia hung hăng đập ở trên mặt nước, phung lên thao thiên cự lãng, thật dài địa phun ra một miệng hàn khí. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm khóe miệng lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười, khẽ gật đầu cảm ơn. Phụ thân, cái này. Ở một bên nhìn lấy, Tước Nhi không khỏi khẽ giật mình, đầy mặt kinh hãi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cho dù đối với Trác Phàm bình yên vô sự, nàng đánh đáy lòng cao hứng, nhưng là đối với cái này cảnh tượng kỳ dị, lại là đầy đầu nghi vấn. Thản nhiên cười, Trác Phàm không nói gì, Hải Ngao mí mắt buông xuống, nhìn về phía nàng lại là thăm thẳm lên tiếng, tiểu lôi hoàng, thực đánh ngay từ đầu, ta liền nhìn ra, tên nhân loại này tuy nhiên xảo trá, nhưng đối các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, coi là thật chân tâm thực ý, đáng quý a. Riêng là tại lão phu kích hắn lời nói lúc, đồng dạng tâm cơ người, cho dù giả bộ, cũng sẽ trang thành thực tình thành ý, tràn đầy yêu mến chi tình, đến tranh thủ lão phu hảo cảm. Thế nhưng là hắn lại cố ý trang thành hám lợi, kích thích lão phu ác ý, vì cũng là đem hết thảy hận ý ôm tại bản thân, đưa ngươi cùng tiểu kỳ lân thoát ly khỏi đi. Không, ta thật là hám lợi, điểm ấy cũng không cãi lại chỗ. Nghe được lời này, Trác Phàm nhẹ liếc một cái hắn, khoan thai lên tiếng. Thản nhiên cười, lắc lắc đầu, Hải Ngao từ chối cho ý kiến, dù vậy, ngươi có thể làm lão phu mặt thừa nhận, cũng thật sự là có đảm lượng. Mà lại bên trong còn có thay hai cái tiểu gia hỏa cản hận chi ý, điểm này lại là để lão phu đối ngươi coi trọng mấy phần. Mỉm cười, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, giữ im lặng. Về sau lão phu không nghĩ tới, ngươi thế mà chân năng chạy ra lão phu phong ấn, còn đem lão phu đánh cho trọng thương. Tuy nhiên lão phu biết, ngươi làm như vậy vẫn là chiêu hận, để tại lấy sau cùng chính mình mệnh đến đổi được kỳ lân sinh cơ, nhưng xuất thủ xác thực quá ác điểm. Mà lại thật sự là tâm cơ khó lường, lão phu vừa mới thật nhanh bị xử lý a. Ngay sau đó, Hải Ngao tiếp tục nói, lúc đó lão phu liền suy nghĩ, lão phu có phải hay không nhìn nhầm. Chẳng lẽ ngươi không sợ lão phu thật bị xử lý về sau, không có người cứu kỳ lân sao? Thẳng đến sau cùng, ngươi thật để mạng lại đổi kỳ lân tánh mạng, lão phu mới bừng tỉnh đại ngộ, đây hết thảy đều tại ngươi kế hoạch bên trong. Hung ác ngược lão phu, chỉ là muốn để lão phu cảm thấy, bắt ngươi mệnh đổi kỳ lân, thật đáng giá. Ây, liên quan tới điểm này, có thể có chút hiểu lầm. Thế mà, Hải Ngao vừa dứt lời, Trác Phàm lại là bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Sâu xa nói, tuy nhiên ta bản ý là đem tiền bối hận ý tụ tại ta trên người một người, nhưng trên thực tế vừa mới hung ác ngược tiền bối hoàn toàn là vì Tước Nhi xuất khí, không có nhiều như vậy kế hoạch, mà lại chính ta cũng thật thoải mái, ha ha ha. Phốc, thân thể không khỏi một cái lảo đảo, Hải Ngao kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, sau cùng hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, mới vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, vậy cũng là ngươi chân tình bộc lộ. Nếu là không đem hai tiểu gia hỏa này làm chí thân, lại há có thể vì bọn họ tức giận đến tận đây. Chỉ có thể thương hại lão phu một đám xương già, bị ngươi giày xéo thành dạng này. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này, lão phu có thể còn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, sau cùng tránh thức để lão phu dừng lại đối ngươi sát ý, là ngươi sau cùng ánh mắt. Ánh mắt? Đúng vậy a, ánh mắt. Không khỏi thở dài một hơi, Hải Ngao trong mắt nổi lên từng đạo đắng chát, năm đó có người trẻ tuổi. Tại lão phu dưới lòng bàn tay, đã từng có như thế ánh mắt, không lo không sợ, vô dục vô cầu, sinh tử không để ý, lĩnh hội đại đạo bản tướng. Về sau cũng xác thực như thế, hắn leo lên đế tôn đỉnh chóp, cùng lão phu cũng là bạn thâm giao. Nhưng vì sao, sau cùng lại bội bạc đâu? Lão phu một mực không hiểu, liền một mực tìm kiếm ánh mắt này, từng cái tìm, nhưng mấy triệu mấy chục triệu người về sau, lại không một có thể cầu. Mỗi người. Tại cái kia thời khắc sinh tử, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ba động, lại không giống như vậy thanh tịnh.
cho dù là hiên ngang lẫm liệt thế hệ, cũng là như thế. Cho nên lão phu khổ tư không hiểu, ánh mắt này, đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Nhân loại, vừa mới lão phu cái kia một trưởng hạ xuống, vì sao ngươi hội không có nửa phần chần chờ? Chẳng lẽ ngươi thật nhận định, lão phu sẽ không giết ngươi sao? Coi như ngươi tâm cơ hơn người, xem thấu lão phu dự định, nhưng tránh thức thời khắc sống còn, ngươi tâm thì thật không biết ba động sao? Mí mắt hơi hơi nhảy nhót, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lại là bật cười lắc lắc đầu, nhân tâm chỗ lấy ba động, là bởi vì không cam lòng, vô luận hoảng sợ, phẫn nộ vẫn là khác cái gì gây nên, đều như thế. Nhưng là ta đối với lấy chính mình mệnh, đổi nhi tử sinh cơ, không có dạng này không cam lòng, có đại khái là chút tiếc nuối đi. Ta đối thê tử hứa hẹn, còn có cùng vừa mới người nào đó ước chiến, đại khái đều thực hiện không? Thì ra là thế. Hơi hơi gật gật đầu, Hải Ngao thật dài phun ra một miệng hàn khí, bật cười nói, trên đời đại đạo, đều là coi trọng hai điểm, một là chấp nhất, hai là để xuống. Vô chấp lấy, không thành đạo, không để xuống, khó được nói. Người đã có thể để xuống sinh tử, lại có thể chấp nhất lời thề, phân tắc nắm chắc chi thỏa đáng, khó được khó được. Tiểu tử, tương lai người có đạt đến đế cảnh đại đạo tư chất, lão phu không biết nhìn lầm còn chưa thiên thập đạo, người có thể hay không đoạt đến một vị, thì nhìn ngươi bản sự. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm đạm mạc gật đầu. Soạt, đón lấy, Hải Ngao lại ngửa cổ lên tử, nhưng nghe một tiếng ào ào vang động truyền ra, nương theo lấy một đạo bay chảy từ trong miệng hắn phun ra, một khối hiện ra ánh sáng màu xanh lam, óng ánh sáng long lanh bông tuyết liền đột ngột rơi xuống. Định thần nhìn lại, cái kia đúng là một trương rộng 1 mét, dài 2 mét giường bệnh. Mà tiểu tam tử cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, đang lẳng lặng địa đông lạnh ở nơi đó, không nhúc nhích. Tam ca, trong mắt không khỏi vui vẻ, tước nhi hét to lớn tiếng. Trác Phàm cũng là chăm chú nhìn chỗ đó, trong mắt nổi lên hy vọng chi sắc. Hơi hơi chà chà chính mình khóe miệng, Hải Ngao thở dài một hơi, may mắn lão phu đem hắn giấu tại thể nội trong kết giới. Không phải vậy vừa mới một chiêu kia long viêm rửa ruột, đoán chừng khó tránh khỏi liền muốn làm bị thương đứa nhỏ này. Tiền bối, đây là lão phu dịch vị biến thành, phong thiên băng quan. Mỉm cười, Hải Ngao đạm mạc lên tiếng, cái này tiểu kỳ lân cháo bị hao tổn, muốn đền bù, tất yếu lão phu dịch vị chi lực hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn không thể. Tiểu gia hỏa này tại cái này băng quan bên trong, nằm lên 77 đến 49 ngày, băng quan tan ra thời khắc, chính là hắn khỏi hẳn thời điểm. Nghe được câu này, Trác Phàm không khỏi vui vẻ, khom người liền ôm quyền, đa tạ tiền bối cứu giúp, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tước nhi cũng là vội vã bái hạ, vẻ mặt tươi cười. Chỗ nào, đều là thánh thú, ngươi nói đúng, thiếu một chỉ, lão phu nơi này cũng sẽ vắng vẻ. Chỉ là lão phu mấy người đều nhốt tại kết giới, không cách nào chăm sóc tiểu gia hỏa này, đem bọn hắn phó thác một cái đáng tin người, là đám người lão phu tâm nguyện. Hải Ngao thúc thúc, ngươi không phải một mực đáng giận loại sao? Hiện tại nguyện ý đem chúng ta giao phó cho nhân loại. Không khỏi sững sờ, Tước Nhi nhìn về phía hắn, đùa cười ra tiếng. Từ chối cho ý kiến địa lắc lắc đầu, Hải Ngao cũng là nhạt cười một tiếng, đây cũng là không có cách nào biện pháp, có thể tự mình làm, ta thì tự mình làm. Mà lại nhân loại mặc dù có thể hận, nhưng trước kia ta cùng nhân loại ở chung gần nhất, thích chi sâu, trách chi cắt. Ta hận đến càng sâu, sao lại không phải thích càng sâu đâu. Ai, tóm lại, phó thác có thể nắm người, tổng so với các người bị vô lương gian tà lừa bán muốn tốt. Trác Phàm, hai cái này tiểu bối về sau giao ngươi chăm sóc, cắt chớ để cho bọn họ ra chuyện. Giữa thiên địa, có thể chỉ có chúng ta 5 cái thánh thú a. Tiền bối yên tâm, ta cũng chỉ có cái này một đôi trai gái. Mỉm cười, Trác Phàm đạm mạc gật đầu. Hải Ngao nhìn lấy hắn, cũng là gật đầu ra hiệu, trên mặt lộ ra lạnh nhạt nụ cười. Tên nhân loại này, như trước kia hắn chân tướng, đều là người có đạo, hy vọng sẽ không thay đổi đi. 3. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng chói tai phong minh lại là nhất thời nổ tung người mà thôi, Trác Phàm tròng mắt chừng một cái, hai con mắt bên trong, từng đạo máu tươi bỗng dưng chảy ra. Tiểu tử, ngươi làm sao? Không biết, mi mắt lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt ngưng tụ, cũng là không rõ ràng cho lắm. 3. Thế nhưng là rất nhanh, thì lại là một tiếng vang giòn phát ra, Trác Phàm nhất thời cảm thấy hai con ngươi nóng bỏng địa đau đớn, bỗng nhiên che lên ánh mắt. Sau một khắc,
lại ngửi mấy đạo ba ba âm thanh liên tiếp không ngừng, một cỗ màu đen lôi viêm, đúng là ngăn không được địa từ hai tay của hắn ở giữa dũng mãnh tiến ra, cuồng bạo năng lượng, mang theo hủy diệt hết thảy uy lực, nhất thời dâng trào đi ra, giống như thủy triều trong nháy mắt liền đem Trác Phàm toàn bộ bao phủ bên trong, giống như lúc trước hắn đánh với Hải Ngao một trận lúc, toàn thân lôi viêm bộ dáng. Chỉ bất quá giờ này khắc này, cái kia lôi viêm cũng đã không bị khống chế, hắn toàn thân cao thấp nóng bỏng đau đớn, chính mình càng là ngăn không được kêu rên lên tiếng. A, à, diệt thế lôi viêm, cái này vốn không nên tồn tại ở thế gian ở giữa lực lượng, rốt cục bạo tẩu. Hô hô hô, lạnh cuồng phong bao phủ bầu trời, thổi đến người mắt mở không ra. Đen nhánh sương mù dày đặc giống như cửu u địa để ma khí, xâm nhiễm toàn bộ khắp nơi. Bách Lý Ngự Vũ khuôn mặt ngưng trọng, xa nhìn nơi xa cái kia bỗng nhiên dừng lại hắc vụ xâm nhập, trong mắt tản ra thật sâu lo lắng. Phía sau nàng, thì là Thủy Nhược Hoa Viễn thất thần Sở Khuynh Thành, đồng dạng yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, đầy mặt ưu sầu chi sắc. Thỉnh thoảng hướng về sau nhìn xem cái kia đã mở ra truyền tống trận thức, lại là gấp thân thể run rẩy. Đám người này, làm sao còn không tới, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tốc tốc tốc! Bỗng nhiên, từng tiếng cây cỏ tất dẫn chi âm vang lên, Vũ Thanh Thu mang theo Âu Dương Trường Thanh một nhóm trọng thương người bệnh, rốt cục đi qua lặn lội đường xa, đi tới nơi này chạy thoát địa phương, thế nhưng là vừa thấy được ba người này mặt, không khỏi nhất thời lại là sững sờ. A, các ngươi không phải sớm thì cần phải đi à, làm sao còn ở nơi này? Tiểu tử kia vỡ ngốc không chịu đi, ta hành tư lấy ở chỗ này chờ một chút các ngươi, nếu là có cái gì đột phát tình huống, lại cưỡng ép đem nàng lấy đi không muộn. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bách Lý Ngự Vũ chỉ sau lưng Sở Khuynh Thành, sau đó vừa nhìn về phía mọi người, nghi nói, đúng, tiểu tử kia đâu, không có sao chứ. Minh bạch trong miệng hắn người kia là ai, Âu Dương Trường Thanh không khỏi thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói, đi tìm Hải Yêu, đoán chừng một lát về không được, chúng ta vẫn là đi trước đi. Cái gì, Hải Yêu? Đúng vậy à, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nơi xa cái kia mảnh hắc vụ? Không sai địa gật gật đầu, Âu Dương Trường Thanh nhất chỉ nơi xa cái kia mây đen thảm đạm cảnh tượng, liền chặn lại nói, đại tỷ, ngươi là không biết ha, vừa mới ta Trác đại ca hắn nhiều năng lực, đánh ba vị kiếm vương, thật tốt khiêu khích một phen cái kia bất bại kiếm tôn về sau, thì tiêu tiêu sái sái địa chạy tới đánh Hải Yêu. Cái kia bất bại kiếm tôn đoán chừng cũng là nghĩ cùng ta đại ca nhất chiến, liền cái gì cũng không để ý, rất là vui vẻ đuổi theo đi, đồng dạng chui vào cái kia trong hắc vụ. Cái gì, người nói là lão tổ tông đuổi theo Trác Phàm. Không khỏi quá sợ hãi, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời hít sâu một hơi, sắc mặt dọa đến trắng bệch. Bị lão tổ tông để mắt tới, tiểu tử kia còn có đường sống sao? Tựa hồ nhìn ra trong nội tâm nàng lo lắng, Âu Dương Trường Thanh nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay một cái nói, đại tỷ ngươi đừng có gấp, cha ta nói, cái kia Hải Yêu so bất bại kiếm tôn đáng sợ vạn lần. Ta đại ca đã hướng về phía Hải Yêu đến. Liền Hải Yêu cũng không sợ, thì sợ gì bất bại kiếm tôn a? Lại nói, có Hải Yêu như thế cái mãnh hổ phía trước, bất bại kiếm tôn lúc này thì biến thành con chuột nhỏ. Coi như đại ca gặp nguy hiểm, đó cũng là Hải Yêu mang đến nguy hiểm, so sánh xuống, bất bại kiếm tôn thì là tiểu vu gặp đại vu, có thể bỏ qua không tính, hắc hắc hắc. Khụ khụ khục, có ngươi như thế khuyên người a? Không khỏi vội ho một tiếng, Vũ Thanh Thu hung hăng nguyết hắn một cái về sau. Mới lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ nói, lãnh vũ kiếm vương, Âu Dương Trường Thanh vừa mới nói lời nói thô ý không thô, Trác huynh không phải người lỗ mãng, đã hắn có chuẩn bị đối phó Hải Yêu, thì tuyệt đối có sức tự vệ. Mà hắn liền Hải Yêu đều có thể đối phó, cái kia bất bại kiếm tôn thì càng không nói chơi. Đúng vậy à, người thì đừng lo lắng, muốn lo lắng cũng là cái kia lo lắng một chút chúng ta mới là. Cha ta nói cái kia Hải Yêu hắc phụ một khi ăn mòn tới. Tất cả chúng ta đều muốn xong đời. Hiện tại bọn hắn đang đội lấy đây, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuồn mất cho thỏa đáng, khác cho bọn hắn thêm phiền. Hừ, gan nhỏ quỷ, muốn đi ngươi đi. Nghe Âu Dương Trường Thanh lời nói, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi lần nữa hận hận khoét hắn liếc một chút, quát mắng lên tiếng, ta là không biết cái kia Hải Yêu khủng bố đến mức nào, dù sao lão tổ tông lợi hại, ta thế nhưng là tương đối rõ ràng. Không được. Nếu là hắn thật bị lão tổ tông để mắt tới lời nói, vậy ta còn thực sự cho hắn đi cầu tình không được. Nghĩ tới đây, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời một bước chân,
bỗng nhiên thì hướng cái kia hắc vụ tràn ngập chỗ bay đi, đồng thời nàng căn dặn thanh âm cũng là truyền đến mọi người tại đây trong tai, các người đi trước a, dù sao ta đã đem các người hộ tống đến, không phụ người kia nhờ vả. Được, hiện tại liền cái kia đại tỷ đều đi, chỉ còn lại mình này một đám giả yếu tàn tật. Cái này muốn là gặp lại phiền phức, chúng ta nhưng là đều chết chắc a. Quay đầu nhìn mọi người liếc một chút, Âu Dương Trường Thanh không khỏi bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã mở ra, tản ra pha trộn ánh sáng truyền tống thông đạo, thăm thẳm lên tiếng, vậy chúng ta là đi đây, vẫn là đi đây, vẫn là đi đây. Da mặt ngăn không được co lại, Vũ Thanh Thu cũng là bất đắc dĩ thở dài, cái này có cái gì tốt nói, đi thôi, dù sao chúng ta lưu lại cũng không dùng. Nói, hắn đã là dẫn đầu hướng cái kia truyền tống thông đạo đi đến, còn lại người cũng theo thật sát. Chờ một chút, Vũ Sư Huynh, Khuynh Thành không chịu đi. Bỗng nhiên, Thủy Nhược Hoa lại là đuổi vội vàng kêu lên, chúng ta sớm thì đến nơi này, nhưng Khuynh Thành lại một mực không chịu cất bước, giống như nàng không nhìn thấy Trác Phàm trở về, thì tuyệt không rời đi giống như. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Vũ Thanh Thu cũng là thở dài một hơi, trong lòng không sai, Sở sư muội đây là tâm lý không yên lòng a, bất quá lấy Trác huynh năng lực, chúng ta lưu tại nơi này cũng là kéo chân sau thôi. Đi, coi như cướp đoạt, cũng đem Sở sư muội bắt đi, cứ như vậy định. Vừa dứt lời, Vũ Thanh Thu cho Diệp Lân bọn người đánh cái ánh mắt, bọn họ liền vội gấp đi vào Sở Khuynh Thành bên người, chuẩn bị đem nàng mang đi. Âu Dương Trường Thanh càng là xung phong nhận việc, rón rén địa đi vào bên người nàng, rực rỡ cười nói, đại tẩu a, không có ý tứ, cái này đều muốn tốt cho ngươi, Trác đại ca cũng không muốn ngươi có việc. Tuy nói ngươi bây giờ cái gì cũng không biết, nhưng... đắc tội. Nói, mấy cái đại nam nhân đã là bắt lên nàng đầu vai. A, thế mà, ngay tại lúc này, từ nơi sâu xa, giống như có thiên ý, một tiếng quen thuộc thê lương kêu to, lại là đột ngột đến vang vọng tại Sở Khuynh Thành bên tai. Là như vậy địa rõ ràng chân thực. Thân thể nhịn không được chấn động, đụng một tiếng, mấy cái trọng thương nam tử, đã là oanh bỗng chốc bị đẩy lui ra. Âu Dương Trường Thanh càng là một cái cước bộ không có đứng vững, đặt mông an vị tại đá hoa cương trên đất đá, nhất thời đem hắn đau nhe răng trợn mắt, nước mắt đều nhanh chảy ra. Đại tẩu, ngài không cần thiết a, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi làm gì dùng hộ thể nguyên lực chấn làm chúng ta bị tổn thất a? Phải biết, chúng ta bây giờ thế nhưng là già nua yếu ớt, thân thể bị trọng thương, chịu không được ngươi lần này. Thế nhưng là hắn ở nơi đó không ngừng kêu gào, còn lại Tây Châu mọi người, lại là bỗng dưng trì trệ, nhìn về phía Sở Khuynh Thành sắc mặt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì mấy năm này bên trong, Sở Khuynh Thành thất thần về sau, cái gì cũng không biết, cũng sẽ không đi vận chuyển công pháp, càng không khả năng chủ động chấn thương người khác. Nhưng là hiện tại, nàng thế mà chủ động vận chuyển công lực. Như vậy nói như vậy chính là, nàng muốn khôi phục ý thức. Nghĩ tới đây, trước mắt mọi người cùng nhau sáng lên, một mảnh vẻ mừng rỡ, Thủy Nhược Hoa càng là ngăn không được kích động nắm lấy nàng cánh tay, hưng phấn nói, Khuynh Thành, ngươi. Ngươi, Cao, Trác Phàm, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất, lắp bắp phun ra cái này quen thuộc tên, Sở Khuynh Thành trong mắt thỉnh thoảng có thần quang thiểm động. Trên mặt vui mừng càng sâu. Mọi người liếc nhìn nhau, càng là lòng tràn đầy vui mừng. Thật sự là kỳ tích a, hoặc là nói ái tình vĩ đại đây. Huynh đệ chúng ta phí hết tâm tư, nhiều năm như vậy đều không đem nàng tỉnh lại, Trác huynh mới cùng với nàng ở chung mấy ngày, nàng thì có khôi phục dấu hiệu. Đây thật là tâm bệnh cần tâm dược y a, lần này nhưng đối với chứng. Mọi người một mảnh hoan hỉ cổ vũ, Thủy Nhược Hoa càng là vui đến phát khóc, chảy ra kích động nước mắt. Thế nhưng là Sở Khuynh Thành lại là bờ môi run nhẹ nhẹ một chút về sau, trong mắt tản mát ra thật sâu vẻ hoảng sợ, thì thào lên tiếng Cao. Trác Phàm hắn gặp nguy hiểm, hắn, gặp nguy hiểm. Vừa dứt lời, nàng liền bỗng nhiên một bước cước bộ, bỗng nhiên hướng về bầu trời thẳng bay ra ngoài, phóng tới nơi xa cái kia nồng đậm trong hắc vụ. Chờ một chút, Khuynh Thành. Không khỏi giật mình, Thủy Nhược Hoa vội vàng vung tay lên, cũng gấp một bước cước bộ, muốn đuổi theo. Thế nhưng là vừa định đề khí, lại là phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, lại rơi xuống. Còn lại mọi người thấy đây hết thảy, cũng là đầy mặt lo lắng, muốn đuổi theo lại không có cái này dư lực. Bọn họ những người này vừa mới đều bị Bách Lý Cảnh Thiên Thập Hoàng Tử đánh thành trọng thương, có thể đi cũng không tệ, nơi nào còn có lăng không phi hành lực lượng.
Sang nghiêng nhìn Sở Khuynh Thành thoáng qua tức thì bóng người, tất cả mọi người đều là một mặt lo lắng bộ dáng, Âu Dương Trường Thanh càng là nhịn không được thở dài, ai, thời điểm then chốt, vị kia đại tỷ làm sao không tại. Đại tẩu nàng không bị thương tích gì, mình cái này già yếu tàn tật, chỗ nào có thể khống chế cho nàng a? Cái này không, lại phạm bệnh điên đúng không? Không phải bệnh điên, mà chính là thất thần, chỉ là hiện tại nàng thần trí đã có chỗ khôi phục, vì sao lại đột nhiên rời đi? Mi mắt không khỏi hung hăng run run, Vũ Thanh Thu hai con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, suy nghĩ một chút, chợt nhìn về phía còn lại chúng nhân nói, vừa mới nàng tựa như là nói chắc phàm gặp nguy hiểm, các ngươi nhưng có nghe được cái gì sao? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Âu Dương Trường Thanh từ chối cho ý kiến, nàng nghe nhầm a, vẫn là yêu tư thành tật. Trác đại ca tại cái kia hải yêu trong hắc phụ, mạo hiểm khẳng định là có, nhưng là chúng ta làm sao có thể biết đâu. Khác nói chúng ta bây giờ tại cái này mấy cây số bên ngoài, coi như tại cái kia hắc phụ trước, chúng ta cũng không có khả năng biết bên trong phát sinh cái gì, đại tẩu thì làm sao có thể chắc chắn chứ. Điên, khẳng định là điên a. Nếu là điên còn tốt, liền sợ. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Vũ Thanh Thu xa xa nhìn về phía nơi xa, không khỏi tràn đầy lo âu thở dài. Liền sợ đây là hai người bọn họ điện tâm đồ cảm ứng, nói như vậy. Trác huynh coi là thật rơi vào đại nạn. Nghe được lời này, mọi người bất giác cùng nhau trong lòng run lên, nhìn về phía nơi xa ánh mắt, cũng dần dần ngưng trọng lên. Một phương diện khác, Bách Lý Ngự Vũ ngay tại cấp tốc hướng cái kia trong hắc phụ phóng đi, lại là chợt thấy bốn đạo nhân ảnh chính cấp tốc từ bên trong hướng ra phía ngoài bay ra. Trong mắt ngưng tụ, bất giác nhất thời giật nảy cả mình. Bởi vì bốn người kia không là người khác, lại chính là Bất Bại Kiếm Tôn cùng ba vị kiếm vương không thể nghi ngờ. Ách, làm ta chưa gặp nó nhóm được hay không? Trong lòng bất giác trì trệ, Bách Lý Ngự Vũ thân thể hơi hơi lắc một cái, nhìn xem cái kia nhốt Trác Phàm hắc phụ, lại nhìn xem cái này bốn cái quen thuộc bóng người, trong lòng quanh đi quẩn lại. Nàng là muốn đi xem một phen Trác Phàm an nguy, bị bốn người này quấn lên, nhưng là cái gì đều làm không? Kết quả là dường như tránh ôn thần một dạng, Bách Lý Ngự Vũ bốn phía xem, nhìn đến một vùng phế tích liền muốn chui vào. Thế nhưng là, còn không đợi nàng hành động, nha nha cái phi, đen đủi, Bách Lý Ngự Vân cặp kia tặc nhãn đúng là đúng lúc phát hiện nàng bóng người, không khỏi nhất thời quát to một tiếng, hồ uống a, à, đây không phải Ngự Vũ à, mau tới đây, lão tổ tông thụ thương. Đáng chết Bách Lý Ngự Vân, ánh mắt độc như vậy, thì kém một chút lão nương liền có thể tìm cơ hội tránh thoát cùng các ngươi chạm mặt. Chờ xem, chờ lão nương tìm tới cơ hội, nhất định sẽ đem ngươi này đôi tặc nhãn cho độc mù, xấu lão nương chuyện tốt, hừ. Trong lòng một trận oán thầm, Bách Lý Ngự Vũ dầu dĩ không vui, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại là một mặt khiếp sợ cấp tốc bay đến bốn người trước mặt, nhìn về phía Bất Bại Kiếm Tôn quan tâm nói, cái gì, lão tổ tông thế mà trọng thương, tại sao có thể như vậy? Các ngươi ba cái, là làm sao cam đoan lão tổ tông an toàn? Sắc mặt một khổ, Bách Lý Ngự Vân bất đắc dĩ than thở, ai, chúng ta cũng là hết sức, chỉ là không có cách, cái kia hải yêu thực sự quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải địch a. Hải yêu thật lợi hại như vậy, liền lão tổ tông đều. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, Bách Lý Ngự Vũ bỗng dưng lo lắng. Bởi vì nàng biết, Trác Phàm cũng tại cái kia hải yêu vòng tròn bên trong đây. Nếu là liền Bất Bại Kiếm Tôn đều không phải là hải yêu đối thủ. Cái kia Trác Phàm chẳng phải là càng chết chắc. Trong mắt không khỏi nổi lên một đạo nồng đậm lo lắng, Bách Lý Ngự Vũ thật sâu nhìn cái kia hắc phụ liếc một chút, hai nắm tay không chỗ ở nắm chặt lên. Có thể là bởi vì trọng thương quan hệ, lục cảm trở nên kém, cho nên ngay cả Bách Lý Ngự Thiên giờ này khắc này, đều không có cảm giác đến Bách Lý Ngự Vũ quái dị, chỉ là phốc một tiếng, lại phun ra một miệng băng hỏa gặp nhau dòng máu về sau, bất đắc dĩ thở dài, hải yêu mạnh. Lão phu bình sinh không thấy, lần này thảm bại, coi là thật thua tâm phục khẩu phục. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, một ngày nào đó, lão phu hội lại đến chọn. Ách, phốc, nhìn không được lại là một miệng băng hỏa máu tươi phun ra, Bất Bại Kiếm Tôn sắc mặt lần nữa trắng bệch rất nhiều. Lão tổ tông, ngài đừng nói, chúng ta vẫn là mau chóng tìm yên lặng chỗ liệu thương a, ngài lần này thương thế thật không nhẹ a. Bách Lý Ngự Vân nhìn thấy. Vội vàng vội vã thuyết phục. Nhưng là Bất Bại Kiếm Tôn lại là chậm rãi khoát khoát tay, thở dài một hơi, sau đó một mặt kiên nghị địa thẳng tắp nhìn về phía sau lưng hắc phụ, bình tĩnh nói, không, lão phu không thể đi.
Tuy nhiên lần này lão phu bại, nhưng là lão phu vẫn là muốn lưu lại giám chứng cái này khó được cường giả quyết đấu kết quả, người nào mới thật sự là bên thắng. Cường giả quyết đấu. Không khỏi khẽ giật mình, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng mượn cơ hội nghe ngóng nói, thế nào, lão tổ tông, còn có người ở bên trong cùng cái kia hải yêu chiến đấu sao? Thật sâu hít một hơi, Bách Lý Ngự Thiên không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, Bách Lý Ngự Vân thì là bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau, nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ, hơi có chút oán giận nói, Ngự Vũ, nâng lên cái này, vi huynh nhưng là không thể không nói ngươi hai câu, ngươi tình báo công tác đến tột cùng là làm sao làm a? Cũng là bởi vì ngươi, chúng ta kém chút thì chọc đại phiền toái, toàn quân bị diệt, có biết hay không? Ta làm sao, không khỏi sững sờ. Bách Lý Ngự Vũ rất là kỳ lạ. Khinh thường bĩu môi, Bách Lý Ngự Vân oán hận lên tiếng, ngươi còn có mặt mũi nói. Có phải hay không là ngươi nói, cái kia họ Trác tiểu tử nhiều lắm là dung hồn cảnh, không có gì quan trọng. Ách, đúng vậy a, làm sao? Còn thế nào, ngươi có biết hay không, tiểu tử kia bên người tiểu cô nương, thì có thể tùy tiện nặng làm chúng ta bị tổn thất kiếm vương cao thủ bảo bối, ba người chúng ta người, lúc trước kém chút bị tiểu cô nương kia cạo chết. Biết không? Hận hận chừng nàng liếc một chút, Bách Lý Ngự Vân đầy bụng ủy khuất, còn lại hai người cũng là dừng gật đầu không ngừng, sắc mặt bi thương. Khuất nhục, thực sự khuất nhục, bị một cái tiểu cô nương đánh cho chạy trối chết, cái này nếu để cho Trung Châu những người kia biết lời nói, bọn họ còn nào có mặt tiếp tục hành tẩu giang hồ. Thế nhưng là Bách Lý Ngự Vũ nghe đến, lại là một mặt vẻ mờ mịt địa lắc lắc đầu các ngươi nói là. Tước nhi, tiểu cô nương kia thật đáng yêu. Làm sao? Rất lợi hại phải không? Đáng yêu, chúng ta làm sao không nhìn ra? Da mặt nhìn không được co lại, Bách Lý Ngự Vân ba người liếc nhau, đều là trong lòng thầm giận, sau đó vừa hung ác trừng mắt về phía nàng nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Người ta một cái tiểu cô nương liền đã như thế nghịch thiên, làm lão tử, có thể kém sao? Người có biết hay không, tiểu cô nương kia có đối phó kiếm vương bảo bối? Cái kia làm lão cha càng là có đối phó lão tổ tông bảo bối tại thân. Mẹ ta, vừa ra tay cũng là cấp 9 đế vương thú linh sủng. Người biết không, cấp 9 đế vương thú A, đoán chừng mình cửu kiếm vương hợp lực đều muốn bị giết đến không chừa mảnh giáp tồn tại. T. Nhìn không được bỗng nhiên hít sâu một hơi, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời quá sợ hãi, cái gì, cấp 9 đế vương thú. Đây không phải chỉ thuộc về trong truyền thuyết linh thú à, còn thật có A. Còn ở trên người hắn. Thế nào, ngươi không biết? Không biết a? Cho nên ta nói ngươi, tình báo này làm thế nào? Tức bực dậm chân, Bách Lý Ngự Vân từng ngụm địa thở hổn hển, sau đó mới lại một mặt nịnh hót nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên nói, may mắn chúng ta lão tổ tông thần công cái thế, liền cái kia cấp 9 đế vương thú đô làm thịt, đây thật là không hổ Nam Châu bất bại tên a. Không để ý đến hắn vỗ mông ngựa chuồn mất dâu chi ngôn. Bách Lý Ngự Thiên hiện tại chính đắm chìm trong nhân sinh thung lũng, người nào cũng không muốn ý. Bách Lý Ngự Vũ thì lại là trong lòng run lên, thận trọng nói, lão tổ tông liền cái kia cấp 9 đế vương thú đâu có thể làm thịt, cái kia người tiếp theo thì đến phiên hắn a, lão tổ tông đem hắn thế nào? Ách! Trong lòng bất giác trì trệ, Bách Lý Ngự Vân thân thể lắc một cái, sắc mặt lại là lần nữa âm trầm xuống, vụng trộm nhìn một chút bất bại kiếm tôn cái kia phiền muộn sắc mặt. Lại hung ác trừng mắt về phía Bách Lý Ngự Vũ, phẫn nộ quát hết chuyện để nói, nam nhân này về sau không muốn tại lão tổ tông trước mặt nhắc tới, phạm vào kỵ húy. Cái này cái nào là ta sách, không phải Vân ca ngươi một mực tại nói sao? Ta nói là ngươi tình báo làm quá kém, kém chút hủy chúng ta, không phải muốn sách cái này. Tốt, thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, Bách Lý Ngự Thiên đã là một tiếng gầm thét đánh gãy. Sau đó lại thật sâu nhìn một chút cái kia nồng đậm hắc vụ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, về sau lão phu vốn muốn cùng hắn trực tiếp đối chiến, nhưng đúng lúc hải yêu đến, liền tất cả đều dừng lại, hắn muốn tìm hải yêu, lão phu cũng muốn chiếu cố hải yêu, liền lại tất cả đều tiến cái kia hải yêu địa bàn. Lão phu đi vào về sau, rõ ràng nhìn đến hắn bị cái kia hải yêu đông cứng, liền không để ý tới, hướng biển yêu khởi xướng khiêu chiến, kết quả một hiệp không có qua, cũng bị đông lại.